Đây là bán thánh, nhiều người không muốn tranh chấp với bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. 12 vạn khối long linh thạch. Bá Hoàng Tử kêu giá tiếp. 13 vạn khối long linh thạch. Người còn đang đấu giá chỉ có bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Bá Hoàng Tử, Mỹ Phụ Nhân Hỏa Loan yêu tộc. Bốn người toàn là dầu nước đố đổ vách, Thái Cổ Thiên Mộc giúp ích rất nhiều cho bọn họ. Bốn người tranh đấu gay gắt nhất. 15 vạn khối long linh thạch. 16 vạn khối long linh thạch. Giá cả như ngựa hoang thoát cương điên cuồng tăng vọt, đặc biệt Kim Ô yêu tộc kêu giá với quyết tâm giành được. Thái Cổ Thiên Mộc qua quan trọng với Kim Ô yêu tộc, hôm nay ai đấu giá đều bị bọn họ căm thù. Đương nhiên người dám đấu giá với Kim Ô yêu tộc thì không sợ bọn họ. Mỹ Phụ Nhân Hỏa Loan yêu tộc do dự giây lát, kêu thêm giá. 20 vạn khối long linh thạch. Lão yêu vương nhai tí yêu tộc rút lui, không kêu giá nữa. Bá Hoàng Tử nhếch mép âm trầm. 21 vạn khối long linh thạch. Bá Hoàng Tử cười hỏi. Hoa Hư Phu Nhân có thể lấy ra 20 vạn khối long linh thạch sao? Nếu Hoa Hư Phu Nhân không thể lấy ra nhiều long linh thạch thì tốt nhất đừng kêu giá nữa. Trong phòng đấu giá quỷ thị nếu kêu giá mà không đưa ra được linh thạch sẽ có kết cuộc rất thảm. Ha 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 ha. Bá Hoàng Tử chỉ truyền âm, không ai nghe thấy câu này. Hoa Hư Phu Nhân lạnh lùng cười. Ngươi sẽ đấu giá Thái Cổ Thiên Mộc bằng được. Bá Hoàng Tử nói. Nếu giá cao đến mức ta cảm thấy Hoa Hư Phu Nhân không trả nổi thì ta không ngại tạm thời ngừng kêu giá. Hoa Hư Phu Nhân hừ mạnh. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngồi trong phòng cung các thứ nhất, thân phận của nàng cao quý, chỉ có nàng là có tư cách ngồi trong phòng cung các thứ nhất. Phượng Hoàng Thiên Nữ kêu giá. 22 vạn khối long linh thạch. Hoa Hư Phu Nhân ngừng kêu giá, nàng cũng hiểu phòng đấu giá quỷ thị nghiêm khắc, 20 vạn khối long linh thạch đã là cực hạn của nàng. Chỉ còn Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ đấu giá. Mọi người biết Kim Ô yêu tộc và Phượng Hoàng yêu tộc là kẻ địch không đội trời chung, lại có nguồn gốc sâu xa với Thái Cổ Thiên Mộc. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Bá Hoàng Tử không chỉ muốn đấu giá Thái Cổ Thiên Mộc, càng muốn dựa vào hơi thở trên Thái Cổ Thiên Mộc tính ra mộ chủng của Thái Cổ Thần Phượng. Bá Hoàng Tử kêu giá. 23 vạn khối long linh thạch. 24 vạn khối long linh thạch. Phong Phi Vân quyết định đổ thêm dầu, tự mình kêu giá. 40 vạn khối long linh thạch. Ồn ào. Cái giá làm toàn trường nổ tung. Mọi người cùng nhìn hướng phòng riêng cung các thứ hai, biểu tình khó tin. Ai ở trong cung các thứ hai vậy? Lớn lối như thế, nâng giá lên đến 40 vạn khối long linh thạch. Không biết, nhưng có thể vào cung các thứ hai thì thân phận không nhỏ. Mới rồi ta cảm nhận có hơi thở rồng phát tan từ cung các thứ hai, chẳng lẽ là đại nhân vật nào đó của long tộc ở trong đó? Rất có thể. Đồn rằng long tộc thích thu thập linh thạch nhất, dùng linh thạch trải giường, dùng linh thạch chất thành núi, dùng linh thạch lót đường. Long tộc không hứng thú với báu vật khác, chỉ thích linh thạch. Từng có con rồng quái thai xếp linh thạch thành đại dương, mình bơi trong biển. Tính về độ giàu thì không chủng tộc nào sánh bằng long tộc. Bá Hoàng Tử, Phượng Hoàng Thiên Nữ nhíu chặt mày, 40 vạn khối long linh thạch quá cao. Trên đài đấu giá, mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc giật mình thật lâu. Thấy mọi người không kêu giá nữa, mỹ nữ Đan Hạc yêu tộc gõ chùy tinh thạch. Nếu không ai kêu giá nữa thì khối Thái Cổ Thiên Mộc này thuộc về vị khách tôn quý cung các thứ hai. 40 vạn khối long linh thạch lần 1. 40 vạn khối long linh thạch lần 2. Có người đứng ở cửa phòng đấu giá kêu giá. 41 vạn khối long linh thạch. Mọi người nhìn sang, thấy một cái bóng rực rỡ ánh vàng đi vào. Chỉ là cái bóng nhưng mang đến áp lực cực mạnh. Nhiệt độ phòng đấu giá cao lên nhiều. Là một phân thân của Minh Hoàng giới chủ. Trong cuộc chiến Thanh Liên Linh Sơn, Minh Hoàng giới chủ bị thương nặng, không dám dùng chân thân đến đan đỉnh quỷ thị. Minh Hoàng giới chủ là bán thánh Kim Ô yêu tộc kia, có địa vị rất cao trong Kim Ô yêu tộc. Phân thân Minh Hoàng giới chủ nhìn hướng cung các thứ hai, cười nói. Khối Thái Cổ Thiên Mộc này vô cùng quan trọng với Kim Ô yêu tộc, xin bằng hữu long tộc nương tay cho. Trong cung các thứ hai, Phong Phi Vân siết chặt hai nắm tay, nghiến răng ken két. Phong Phi Vân hận những tu sĩ yêu tộc Minh Hoàng giới chủ thấu xương. Mạc Giao Giao nói, hôm nay Kim Ô yêu tộc đã ra nhiều máu, đừng liều lĩnh với bọn họ. Nếu ngươi tăng giá thêm e rằng bọn họ sẽ không kêu giá nữa. Kim Ô yêu tộc không ngốc, sẽ không mặc cho người cắt cổ.
thiên phú của ngươi siêu quần, tiền đồ khó thể đo lường, có cơ hội vượt qua Minh Hoàng giới chủ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, không cần nóng nảy trong phút chốc. Phong Phi Vân thở hắt ra, cười nói. Mặc cô nương nói đúng. Cuối cùng Phong Phi Vân không kêu giá, Kim Ô yêu tộc dùng giá trên trời 41 vạn long linh thạch mua thái cổ thiên mộc. Kim Ô yêu tộc muốn từ khối gỗ này dựng dục ra thái cổ thiên mộc mới là chuyện không thể nào. Bởi vì tinh hao sự sống trong thái cổ thiên mộc sớm bị khí địa vực ăn mòn, sẽ không nảy mầm được. Tiếp theo đấu giá một số báu vật quan trọng khác, có giá giao dịch đến 10 vạn long linh thạch, toàn là di bảo hiếm hoi. Rốt cuộc đến báu vật cuối cùng, giây phút đáng chú ý nhất. Một tu sĩ đẳng cấp thánh hiền sĩ của phòng đấu giá quỷ thị tự mình dâng lên bình bảo cổ lọ màu trắng. Bình bảo màu trắng cỡ bình hoa bình thường, nhưng vị thánh hiền sĩ kia cầm rất vất vả như nâng mảnh đất. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc lùi hai bước, cảm nhận khí thế khổng lồ từ bình bảo. Bên trong chứa một giọt tinh huyết đại thánh. Chắc rồi, báu vật áp trục đêm nay. Đồn rằng một giọt tinh huyết đại thánh có thể giết bán thánh. Đại thánh gì, chỉ cần một giọt tinh huyết thánh linh đủ giết bán thánh, tinh huyết đại thánh càng thêm khủng bố. Dưới thánh linh đều là con kiến. Bình bảo mới được đưa lên đã khiến nhiều người xì xầm. Có người suy đoán tinh huyết đại thánh của ai, có người đoán phòng đấu giá quỷ thị làm sao chiếm được tinh huyết đại thánh này. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc cười nói. Ta tuyên bố đấu giá báu vật cuối cùng trong đêm nay, giây phút mọi người chờ đợi đã đến. Không khí trong phòng đấu giá quỷ thị nghiêm túc, nhiều người không dám thở mạnh. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc phun ra bốn chữ. Tinh huyết đại thánh. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc tiếp tục bảo. Ta nghĩ mọi người đang chờ thiến thiến này giới thiệu là tinh huyết của vị đại thánh nào đúng không? Chắc là cửu tiễn đại thánh. Ta cho rằng là địa hoàng đại thánh. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc mỉm cười nói. Chủ nhân giọt tinh huyết này là thái cổ thần phượng. Qua viên hồng chí sư của phòng đấu giá quỷ thị giám định nhiều lần, năm xưa thái cổ thần phượng đến cảnh giới đại thánh trở thành vị đại thánh thái cổ thứ 4, viết huy hoàng cuối thời kỳ thái cổ. Khuôn mặt hờ hững của phượng hoàng thiên nữ lộ nụ cười tự hào. Thần phượng đại nhân chân đạt đến đại thánh cảnh. Các tộc hiên có sách cổ tài liệu lịch sử đều bắt đầu từ thời đại viễn cổ, thái cổ xa xôi hơn thì chỉ còn lại một ít thần thoại truyền thuyết. Không ai có thể chứng thực những điều này có tồn tại thật không, truyền thuyết có thật. Tinh huyết thái cổ thần phượng xuất hiện, được xác nhận là tinh huyết đại thánh, chứng cứ này nói cho thế nhân phượng hoàng yêu tộc từng ra đại thánh. Đây là vinh dự không gì sánh bằng, thành viên phượng hoàng yêu tộc đều rất tự hào. Phong Phi Vân ngây người, sâu trong lòng hắn rất khâm phục thái cổ thần phượng, luôn xem thái cổ thần phượng là mục tiêu của mình. Trời, lại là thái cổ thần phượng. Phải rồi. Thái cổ thiên mộc và tinh huyết thái cổ thần phượng cùng xuất hiện trong phòng đấu giá quỷ thị, hay có người tìm được mộ táng thái cổ thần phượng. Đây là chuyện lớn chấn động thiên hạ, mộ của thái cổ thần phượng, một vị đại thánh. Phong Phi Vân nhíu mày thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Mộ táng của thái cổ thần phượng rõ ràng là trong thanh đồng cổ thuyền, tại sao tinh huyết của thái cổ thần phượng xuất hiện tại đây? Hay trong thanh đồng cổ thuyền chôn phó tòng của thái cổ thần phượng? Vậy mộ thái cổ thần phượng nằm ở đâu? Là ai đem ra một giọt tinh huyết của thái cổ thần phượng? Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập khó hiểu. Mạc Giao Giao ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm bình bảo trên đài đấu giá. Mọi người yên lặng. Mỹ nữ đan hạc yêu tộc cười nói. Trong bình bảo này chứa thiên thủy, giọt tinh huyết thái cổ thần phượng được thiên thủy bao bọc. Nếu không có thiên thủy bao lại thì trên đời này trừ thánh linh dụng cụ ra không có thứ gì chịu nổi tinh huyết đại thánh. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm tinh huyết đại thánh là 10 vạn khối long linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 long linh thạch. Cuộc đấu giá tinh huyết đại thánh bắt đầu. Một số lão nhân từ đầu đến cuối không kêu giá đều ngồi ngay ngắn, phát ra khí thế uy nghiêm. 10 vạn khối long linh thạch. 11 vạn khối long linh thạch. 15 vạn khối long linh thạch. Tinh huyết đại thánh quá quý giá, giá trị cao hơn thái cổ thiên mộc, khiến nhiều người điên cuồng đấu giá. Ngay khi mỹ nữ đan hạc yêu tộc dứt lời giá cả lên cao vùn vụt, đã qua 20 vạn khối long linh thạch. Phong Phi Vân kêu lên. 30 vạn khối long linh thạch. Phong Phi Vân đấu giá thái cổ thiên mộc được 41 vạn long linh thạch, đây là số tài sản kếch xù. Nhưng giá chỉ dừng giây lát. Có người nhấn chìm thanh âm của Phong Phi Vân.
35 vạn khối long linh thạch, 40 vạn khối long linh thạch, 50 vạn khối long linh thạch. Phong Phi Vân thở dài, đám người này quá điên cuồng. Giá tinh huyết đại thánh cao hơn thái cổ thiên mộc nhiều, làm Phong Phi Vân hụt hơi kêu giá. Lực lượng cá nhân quá mỏng manh, không thể sánh bằng các đại nhân vật thống trị một phương. Minh Hoàng giới chủ kêu giá. 60 vạn khối long linh thạch. Phượng Hoàng thiên nữ nói. 80 vạn khối long linh thạch. Một lão nhân bề ngoài bình thường kêu giá. 100 vạn khối long linh thạch. Giá cả đã vượt qua 100 vạn khối long linh thạch, hơn nữa không dừng lại. Phong Phi Vân biết hắn muốn giành được tinh huyết đại thánh theo đường quang minh là rất khó khăn, chỉ còn cách đen ăn đen. Chuyện giết người cướp của không hiếm, miễn không xảy ra trong đan đỉnh quỷ thị, chủ quỷ thị sẽ mắt nhắm mắt mở. Con người trên đời này rất tham lam, mỗi giây mỗi phút xảy ra chuyện cướp giật, không ai quản lý hết được. Mạc Giao Giao nói, hội đấu giá chưa kết thúc người đã định đi. Da Mạc Giao Giao trắng mịn, tóc đen xõa dài, hồ cừu trắng lông xù tôn lên làn da nàng càng trắng. Phong Phi Vân cười nói, thái cổ thiên mộc đã đấu giá xong, đương nhiên ta phải đi hậu đại lấy linh thạch của mình. Chờ chút nữa bị người nhìn thấy ta đi ra từ hậu đại thì sẽ thành con mồi của người khác. Mạc Giao Giao hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ai đấu giá được tinh huyết đại thánh? Phong Phi Vân mỉm cười nói, dù ai có được đều sẽ bị đồn. Mạc Giao Giao cắn răng trắng, rè mi vừa dài vừa cong. Nam nhân nào nhìn thấy hồ ly tinh ngồi trước mặt đều không kiềm nén được xúc động. Mạc Giao Giao sóng mắt đa tình nói, ngươi muốn đi mời người cướp đoạt tinh huyết đại thánh, bây giờ định đi sắp xếp. Phong Phi Vân nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cười nói, thật ra tinh huyết đại thánh không có tác dụng lớn với ta. Mạc Giao Giao hỏi, vậy còn hồng nhan cô nương thì sao? Phong Phi Vân biết không lừa được Mạc Giao Giao, nàng quá thông minh. Hồ Ly Thường rất thông minh. Lúc này giá trong phòng đấu giá đã đến 200 vạn khối long linh thạch, cuộc đấu giá vào ô rồi gay cấn. Phong Phi Vân không đi mà lại ngồi xuống. Mạc Giao Giao cười hỏi, sao ngươi không đi? Phong Phi Vân trả lời, ta định ở lại nhìn xem là ai đấu giá được tinh huyết đại thánh. Mạc Giao Giao nói, thật ra thái cổ thiên mộc không chỉ có một khối đúng không? Phong Phi Vân ngạc nhiên, sau đó cười gật đầu, nói, chỉ thứ thưa thớt mới càng quý giá. Mạc Giao Giao cười quyến rũ, thật ra tinh huyết đại thánh cung không chỉ có một giọt. Mắt Mạc Giao Giao trong suốt sáng như sao. Phong Phi Vân kinh ngạc nói, ta đột nhiên phát hiện nàng biết quá nhiều thứ. Phong Phi Vân hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết biết tại sao ta biết được nhiều như vậy sao? Phong Phi Vân nói, ta rất muốn biết, nhưng có vẻ Mạc cô nương sẽ không chịu nói. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, bởi vì một giọt tinh huyết đại thánh là ta mang đến đan đỉnh quỷ thị. Mạc Giao Giao cười rất đẹp, dịu dàng mà diễm lệ, khó làm người ta liên tưởng nàng và tinh huyết đại thánh. Nữ nhân như vậy không nên được người che chở trong lòng bàn tay như đóa hoa trong nhà kín. Phong Phi Vân giật nảy mình, hắn cứ nghĩ mình rất thông minh, nhìn thấu nàng nhưng giờ mới phát hiện mình quá tự kỷ. Sau này phải sửa tật xấu mới được. Mạc Giao Giao nói, người muốn biết tại sao ta xuất hiện trong thần tấn vương triều phải không? Mạc cô nương nói kết thúc hội đấu giá sẽ cho ta biết. Bây giờ ta nói với ngươi, ta đi thần tấn vương triều lấy tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân không ngốc, hắn kinh ngạc nói. Đồng Lô Sơn của thần tấn vương triều là nơi chôn thái cổ thần phượng. Nó cũng là thần tàng yêu tộc đồn rầm rộ. Mạc Giao Giao gật đầu, nói. Năm cuối đời thái cổ thần phượng vì sống lâu nên chém ngã thái cổ thiên mộc, từng đi vực ngoại làm nhiều chuyện kinh thiên. Thái cổ thần phượng để lại rất nhiều truyền thuyết, nhưng không ai biết thái cổ thần phượng từng đi địa ngục, lấy một báu vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Phi Vân chưa từng nghe tin đồn như vậy. Báu vật trong địa ngục có thể mang lên nhân gian. Quỷ môn quan và địa ngục là hai khái niệm khác nhau. Quỷ môn quan tồn tại giữa địa ngục và nhân gian, địa ngục hoàn toàn thuộc về thế giới khác. Mạc Giao Giao nói. Thái cổ thần phượng đi con đường khác. Phong Phi Vân hỏi. Con đường gì? Hoàng Tuyền. Mạc Giao Giao trả lời. Trời có cửu trọng thiên, đất có cửu trọng địa. Địa ngục có cửu tuyền nối trời và đất. Thái cổ thần phượng đi một trong cửu tuyền, quay về nhân gian. Phong Phi Vân hỏi.
Thái cổ thần phượng mang thứ gì từ địa ngục ra? Mạc Giao Giao lắc đầu, nói. Ta không rõ, nhưng chắc chắn là thứ liên quan đến chuyển thế luân hồi. Thứ đó để trong đồng lô sơn, trở thành lỗ hổng địa ngục. Một số vật chết nên xuống địa ngục lại thành cá lọt lưới chạy tới đó. Có người cơ duyên trùng hợp nghịch thiên trọng sinh. Từng có đại nhân vật địa ngục đi nơi đó bình định, muốn thu về báu vật bị thái cổ thần phượng lấy đi. Nhưng không hiểu sao đại nhân vật kia bị lực lượng bí ẩn đánh bại, không thể lấy lại báu vật. Đại nhân vật địa ngục lùi một bước, khai sáng dương giới và âm giới ở thần tấn vương triều, chuyên môn thu những sinh vật chạy đến lỗ hổng địa ngục, không để chúng nó làm loạn nhân gian. Những chuyện sau là ta suy đoán, ta không rành lai lịch của dương giới và âm giới ở thần tấn vương triều, nhưng chắc liên quan đến địa ngục. Lòng Phong Phi Vân dậy sóng, đồng lô sơn là lỗ hổng địa ngục. Thái cổ thần phượng đã lấy cái gì trong địa ngục mà khiến vài người không đi địa ngục, đến thần tấn vương triều? Phong Phi Vân nheo mắt nói. Mấy thứ này bản thân ta còn không biết, sao nàng biết? Mạc Giao Giao cười cười. Bên ngoài phòng cung các thứ hai vang tiếng gõ cửa. Lão quản sự phòng đấu giá đi vào, cung kính cúi đầu hướng Mạc Giao Giao. Lão quản sự phòng đấu giá nhìn Phong Phi Vân, nói. Phong công tử, hội đấu giá sắp kết thúc. Đây là linh thạch công tử muốn. Lão quản sự phòng đấu giá lấy một giới linh thạch to cỡ nắm tay cung kính đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy giới linh thạch, dò xét. Bên trong có 405.900 khối long linh thạch, đã bị phòng đấu giá quỷ thị trừ 1% phí đấu giá dùm. Lão quản sự phòng đấu giá đi ra. Phong Phi Vân nhạy bén cảm giác lão quản sự phòng đấu giá cung kính với Mạc Giao Giao, lại liên tưởng từ khi vào phòng đấu giá quỷ thị nàng hưởng thụ đãi ngộ. Đánh chết Phong Phi Vân không tin Mạc Giao Giao và phòng đấu giá quỷ thị không có quan hệ gì. Phong Phi Vân nhìn Mạc Giao Giao chằm chằm, nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Phong Phi Vân không kiềm được hỏi. Nàng là nữ nhân của chủ quỷ thị. Mạc Giao Giao không trả lời. Ngươi đoán xem. Phong Phi Vân hiểu đây là thật sự. Nghĩ lại một nữ nhân hồ tộc xinh đẹp đứng vững trong đan đỉnh quỷ thị nói dễ hơn làm, nếu không có chỗ dựa cứng rắn thì đã sớm bị người ăn sống nuốt tơi. Thứ hai, tại sao Mạc Giao Giao biết nhiều bí ẩn liên quan đến Thái Cổ Thần Phượng? Chắc chắn là chủ quỷ thị nói cho nàng biết. Tại sao chủ quỷ thị nói cho Mạc Giao Giao biết? Chỉ có một lời giải thích, nàng là nữ nhân của chủ quỷ thị. Phong Phi Vân cười nói. Ta nên sớm đoán ra, ta chỉ không hiểu Mạc cô nương có thân phận rất cao, tu vi rất mạnh, tại sao ngày xưa cần nhờ vào đấu giá do mẫu thân ta bày ra để rời khỏi thần tấn vương triều? Sao Mạc cô nương không tự mình bày đấu giá? Còn nữa, Mạc cô nương lấy được tinh huyết đại thánh sao không đi khỏi thần tấn vương triều ngay mà ở lại nơi đó lâu như vậy? Mặt Mạc Giao Giao luôn treo nụ cười quyến rũ, thè lưỡi liếm môi đỏ. Nếu ta nói ta muốn lần tìm đấu giá do mẫu thân ngươi bày ra, để điều tra tung tích của nàng thì ngươi có tin không? Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm, lạnh lùng hỏi. Sốt cuộc nàng muốn làm gì? Mạc Giao Giao mỉm cười nói. Mẫu thân của ngươi là một trong những người mạnh nhất ta từng thấy. Không, nên nói là rồng, một con rồng cái. Không ngờ trên đời sinh ra con rồng cái, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ sau lưng không có điều gì bí ẩn? Phong Phi Vân hỏi. Sao Mạc cô nương biết chuyện này? Mạc Giao Giao che môi cười duyên. Ta vốn không biết mẫu thân của ngươi là long tộc. Lúc gặp ngươi trong thần tấn vương triều, ta cho rằng mẫu thân của ngươi là phượng hoàng. Mãi tới ngày ngươi phá vỡ nguyền rủa bán yêu, phát hiện máu rồng trong thân thể ngươi, thế là sinh ra nghi ngờ. Phong Phi Vân nói. Vậy vừa rồi. Mạc Giao Giao cười. Hỏi dò ngươi. Thật là hồ ly tinh. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Nàng sớm biết ta là bán yêu, biết thân phận thật sự của phụ thân, mẫu thân. Mạc Giao Giao nhếch môi nhe hàm răng trắng. Ngươi đừng nản lòng. Ngươi nên biết nam nhân ở trước mặt nữ nhân xinh đẹp luôn không kiềm được xúc động. Ta không cố ý gài bẫy ngươi, ta chỉ muốn tìm hiểu đáp án trong lòng. Phong Phi Vân xòe hai tay, nói. Nam nhân không xúc động trước mặt nữ nhân xinh đẹp chẳng lẽ sẽ xúc động với nam nhân khác? Chỉ trách ta không xúc động muốn cởi sạch đồ trên người Mạc cô nương. Mạc Giao Giao cười hỏi. Nếu ngươi xúc động một lần thì ta tuyệt đối không chống cự, có dám thử không? Lại là dám không? Mạc Giao Giao nói câu này làm người ta suy nghĩ lan man, tim Phong Phi Vân đập rất nhanh, sắc mặt mất tự nhiên, cơ thể dục dịch.
nhưng cuối cùng Phong Phi Vân không xúc động, quân tử còn hơn cả quân tử. Phong Phi Vân vuốt ngón tay, nhìn thân hình mảnh mai xinh đẹp của Mạc Giao Giao. Rốt cuộc vì lý do gì mà Mạc cô nương phải đi đấu giá do mẫu thân ta bày ra để rời khỏi Thần Tấn Vương Triều? Mạc Giao Giao sớm đoán được Phong Phi Vân sẽ làm Liễu Hạ Huệ một lần, nàng cười bí hiểm. Bởi vì ta từng gặp mẫu thân ngươi một lần, lúc ấy nàng đi Đồng Lô Sơn tìm hồn chuyển thế của phụ thân ngươi, ta thì tìm cách mở thần tàng yêu tộc. Mạc Giao Giao nói đến đây tạm dừng, không nói nhiều về Đồng Lô Sơn nữa. Mạc Giao Giao nói tiếp. Sau này mẫu thân ngươi rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, nhưng nàng bày đấu giá chỉ có lão bộc theo bên cạnh nàng và mẫu thân ngươi biết, cả ngươi nữa. Ta muốn tìm nàng đương nhiên phải thông qua ngươi. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi. Mạc cô nương muốn tìm phụ thân làm gì? Cái này, bí mật. Mạc Giao Giao mặt hao ra phấn, trắng mịn búng ra sữa, làm người ta muốn hôn một cái. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Mạc cô nương nói gặp mẫu thân của ta trong Đồng Lô Sơn một lần, chẳng lẽ các ngươi đánh nhau và nàng thua? Đã bảo là bí mật. Sắc mặt Mạc Giao Giao mất tự nhiên, đánh trống lảng. Chuyện này không có gì hay để nói, người muốn biết về Thái Cổ Thần Phượng, Tinh Huyết Đại Thánh đúng không? Bây giờ ta sẽ nói cho người biết. Phong Phi Vân cười cười. Mạc Giao Giao rất ghét nụ cười này của Phong Phi Vân. Ta không tìm được hài cốt Thái Cổ Thần Phượng trong Đồng Lô Sơn. Trong biển thiên thủy ta phát hiện mấy giọt Tinh Huyết Đại Thánh nổi trong nước, ta chỉ kịp lấy một giọt. Nếu ngươi muốn tìm Tinh Huyết Đại Thánh thì không cần liều mạng với đại nhân vật các tộc làm gì, có thể đi thần tảng yêu tộc tìm xem. Phong Phi Vân không tin lời Mạc Giao Giao. Mạc cô nương thật sự chỉ lấy một giọt Tinh Huyết Đại Thánh. Mạc Giao Giao thở dài, vươn ba ngón tay ngọc thề. Ta thật sự chỉ lấy một giọt cánh cửa thần tảng yêu tộc đã khép lại. Xem, ta đã thề rồi. Ngươi đã tin chưa? Ta không lừa ngươi, trời đất chứng giám. Nếu thể thốt đáng tin thì hơn một nửa người trong cõi đời này bị sét đánh chết. Phong Phi Vân sẽ không nói ra câu đó. Phong Phi Vân trầm ngâm, nhìn bình bảo đặt trên đài đấu giá, thầm nghĩ. Không ngờ xác Thái Cổ Thần Phượng có trong Đồng Lô Sơn, nơi đó chỉ có vài giọt Tinh Huyết Đại Thánh. Chẳng lẽ vì Mạc Giao Giao không đi sâu vào Đồng Lô Sơn? Có lẽ xác Thái Cổ Thần Phượng nằm sâu trong Đồng Lô Sơn. Tại sao chỉ có vài giọt Tinh Huyết Đại Thánh? Phong Phi Vân nghĩ đến một khúc Thái Cổ Thiên Mộc trong Thanh Đồng Cổ Thuyền, sao hắn cứ luôn dính dáng đến Thái Cổ Thần Phượng? Hội đấu giá đã kết thúc. Một giọt Tinh Huyết Đại Thánh bị Phượng Hoàng Yêu Tộc mua với giá trên trời 480 vạn long linh thạch. Phượng Hoàng Yêu Tộc có một bán thánh tự mình chạy đến thể hiện sức mua mạnh mẽ. Mọi chuyện thành kết cuộc đã định, nhiều người than thở. Tinh Huyết Đại Thánh đại biểu ý nghĩa không giống bình thường. Mỗi người đều muốn có được giọt tinh huyết này. Đột nhiên một đoàn khí âm sát tràn ngập trên bầu trời đan đỉnh quỷ thị, hình thành mây đen rậm đặc như mực. Trong mây đen cuồn cuộn có vô số âm hồn và xương trắng trôi nổi, tiếng gào rú chói tai. Một vuốt xương to lớn vươn ra từ mây đen, ngón tay như ngọn núi, móng tay tựa thiên đao đâm thủng nóc phòng đấu giá quỷ thị, cướp đi bình bảo chứa tinh huyết đại thánh. Phập, phập. Nhiều tu sĩ bị khí thế kinh khủng đè nổ tung thành đoàn máu. Trong đan đỉnh quỷ thị, ngọc điện, cung khuyết sụp đổ ầm ầm. Cột gãy, vách tường, mã in gói vỡ vụn nhuộm máu, bị phá hoại tan hoang. Một phần tư kiến trúc đan đỉnh quỷ thị biến thành phế tích. Nơi này là đan đỉnh quỷ thị, dám tới đây cướp bảo vật. Thật là không biết sống chết. Một lão nhân quản sự trong phòng đấu giá quỷ thị người phát ra ánh sáng, làn da như kim đồng. Thân thể vọt lên cao hơn 100 thước. Lão quản sự phòng đấu giá trợn to mắt, người mọc lông đen như con ma vượn hồng hoang. Lão quản sự phòng đấu giá đánh ra một chưởng, trời sụp đất nứt. Không ai ngờ lão quản sự phòng đấu giá có lực lượng đẳng cấp yêu vương. Yêu vương vượn tộc. Trên bầu trời, trong đoàn mây đen phát ra tiếng hừ lạnh, thanh âm như sấm đánh chấn lão quản sự phòng đấu giá miệng mũi chảy máu. Cơ thể to lớn như ma vượn nhanh chóng thu nhỏ. Mặt trắng không còn chút máu bị đè chặt dưới đất. Nếu không có người dìu thì lão quản sự phòng đấu giá đã té dưới đất. Tu sĩ cướp tinh huyết đại thánh có tu vi quá kinh khủng, chỉ một tiếng hừ lạnh đã chân yêu vương bị thương nặng, thật kinh khủng. Trong đan đỉnh quỷ thị còn nhiều cường giả, có mấy nhân vật đẳng cấp yêu vương bay ra, ánh mắt ngạo nghễ, chiến ý hừng hực. Một lão yêu vương chán có dấu trăng non bò ra từ lòng đất, người đầy bùn đất,
ra mục giữa. Lão yêu vương nhìn mây đen trên bầu trời. Vô thường quỷ chủ, người dám đến đan đỉnh quỷ thị cướp tinh huyết đại thánh. Không sợ quỷ thị tôn hoàng đánh hình thần đều diệt sao? Trong mây đen cuồn cuộn mang theo âm khí vô tận khàn giọng nói. Quỷ thị tôn hoàng đã không lộ mặt mấy ngàn năm, chắc chắn chết rồi, bản tôn sợ gì? Người đến cướp tinh huyết đại thánh là vô thường quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất. Trên bầu trời một luồng gió tà thổi qua mang theo cương khí mạnh mẽ, đẩy lùi mấy yêu vương, không dám đụng vào khí âm hàn. Trong mây đen phát ra tiếng cười nhạt. Một đám ô hợp cũng dám đối địch với bản tôn, thật là không biết sống chết. Mây đen định bay về phía chân trời. Một con phượng hoàng bay lên cao, thân hình che trời, lửa đỏ rực như sắp hòa tan khung trời. Phượng hoàng chặn đường vô thường quỷ chủ. Phượng hoàng phát ra thanh âm vô cùng uy nghiêm. Giọt tinh huyết đại thánh này đã được phượng hoàng yêu tộc chúng ta đấu giá xong, ai dám cướp? Dù đằng trước quỷ chủ quỷ môn quan thì phượng hoàng yêu tộc sẽ không e ngại gì. A! À, phượng hoàng nhiệt hỏa phun ra đốt mây đen kêu xèo xèo, quỷ hồn trong mây đen tán đi thành các tia khói đen, chúng nó gào rú thê thảm. Đây là phượng hoàng bán thánh, tu vi cực mạnh. Phong Phi Vân đã lao ra phòng đấu giá quỷ thị, hai tu sĩ trên bầu trời quá cường đại. Nếu đứng gần sẽ bị đè chết ngay. Ủa, Mạc Giao Giao đâu? Phong Phi Vân một trưởng đánh bay hai âm hồn, tìm kiếm Mạc Giao Giao trong phế tích. Lúc lao ra khỏi phòng đấu giá quỷ thị Mạc Giao Giao còn theo bên cạnh Phong Phi Vân, giờ không thấy nàng đâu. Phong Phi Vân không phát hiện Mạc Giao Giao đi lúc nào. Ầm 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 ầm. Phượng Hoàng bán thánh một vuốt xé rách hư không mang theo lực lượng lửa biến cả không gian thành lĩnh vực hỗn loạn, sát khí DNA sen. Vô thường quỷ chủ bá đạo nói. Bản tôn không muốn đắc tội phi tiên phượng hoàng yêu hậu, người đừng ép bản tôn chém ngươi. Âm khí trên người vô thường quỷ chủ càng mạnh mẽ hơn, hình thành lốc xoáy âm khí cuốn phượng hoàng bán thánh vào trong. Phụt! Một cánh tay xương thò ra từ âm khí phá vỡ bình chướng hình thành từ phượng hoàng nhiệt hỏa, đánh bay phượng hoàng bán thánh. Quá cường đại! Phượng hoàng bán thánh bị đánh bay. Đây là bán thánh của phượng hoàng yêu tộc. Thực lực mạnh hơn đa số bán thánh khác. Vô thường quỷ chủ như thiên thần, không lộ mặt, chỉ có áng mây đen bay trên bầu trời. Vô thường quỷ chủ bá đạo nói. Bản tôn kính trọng phi tiên phượng hoàng yêu hậu, không muốn chém mạch phượng hoàng các ngươi. Nếu ai muốn tinh huyết đại thánh thì cứ đến cửa quỷ môn thứ nhất tìm ta. Trong đan đỉnh quỷ thị không chỉ một bán thánh phượng hoàng yêu tộc, còn bán thánh khác như bán thánh lưu hoàng thụ yêu tộc. Kim ô bán thánh, đại thần thông giả nhân tộc. Nhưng bọn họ bị khí thế của vô thường quỷ chủ làm hoảng sợ, không tùy tiện ra tay. Bọn họ rất kiêng dè đại nhân vật trong cửa quỷ môn thứ nhất này. Đột nhiên khí thế khiếp hồn người ập đến tràn ngập cả đan đỉnh quỷ thị. Mọi người run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Phong Phi Vân cảm nhận được hơi thở đó làm người ta không kiềm được quỳ xuống lại, như có vị thần sắp buông xuống thiên địa. Trong lòng thật tự nhiên sinh ra cảm xúc tôn kính, thần phục, kính sợ. Loại cảm xúc này xuất hiện rất kỳ diệu. Đám bán thánh biến sắc mặt nói. Quỷ thị tôn hoàng. Các yêu vương trong đan đỉnh quỷ thị thì quỳ dưới đất, sự thần phục phát ra từ tận đáy lòng, như đang lạy thánh thần, không ai thấy quỷ là khuất nhục. Phong Phi Vân cảm nhận áp lực đè người càng lúc càng khổng lồ, xương kêu răng rắc. Nhưng Phong Phi Vân không quỳ. Hắn điều động lực lượng thánh linh nội đan đối kháng lại khí thế kia, giảm bớt chút áp lực. Trừ mấy bán thánh ra chỉ còn lác đác vài người không quỳ, Phong Phi Vân nằm trong số đó. Vô thường quỷ chủ lạc giọng. Quỷ thị, tôn hoàng. Giọng vô thường quỷ chủ run run, không còn bá đạo, ngông cuồng như trước. Mây đen trên bầu trời co rút. Đi. Vô thường quỷ chủ biến thành luồng sáng đen đụng vỡ hư không, muốn chạy trốn. Bốp. Vô thường quỷ chủ bị lực lượng vô hình quất rớt xuống đất, đụng thủng đất đai. Tầng mây đen nhạt dần, giọng vô thường quỷ chủ kinh khủng phát ra ngoài. Quỷ thị tôn quý, ta không cố ý xúc phạm, ta không cần giọt tinh huyết đại thánh nữa. Vô thường quỷ chủ ném mình bảo ra, chạy hướng chân trời. Vô thường quỷ chủ gào rú thê lương. Tha, mạng, a, à. Thanh âm chói tai phát ra từ mây đen. Một cánh tay cánh đen như mực rớt xuống đất. Chớp mắt mấy ngàn dặm thành tà thổ không mọc một cọng cỏ. Tay vô thường quỷ chủ bị chém nhưng đó chỉ là phân thân, không phải bản tôn. Cánh tay vô thường quỷ chủ bị chém, bản tôn trong cửa quỷ môn thứ nhất cũng gặp tổn hại nặng.
giờ chờ xem vô thường quỷ chủ có dám đến đan đỉnh quỷ thị báo thù không. Nhưng căn cứ vô thường quỷ chủ sợ hãi tôn hoàng thì e rằng gã không có lá gan đến báo thù. Cửa quỷ môn thứ nhất. Trên tế đàn đen thui, trong một cung điện răng cưa giao nhau truyền ra tiếng gào căm hờn. Quỷ thị tôn hoàng, người chém nứt tay ta. Hư không bị xé nát, chín cái đuôi trắng bay ra từ lỗ hổng lật ngã tế đài đen, đánh nát tế đàn. Ầm, tế đài lật nghiêng, cung điện sụp đổ, nhiều âm hồn bị đè chết. Vô thường quỷ chủ bay ra khỏi cung điện tan vỡ. Tôn hoàng, nơi này là quỷ môn quan. Một thanh âm mơ hồ mênh mông vang vọng trong quỷ môn quan. Đương nhiên bản hoàng biết chỗ này là quỷ môn quan, nếu không ngươi còn sống được sao? Ức vạn quỷ hồn sợ hãi run rẩy như có tiên Phật xuất hiện tại đây. Vô thường quỷ chủ đã bị chém đứt một tay, bị đối phương xông vào quỷ môn quan mà không dám nói gì. Vô thường quỷ chủ hèn. Lần này là ta su công pháp hạp, lần sau không dám nữa. Ta lười quan tâm ngươi, dù sao sắp tới sẽ có người tìm ngươi tính sổ. Nhưng ngươi dám phá hỏng quy tắc quỷ thị, nên để ngươi trả giá. Bùm! Một bóng sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống chém nứt cổ vô thường quỷ chủ. Nửa người dưới của vô thường quỷ chủ tan thành khói đen, chỉ có cái đầu lơ lửng trong không trung. Cái đầu dữ tợn mở to hai mắt há mồm máu, phát ra tiếng gào rú kinh thiên động địa. Không biết qua bao lâu cửa quỷ môn thứ nhất yên lặng lại. Một cánh tay cô đọng ra hóa thân xông vào đan đỉnh quỷ thị vậy mà đánh bại được Phượng Hoàng bán thánh, nếu vô thường quỷ chủ đích thân ra tay chắc hôm nay không ai trấn áp gã được. Quỷ thị tôn hoàng quá mạnh, hèn gì có thể đánh bại nữ nhân áo xanh. Phong Phi Vân sờ cằm nhìn cánh tay tràn ngập quỷ khí âm trầm. Đây là vật chí tà chí ác, có thể vấy bẩn mọi thứ trên đời. Một cánh tay của vô thường quỷ chủ bị tôn hoàng chém đứt, chắc bản tôn cũng bị thương nặng. Bây giờ là lúc tốt nhất tấn công cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân nghĩ đến dây định quay về Thanh Liên Linh Sơn, hợp sức với Ngư Gia, Thanh Y đi quỷ môn quan. Phong Phi Vân cũng muốn cướp tinh huyết đại thánh, bình bảo đựng tinh huyết đại thánh cách hắn rất gần. Nhưng không ai dám nhúc nhích, mấy bán thánh khí thế mạnh mẽ đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu vi của quỷ thị tôn hoàng quá mạnh, không ai dám gây sự tại đây. Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ muốn cướp tinh huyết đại thánh, vô thường quỷ chủ là ví dụ đẫm máu. Phong Phi Vân nói với tiểu hồ ly tinh. Tiểu hồ ly, hãy nói với Mạc cô nương nhà các ngươi là lần sau ta đến đan đỉnh quỷ thị chắc chắn sẽ thăm nàng. Phong Phi Vân bỏ đi ngay, bay hướng Thanh Liên Linh Sơn. Các hạ định đi như vậy sao? Một cái bóng lướt nhanh qua không trung, đuổi theo Phong Phi Vân. Giây sau Kim Ô Bá Hoàng Tử đứng trên tảng đá bay trước mặt Phong Phi Vân. Kim Ô Bá Hoàng Tử mặc giáp sáng choang, thân hình vạm vỡ, mày rậm, mắt sắc bén, khí thế khiếp người. Đám người Kim Ô Tứ Hoàng Tử cũng chạy đến. Có hơn 10 cường giả Kim Ô yêu tộc, phát ra nhiệt độ rất cao, ánh sáng chói mắt bao vây Phong Phi Vân vào giữa như hơn 10 lò lửa nướng hắn. Bọn họ đã chú ý Phong Phi Vân thật lâu. Phong Phi Vân nhìn đám tu sĩ xung quanh, nói. Kim Ô yêu tộc các ngươi dai thật, ta không định so đo với các ngươi vậy mà vẫn tới dây dưa. Ta cho rằng bán yêu dễ ăn hiếp sao? Phong Phi Vân nói mấy chữ cuối giọng lạnh băng. Kim Ô Bá Hoàng Tử nói. Bản Hoàng Tử không có ý gì, chỉ muốn xác định trong thân thể ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc không? Phong Phi Vân liếc Kim Ô Bá Hoàng Tử. Ngươi có tư cách đó sao? Phong Phi Vân không chút hảo cảm với Kim Ô Bá Hoàng Tử. Kim Ô Bá Hoàng Tử nói. Bản Hoàng Tử biết ngươi có chỗ dựa, không sợ gì. Nhưng ngươi dám đánh cuộc với ta không? Kim Ô Bá Hoàng Tử rất e ngại Ngư Gia. Dù gì hai bán thánh đã chết gây rúng động, không ai dám dễ dàng đắc tội Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hỏi. Đánh cuộc cái gì? Kim Ô Bá Hoàng Tử có vốn liếng kiêu ngạo, dù biết Phong Phi Vân đã phá nguyền rủa bán yêu nhưng vẫn không xem trọng hắn. Kim Ô Bá Hoàng Tử nói. Nếu ngươi có thể đỡ được ba đấm của ta thì ta CSO48E1000 long linh thạch. Nếu ngươi không đỡ nổi hãy đưa một giọt máu cho ta. Kim Ô Bá Hoàng Tử cảm thấy 1000 long linh thạch là số tiền cách xù, đối với bán yêu là con số thiên văn. Kim Ô Bá Hoàng Tử tin tưởng Phong Phi Vân sẽ không chịu nổi ấp dẫn. 1000 long linh thạch, ha 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 ha, đường đường là Kim Ô Bá Hoàng Tử mà sao như tên ăn mày. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói.
Nhưng nếu ngươi muốn chiến thì ta chơi với ngươi, nhưng tiền cược không phải 1.000 long linh thạch mà là bộ giáp trên người của ngươi. Phong Phi Vân đã tu luyện ra 108 khối phượng cốt, phượng hoàng nhãn cốt trong đôi mắt đã hình thành, liếc sơ liền biết bộ giáp trên người Kim Ô Bá Hoàng Tử bất phàm. Kim Ô Bá Hoàng Tử nét mặt xa sầm nói. Bộ giáp này không thể làm tiền cược. Thấy Kim Ô Bá Hoàng Tử đau lòng bộ giáp, Phong Phi Vân càng tin vào sự phán đoán của mình. Phong Phi Vân cười nói. Thì ra Kim Ô Bá Hoàng Tử, một trong mấy người đỉnh cao nhất tu sĩ thế hệ này lại không có tự tin, co cóng tay chân trước một bán yêu. Xem ra thành tựu tương lai của Hoàng Tử có hạn. Phong Phi Vân định đi, hắn không muốn dây dưa với đám người Kim Ô Bá Hoàng Tử chậm trễ thời gian. Được rồi, ta cược với ngươi. Kim Ô Bá Hoàng Tử dừng một chút, nói. Nhưng ngươi nên hiểu ta làm như vậy không phải vì phép khích tướng của ngươi mà ta tự tin có thể lấy mạng ngươi trong vòng ba quyền. Thật là sĩ diện. Khí thế trên người Kim Ô Bá Hoàng Tử thay đổi, nhiệt độ nóng cháy phát tán đốt nóng bộ giáp. Dưới chân Kim Ô Bá Hoàng Tử hình thành áng mây lửa, khí thế sắc bén, cơ thể gã như vầng mặt trời. Đám tu sĩ Kim Ô yêu tộc chạy ra xa, Kim Ô Bá Hoàng Tử cường đại là không thể nghi ngờ. Kim Ô Bá Hoàng Tử đánh ra cú đấm chắc chắn trời long đất lở, dính chút quyền phong đều sẽ bị thương nặng. Đây là lực lượng của Kim Ô Bá Hoàng Tử. Ánh mắt Phong Phi Vân dần nghiêm túc, cơ thể bị đẩy trượt ra sau đến hơn 30 dặm mới dừng lại. Phong ý bảo bình ấn. Kim Ô Bá Hoàng Tử duỗi hai tay trước mặt, cơn gió nổi lên quanh thân hình thành vòng xoáy lớn. Kim Ô Bá Hoàng Tử đánh ra một đấm, ấn ký bình bảo khổng lồ bay ra từ gió lốc. Chớp mắt đã đến trước mặt Phong Phi Vân. Mạnh quá! Tóc Phong Phi Vân bay lên, máu bị kích động vận chuyển nhanh. Thánh linh nội đan chuyển động nhanh, các tia khí thánh linh tràn ngập trong lòng bàn tay biến thành bơ màn sáng hình nửa vòng tròn. Ầm 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 ầm. Khí thánh linh chặt đứt bảo bình ấn ký, nhưng xung lực vẫn đẩy Phong Phi Vân ra xa mấy trăm dặm mới đứng vững được. Kim Ô Bá Hoàng Tử quả nhiên hơn hẳn Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Mới đánh một đấm đã mạnh khủng khiếp, đẳng cấp yêu vương chưa chắc đỡ nổi. Nếu Phong Phi Vân không đột phá cảnh giới thì chưa chắc đỡ nổi cú đấm. Vũ không đại tháp ấn. Vô số đốm lửa bay quanh người Kim Ô Bá Hoàng Tử, biến thế giới thành thế giới lửa, cuối cùng ngưng tụ thành thần tháp lửa cao 9.000 trượng mang theo sát khí huy hoàng đè xuống. Sức phá hoại hủy thiên diệt địa, khí thế nùng hồn truyền đến đan đỉnh quỷ thị cách trăm vạn dặm. Nhiều tu sĩ nhìn chăm chú. Là lực lượng tứ tượng thần quyền của Kim Ô yêu tộc. Cực độ tứ tượng thần quyền có thể hủy diệt một mảnh trời sao. Kim Ô Bá Hoàng Tử và yêu nghiệt bán yêu đánh nhau. Đây là tranh phong gay gắt, cả hai cùng là anh kiệt đỉnh cao nhất thế hệ này. Nhưng yêu nghiệt bán yêu mới đột phá cảnh giới không lâu, chắc sẽ thua xa Kim Ô Bá Hoàng Tử. Các thần thức, ánh mắt nhìn chằm chằm. Cú đấm thứ hai của Kim Ô Bá Hoàng Tử càng khủng bố. Nói là vũ không đại tháp ấn nhưng không dính dáng gì đến chữ vũ. Lửa đầy trời, thần tháp kèm theo khí thế luyện hóa thương sinh, đốt cháy linh hồn người. Vạn thú thần quyền. Sau lưng Phong Phi Vân hiện ra bóng dáng một vạn cự thú khổng lồ, dữ tợn khủng bố, hung uy hùng hổ, dương nanh múa vuốt. Chúng nó phát ra tiếng giống chấn động khung trời. Hai tay Phong Phi Vân bắt ấn đánh ra lực công kích gấp một vạn lần. Ầm 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 ầm. Hỏa diễm thần tháp bị đánh nát. Mưa lửa vô tận rơi xuống như thiên thạch đập xuống mặt đất. Tuyệt học của Phượng Hoàng yêu tộc, vạn thú chiến thể. Chắc chắn trong cơ thể ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng. Kim Ô Bá Hoàng Tử hú dài, ra tay nứt vỡ mọc mấy miếng vảy, biến thành hai vuốt Kim Ô. Tiếng sấm rền vang ầm ĩ trong người Kim Ô Bá Hoàng Tử, tia điện vòng quanh hai vuốt Kim Ô. Lôi thần chiến truy ấn. Các tia điện bay ra từ cánh tay Kim Ô Bá Hoàng Tử ngưng tụ thành ảo ảnh chiến trụy Bá Hoàng Tử màu tím trên đầu gã. Thần văn đan sen trên chiến trụy hình thành lôi văn như các bóng người. Thiên lôi hình người, đây là tu luyện lôi kình đến cảnh giới cực kỳ cường đại mới hiện ra hình dạng này được. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Phong Phi Vân giơ tay, lòng bàn tay hiện ra một mảnh thế giới, dãy núi như thú văn, hồ nước như điểm tròn. Các tiếng hạn âm Phật ra vang trong người Phong Phi Vân. Một vòng Phật to lớn dâng lên sau lưng. Đây là một thủ ấn, cũng là thế giới to lớn hùng vĩ. Lôi thần chiến truy và trưởng ấn thiên địa chạm vào nhau, hư không va chạm mãnh liệt, trời sụp đất nứt. Kim Ô Bá Hoàng Tử lảo đảo, mặt trắng bệch, khóe môi dính máu. Nhưng giây lát sau vết máu biến mất,
Kim Ô Bá hoàng tử lau máu, sắc mặt hồng trở lại. Khi hư không tan vỡ ổn định lại, các chiến khí, sát quang biến mất, hai bóng người hiện ra. Kim Ô Bá hoàng tử kiêu ngạo đứng thẳng trên bầu trời, không dính hạt bụi trần, ngạo nghễ thương sinh. Phong Phi Vân thì chật vật hơn nhiều, áo thủng lỗ chỗ, có mấy vệt máu nhạt dính trên người. Nhưng Phong Phi Vân đứng thẳng, chiến ý cao vút, đôi mắt sáng. Đám tu sĩ đan đỉnh quỷ thị thở phào. Rốt cuộc Kim Ô Bá hoàng tử vẫn mạnh hơn một bậc. Bán yêu kia cũng rất yêu nghiệt, mới phá tan cảnh giới đã đỡ được ba đấm của Kim Ô Bá hoàng tử, chỉ bị thương ngoài da, thần quá. Kim Ô Bá hoàng tử đứng trên bầu trời nhìn xuống Phong Phi Vân, khinh thường nói. Ngươi thua. Phong Phi Vân phủi chiến y, lau cho bụi, chiến ý hừng hực nói. Chỉ ba quyền làm sao quyết định thắng thua, hay chúng ta lại đấu 300 hiệp? Kim Ô Bá hoàng tử lạnh lùng nói. Hừ, thua là thua, kiếm cớ làm gì? Ngươi chỉ là bán yêu, bản hoàng tử khinh thường đấu tiếp với ngươi, giảm thấp thân phận. Phong Phi Vân biết Kim Ô Bá hoàng tử bị thương nặng hơn, sợ đấu tiếp sẽ thua nên mới nói ngang nhiên như thế. Phong Phi Vân không chọc thủng, có người thích sĩ diện thì cứ để người ta làm bộ làm tịch đi. Huống chi Phong Phi Vân không mong nhiều người biết tu vi thật sự, nếu biểu hiện quá nghịch thiên sẽ vời đến nhiều người kiêng dè, giết hắn. Phong Phi Vân nói, được rồi, không chiến thì thôi, nhưng ta đã đỡ được ba đấm của ngươi, nên cởi giáp trên người đưa cho ta đi. Kim Ô Bá hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi đã thua còn dám đòi giáp của ta. Phong Phi Vân nói, ban đầu chúng ta đánh cuộc là ta có đỡ được ba đấm của ngươi không? Bây giờ đã đỡ được nghĩa là thắng, ngươi nên thực hiện lời hứa. Đường đường là Kim Ô Bá hoàng tử chẳng lẽ không chịu thua? Kim Ô Bá hoàng tử nói, bản hoàng tử không muốn nói nhảm với bán yêu. Vậy được rồi, bá hoàng tử đã không chịu thua thì chúng ta chiến tiếp đi, chiến đến khi nào chia ra thắng thua thì thôi. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấn, tam vị chân hỏa lô ra. Phong Phi Vân đánh ra các khí thánh linh khiến bát quái đạo ấn tỏa ánh sáng trắng đen, tam vị chân hỏa lô bốc cháy hừng hực. Khí thế hùng hồn muốn chiến đấu trời long đất lở rực cháy trên người Phong Phi Vân. Bàn tay Kim Ô Bá hoàng tử ấn nhẹ ngực đau đớn, sắc mặt liên tục thay đổi. Kim Ô Bá hoàng tử cười phá lên. Suýt trúng kế của ngươi, hôm nay nếu bản hoàng tử đánh nhau với ngươi, dù đánh bại ngươi thì sau này ngươi sẽ đi tuyên truyền là bản hoàng tử ỷ mạnh hiếp yếu. Nói bản hoàng tử không chịu thua được, làm hỏng danh tiếng của ta. Phong Phi Vân hớn hở hỏi. Rốt cuộc ngươi có đấu không? Người Phong Phi Vân đằng đằng sát khí. Không đấu. Kim Ô Bá hoàng tử cởi áo giáp ra nâng trong lòng bàn tay, bộ giáp co thành quả cầu màu đen. Quả cầu in các quỷ văn phát ra lệ khí âm sát. Kim Ô Bá hoàng tử rất phóng khoáng ném quả cầu đen cho Phong Phi Vân, cười nói. Cầm đi, chỉ là một bộ giáp. Kim Ô yêu tộc ta có rất nhiều. Tặng cho bán yêu nghèo mặt dẹp, tránh cho ngươi tuyên truyền là Kim Ô Bá hoàng tử ta dám chơi không dám chịu. Lòng Kim Ô Bá hoàng tử nhỏ máu, bộ giáp này không tầm thường, là gã lén vào cửa thứ 9 quỷ môn quan mang quỷ giáp ra, trên đời khó tìm cái thứ hai. Phong Phi Vân nhận lấy quả cầu màu đen, rót khí thánh linh vào xóa đi thần thức của Kim Ô Bá hoàng tử. Kim Ô Bá hoàng tử cảm nhận thần thức trong quả cầu bị chặt đứt, lòng càng căm hận. Kim Ô Bá hoàng tử hung tợn trừng Phong Phi Vân, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Biến giáp. Phong Phi Vân lòng máy động, quả cầu đen biến thành bộ giáp đen phủ lên người hắn. Mũ giáp, bao tay, hộ tâm kính, bao chân, nguyên bộ giáp liền thành một thể bao bọc toàn thân Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác mình và thế giới này ngăn cách, tiến vào một thế giới khác. Vị trí hộ tâm kính có đoàn khói đen nhạt từ bên trong tràn ra, rất giống địa ngục vụ nhưng lại khác. Phong Phi Vân thầm nghĩ, bộ giáp này quả nhiên báu vật, rơi vào tay Kim Ô Bá hoàng tử là phí của. Chắc chắn hắn không lần mò được 1/10 ảo diệu của bộ giáp, nếu không với lực phòng ngự của giáp vừa rồi ta không thể đánh hắn bị thương. Phong Phi Vân không vội tìm kiếm ảo diệu của bộ giáp, hắn nhanh chóng rút thần thức về. Phong Phi Vân cười nói với Kim Ô Bá hoàng tử. Bá hoàng tử điện hạ quả nhiên là người dám chơi dám chịu, khiến người khâm phục, đa tạ đã tặng áo giáp. Phong Phi Vân nói xong nghênh ngang rời đi. Kim Ô Bá hoàng tử nặn nụ cười ung dung, hai tay siết chặt kêu ken két. Thanh Liên Linh Sơn, mùi tre thoang thoảng. Phong Phi Vân mặc áo giáp đen nhanh chóng leo lên Thanh Liên Linh Sơn,
lại đến bên ngoài đạo quan cổ kính. Mao Ô Quy, thánh thực quả, Huyết Giao đang tắm rửa trong linh thuyền, thấy Phong Phi Vân trở về thì vội leo lên bờ. Mao Ô Quy cười tủm tỉm hỏi. Hồ ly tinh kia thế nào? Có mất hồ không? Huyết Giao nói. Hồ ly dâm, hắn an toàn rút lui đã rất giỏi. Thánh thực quả khó hiểu hỏi. Các ngươi đang nói gì vậy? Phong Phi Vân không xem chúng nó như động vật, trái cây bình thường mà là bằng hữu của mình. Phong Phi Vân cười nói. Đúng là mất hồn, nhưng nàng là nữ nhân của quỷ thị Tôn Hoàng. Mao Ô Quy kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi còn, ăn nàng? Phong Phi Vân nói. Đương nhiên là không. Mao Ô Quy, Huyết Giao sợ hết hồn. May mắn, không thể đụng vào nữ nhân của quỷ thị Tôn Hoàng. Nếu Phong Phi Vân đè nữ nhân của quỷ thị Tôn Hoàng thì Mao Ô Quy, Huyết Giao bỏ chạy ngay, trốn xa thật xa. Phong Phi Vân hỏi. Thanh Y xuất quan chưa? Đã xuất quân, đang thảo luận với ngư gia chuyện giải cứu Thanh Liên nữ thánh. Phong Phi Vân mặc kệ Mao Ô Quy, thánh thực quả, Huyết Giao, hắn đi thẳng vào đạo quan gặp ngư gia, Thanh Y. Phong Phi Vân kể lại chuyện xảy ra trong đan đỉnh quỷ thị cho ngư gia, Thanh Y nghe. Hai người lộ vẻ vui mừng, biết bây giờ là lúc tốt nhất lao vào cửa quỷ môn thứ nhất. Là hiện tại, xuất phát ngay. Thanh Y đứng dậy, lấy thuyền nhỏ màu xanh ra, mang theo ngư gia, Phong Phi Vân biến thành luồng sáng xanh bay hướng cửa quỷ môn thứ nhất. Mao Ô Quy ngồi trên lưng thánh thực quả, quàng Huyết Giao trên cổ đuổi theo thuyền nhỏ màu xanh. Mao Ô Quy hậm hực nói. Chết tiệt, không chờ lão tử, tưởng lão tử vướng chân sao, chờ đi. Ta rất quen thuộc quỷ môn quan thế hệ này, ta từng lăn lộn trong đó, chuyện nhỏ. Phong Phi Vân ngồi ở đầu thuyền nhỏ màu xanh, miểu quỷ ban chỉ trên ngón cái lóe ánh sáng nhạt sinh ra mối liên kết với thuyền nhỏ. Mối liên kết càng lúc càng chặt chẽ hơn. Thanh Y cảm nhận được điều gì, thỉnh thoảng liếc hướng ngón tay Phong Phi Vân. Thanh Y là chủ nhân của thuyền nhỏ màu xanh, đương nhiên cảm nhận được thuyền nhỏ khác lạ. Sắp đến cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân định cứu quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh rồi hỏi Thanh Y chuyện về thuyền nhỏ màu xanh, giờ tạm gác lại sau. Trong bóng đêm vô tận, một tòa cung điện cổ xưa lơ lửng. Nửa cung điện khảm trong màn đen chỉ lộ ra cánh cửa khổng lồ kỳ lạ. Trên cửa có tấm biển đá viết ba quỷ văn hút linh hồn người. Quỷ môn quan. Ngư gia đứng dậy nhìn chằm chằm cánh cửa tràn ngập ma tính, lão phát ra khí thế đáng sợ. Vù 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 vù. Giây sau ngư gia đứng dưới cột đá bên ngoài khung cửa quỷ môn thứ nhất. Chân ngư gia đạp trong phép tắc và âm khí từng bước đi tới như bước vào địa ngục vô biên. Trong quỷ môn quan phát ra thanh âm sắc nhọn như đến từ miệng cự thú. Cấm địa quỷ môn, người sống lùi lại. Một mặt quỷ khổng lồ thò ra từ quỷ môn, mặt mũi hung tợn, khủng bố dữ dằn. Đầu có hai sừng, trừng mắt nhìn xuống ngư gia. Ngư gia chắp hai tay sau lưng. Bình tĩnh ung dung nhìn mồm máu trên đầu. Lão phu đến đòi một quỷ hồn. Mặt quỷ khổng lồ biết ngư gia không dễ chọc nên không vội há mồm nuốt lão. Không ai có thể mang quỷ hồn ra khỏi quỷ môn quan, đây là quy định. Nhưng ta muốn khiêu chiến quy định của quỷ môn quan. Hai tay cửa quỷ môn thứ nhất vẽ ra thủ ấn tụ tập thành côn thuật vỗ vào quỷ môn. Trường ấn nhìn như chậm nhưng ẩn chứa thần thông vô cùng, muôn vàn tia chớp xuyên qua. Đánh nát thần văn phép tắc bên ngoài quỷ môn. Trường ấn vỗ vào quỷ môn không biết làm bằng chất liệu gì. Mặt quỷ khổng lồ gào rú nhanh chóng rút về quỷ môn quan. Cung điện cổ xưa khảm trong hư không rung bần bật, cùng với hư không xung quanh lắc lư. Nhưng quỷ môn rắn chắc không bị trưởng của ngư gia đẩy mở. Mao Ô Quy ngồi trên lưng thánh thực quả đáp xuống đất. Mao Ô Quy nói, quỷ môn quan luyện bằng bổ thiên thạch. Lại có tinh huyết của ngàn vị đại hiền, thánh giả đúc thành. Có thể gọi là thiên hạ đệ nhất quan, dùng sức mạnh không mở quỷ môn quan ra được. Bên ngoài quỷ môn quan có nhiều phép tắc, không gian gấp khúc, càng đến gần quỷ môn quan càng nguy hiểm hơn. Chỉ cường giả như ngư gia mới nhẹ nhàng đến trước quỷ môn quan được. Đột nhiên tầng âm vụ trên quỷ môn hiện ra vô số hoa văn quỷ vật, răng nanh, xúc tu, vuốt nhọn, tà nhãn. Hoa văn càng lúc càng dày đặc như bão tố tuôn ra. Vù 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 vù. Vô số quỷ vụ tuôn ra từ cánh cửa như mây đen kịt, trong mây đen mọc các đầu người, cánh tay, tay cầm lưỡi đao, thân cưỡi thi thú. Âm hồn đủ loại khoác chiến giáp, cưỡi quỷ thú mang theo khí thế cắn nuốt thịt người sạch sẽ.
quỷ môn âm binh, giết, kẻ xông quỷ môn quan, chết. Quỷ môn âm binh vô tận từ bên trong tuôn ra, làm Ngư Gia nhanh chóng thụt lùi. Bởi vì số lượng quá nhiều, như biển cả âm u. Tu sĩ khác nếu thấy cảnh tượng này dù tu vi cao mấy cũng sợ nhũn chân. Ngư Gia rất là hung dung mở ra hộ thể thần cháo màu vàng, quỷ môn âm binh đập vào hộ thể thần cháo chớp mắt thành luồng khói, hồn phi phách tán. Quỷ môn âm binh như thiêu thân lao đầu vào lửa phát ra tiếng xèo xèo. Xe quỷ, âm binh, tà tướng bay đầy trời, tiếng giết rung trời, âm vụ nghi ngút. Trong quỷ môn quan truyền ra thanh âm lạnh lùng của vô thường quỷ chủ. Thanh y, người có gan dám đến cửa quỷ môn thứ nhất nữa sao? Lần trước không chém ngươi, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy. Thanh âm vang vọng khu vực minh mông, vô thường quỷ chủ không lộ mặt mà phát ra thanh âm. Tay thanh y cầm nhành che quét bầu trời, đánh nát mấy ngàn quỷ môn âm binh, dọn sạch một con đường. Áo xanh bay bay, thân ngọc thướt tha như ngọc châu tinh khiết trên cọng cỏ xanh. Thanh y đi hướng cửa quỷ môn thứ nhất, thân hình yểu điệu, tóc đen bay, tiên nữ động lòng người. Năm xưa thanh liên nữ thánh chém ngươi bởi vì ngươi làm nhiều chuyện ác, nhưng chỉ là chém thân thể chứ không chém tinh hồn của ngươi. Sau này nữ thánh thấy ngươi sửa đổi đường ngay, thấy ngươi đáng thương nên giúp ngươi tu quỷ đạo, trở thành quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất. Ngươi không chỉ không sửa sửa lỗi lầm còn thừa dịp nữ thánh tâm chết đạo suy thì bỏ đá xuống giếng, làm sự sống của nàng cạn kiệt. Sau khi nàng chết câu quỷ hồn của nàng đi. Thứ tiểu nhân tồi tệ như ngươi không tư cách sống trên đời này. Vô thường quỷ chủ hừ lạnh một tiếng. Quỷ môn quan có pháp quy của quỷ môn quan, các ngươi xông vào đây là rối loạn trật tự. Hôm nay bản tôn sẽ chém hết các ngươi. Một móng vuốt xương trắng khổng lồ thò ra từ quỷ môn quan, bàn tay trắng hếu chứa mùi máu đậm đặc, rất gai mũi. Vuốt xương trắng chụp xuống thanh y. Gãy cho ta. Ngư Gia thi triển chiêu bạch hổ thiết thi của bạch hổ yêu tộc, cánh tay như thiên đao hơ không trung chặt đứt móng vuốt trắng vỡ thành đống xương vụn. Phong phi vân triệu hoán thiên tủy binh đàm biến thành muôn vàn kiếm nhỏ hình thành kiếm vực quanh người. Quỷ môn âm binh nào đến gần sẽ bị khí thánh linh từ thiên tủy binh đàm tịnh hóa. Thiên nhất quỷ bình. Khi Phong Phi Vân quyết định xông cửa quỷ môn thứ nhất thì đã mượn thiên nhất quỷ bình của Diêu Cát. Thiên nhất quỷ bình hiện ra, mấy vạn âm binh quỷ tướng bị hút vào. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Phong Phi Vân thả hai con rối ra, xông vào quỷ môn âm binh. Địa ngục Diêm La do địa ngục khí cô đọng ra, những âm binh quỷ tướng là thuốc bổ tuyệt nhất cho nó. Địa ngục Diêm La há mồm hút âm binh nhiều vô số kể. Kỳ Lân Vương có tinh hồn chuyển luân vương, huyết khí của huyết kỳ bán thánh, đánh một đấm đập nát lệ quỷ cao cỡ ngọn núi, nuốt quỷ khí. Nhưng có quá nhiều quỷ môn âm binh, giết hoài không hết, đông nghìn nghịt đầy trời. Phong Phi Vân bước tới gần quỷ môn quan. Chẳng lẽ không có cách nào mạnh mẽ mở quỷ môn quan ra sao? Mao Ô Quy nói, có cách, Thiên Vu Đại Thần từng phá quỷ môn quan. Thiên Vu Đại Thần làm sao phá quỷ môn quan? Mao Ô Quy nói, dùng máu thánh linh là có thể khiến quỷ môn mở ra. Phong Phi Vân rất muốn đá bay con rùa trắng. Nói nhảm nhí, bây giờ ta đi đâu tìm thánh linh? Đi đâu tìm ra một giọt máu thánh linh? Mao Ô Quy vỗ đầu thánh thực quả như vỗ đầu cháu mình. Tuy không có thánh linh nhưng chúng ta có thánh thực quả, bất cứ cấm chế, trận pháp nào có thể ngăn thánh thực quả được. Thành thật, mau mở quỷ môn cho chúng ta. Thánh thực quả biến thành luồng sáng đen đụng bay các âm binh quỷ hồn, đụng vào quỷ môn âm binh. Cơ thể thánh thực quả như xuyên qua màn nước, biến mất sau quỷ môn. Quỷ môn quan cũng không ngăn nó được. Phong Phi Vân biến thiên tủy binh đàm thành cây trường thương, đâm thủng quỷ tướng cưỡi trên chó ba đầu. Cơ thể quỷ tướng như cát vàng bị gió thổi tan. Phong Phi Vân xung phong hướng quỷ môn quan, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực khổng lồ đến từ quỷ môn quan. Có rất nhiều thiên đạo quy tắc đè trên người Phong Phi Vân. Nhưng lạ là những thiên đạo quy tắc đụng vào áo giáp trên người Phong Phi Vân sẽ tự động lui ra, không trấn áp hắn. Điều này khác với lần trước Phong Phi Vân đến, khi ấy hắn chưa vào trăm dặm quỷ môn quan đã cảm giác nội tạng bị lực lượng khủng bố đè ép ra ngoài. Bộ giáp của Kim Ô Bá Hoàng tử thật hữu dụng, có thể ngăn cản lực lượng của quỷ môn quan, thứ tốt. Quỷ môn quan phát ra tiếng nổ đinh tai. Trong chiến trường tiếng giết rung trời vẫn nghe rõ ràng, như thiên môn bị mở ra. Quỷ môn bị mở, là ai làm? Quỷ môn đã bị mở.
trong cửa quỷ môn thứ nhất vang tiếng hỗn loạn, bên trong có một số quỷ tà tu vi cường đại muốn cưỡng ép đóng quỷ môn âm binh lại. Bùm! Giây lát sau Ngư Gia đã đứng trước quỷ môn, hai tay như bạch hổ, miệng phát ra tiếng hổ gầm khiếp hồn người mở ra quỷ môn một cái khe. Vô số quỷ hồn bị tiếng hổ gầm hù sợ, cơ thể nứt dạn hóa thành luồng khói. Ngư Gia là người thứ nhất xông vào quỷ môn quan, Thanh Y theo sau. Quỷ bình, thu. Phong Phi Vân cầm thiên nhất quỷ bình thu quỷ môn âm binh trong thiên địa vào. Phong Phi Vân cùng địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương lao vào quỷ môn quan. Mới vào quỷ môn quan như đột nhiên bước chân vào một thế giới khác. Linh khí trong thế giới này khác với linh khí bên ngoài, quá lạnh lẽo âm u, khí tử vong đậm đặc, không thể trực tiếp hấp thu vào người. Mao Ô Quy có vẻ khá quen với quỷ môn quan. Trong quỷ môn quan chỉ có quỷ khí, không có linh khí, một khi xông vào phải tiết kiệm sử dụng linh khí trong người. Hao hết linh khí thì chỉ có nước chờ chết. Thánh thực quả thập thò trồi lên mặt đất, lăn tới bên cạnh Mao Ô Quy. Ra ra, chỗ này lạnh quá, có mai rùa không cho ta mượn mặc đi. Mao Ô Quy trả lời. Chỉ có một bộ, không cho mượn. Vậy tại sao ta không có mai rùa? Bởi vì ngươi không phải rùa. Nhưng ta là tôn tử ruột của Gia Gia. Cái này, Mao Ô Quy thấm thía nói. Bây giờ ngươi còn nhỏ, tương lai sẽ mọc ra. À, quỷ môn quan âm u hơn đan đỉnh quỷ thị, lạnh thấu xương. Khắp nơi là khe nứt không gian, bên trong khe nứt toát ra các khí địa ngục. Thứ gì không thuộc về âm giới dính phải địa ngục khí sẽ bị ăn mòn. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận né tránh những khe nứt không gian bay qua người. Rơi vào khe nứt không gian là sẽ rơi vào địa ngục, muốn sống cũng khó. Vèo. Một quỷ vương ngũ kiếp bay ra từ cái giếng cạn, mặc giáp xương trắng, tay cầm cốt đao chém vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thụp người xuống, xoay người, thiên tủy binh đàm đâm ra, va chạm với đao phong cốt đao. Lực lượng vô cùng khổng lồ truyền ra từ cốt đao chấn cánh tay Phong Phi Vân tê dại. Chết đi. Thánh linh nội đan vận chuyển. Luồng khí thánh linh lao ra dọc theo cánh tay Phong Phi Vân nhập vào thiên tủy binh đàm, chặt đứt cốt đao của quỷ vương ngũ kiếp. Quỷ vương ngũ kiếp phát ra tiếng cười âm u. Khục khục, xông vào quỷ môn quan, một con đường chết. Phong Phi Vân hừ mạnh, triệu hoán thiên nhất quỷ bình, miệng bình phát ra lực hút mạnh mẽ hấp thu âm khí xung quanh vào trong. Quỷ vương ngũ kiếp biến sắc mặt, cơ thể biến thành luồng khói xanh lao vào giếng cạn. Phong Phi Vân vội cất thiên nhất quỷ bình. Cũng nhảy vào giếng. Không biết giếng sâu bao nhiêu, Phong Phi Vân rơi thật lâu mới xuống đáy. Đáy giếng đầy bùn máu, bên trong lẫn xương trắng, một số sinh vật lạ mấp máy trong bùn máu phát ra các thanh âm kỳ lạ như hoặc hoặc đang cười. Quỷ vương ngũ kiếp đã biến mất. Đáy giếng rất rộng lớn kéo dài ra bốn phía, một số âm hồn nổi trên bùn máu, vẻ mặt ngơ ngẩn. Có người già, con nít, phụ nữ, đa số là lão nhân. Thôi mặc kệ nó, đi tìm quỷ hồn thanh liên nữ thánh quan trọng hơn. Phong Phi Vân vốn định bắt quỷ vương ngũ kiếp, ép hỏi nó chỗ thanh liên nữ thánh bị nhốt. Nhưng trong quỷ môn quan khắp nơi đầy kỳ lạ, Ngư Gia, Thanh Y cũng không còn bóng dáng. Phong Phi Vân linh cảm không may, hắn không muốn đuổi theo quỷ vương ngũ kiếp nữa. Phong Phi Vân định cứu người xong sẽ nhanh chóng rời khỏi quỷ môn quan, nơi y này không phải chỗ cho người ở. Phong Phi Vân mới bò lên khỏi giếng cạn lập tức cảm giác có nguy hiểm. Phong Phi Vân vội tỉ huệ hoán bát quái đạo ấn ra ngưng tụ thành khí âm dương trắng đen lơ lửng trên đầu. Ầm, lực lượng khổng lồ đánh vào bát quái đạo ấn, suýt đánh tan khí âm dương trắng đen. May mắn vừa rồi Phong Phi Vân linh giác nhạy bén, kịp tung ra bát quái đạo ấn không thì bây giờ không chết cũng lột ra. Có bốn quỷ vương ngũ kiếp vây quanh ngoài miệng giếng, chúng nó như bốn đoàn lửa ma chơi. Trong lửa quỷ bốn quỷ vương ngũ kiếp mặc giáp quỷ gia lân, tay cầm cốt nhẫn, khí thế lạnh lẽo, trong mắt có hai đốm lửa ma chơi rực cháy. Quỷ vương ngũ kiếp lúc trước công kích Phong Phi Vân cũng nằm trong số đó. Bốn quỷ vương ngũ kiếp đều là cường giả tuyệt đỉnh, phát ra địa ngục khí, hét to một tiếng. Giết cho ta! Bốn thanh cốt nhẫn đâm vào Phong Phi Vân, xuyên qua từng tầng hư không. Quỷ vương ngũ kiếp có chia ram ảnh yếu. Quỷ vương ngũ kiếp tu vi thấp sức chiến đấu tương đương hiền giả mới vào vũ hóa cảnh. Quỷ vương ngũ kiếp tu vi cao có thể đối kháng với yêu vương, tước gia. Bốn quỷ vương ngũ kiếp trước mặt Phong Phi Vân tuy tu vi chưa đến đỉnh cao nhất nhưng vì hấp thu địa ngục khí thời gian dài,
quỷ khí cực kỳ tinh thuần, mạnh hơn quỷ vương ngũ kiếp cùng cảnh giới trên nhân gian. Chúng nó có sức chiến đấu đẳng cấp bán tôn yêu vương. Một vạn linh thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, tiếng thú giống nối liền không dứt. Phong Phi Vân đánh ra lực công kích gấp vạn lần, đánh gãy cốt kiếm của một quỷ vương ngũ kiếp, đánh lùi lại mấy chục thước. Quỷ vương ngũ kiếp hét to, cơ thể đụng sập một kiến trúc cổ màu đen. Sức lực Phong Phi Vân mạnh mẽ, lực cánh tay mạnh còn hơn một số thái cổ hung binh phát huy ra. Lực công kích gấp vạn lần, không phải ai cũng đánh ra được như thế. Chết đi! Phong Phi Vân chỉ vào quỷ vương ngũ kiếp mới bị mình đánh lui, lực lượng tử kiếp bay ra đánh nát người quỷ vương ngũ kiếp. Thân thể hình người tan vỡ bay theo gió. Một quỷ vương ngũ kiếp cứ thế chết đi. Đây là lực lượng của kiếp diệt vạn đạo pháp. Công kích vật lý thương tổn hữu hạn với đám quỷ vương, dù Phong Phi Vân đánh ra 80 quyền chưa chắc giết được một quỷ vương ngũ kiếp. Nhưng kiếp diệt vạn đạo pháp thì khác, bởi đó là kiếp diệt vạn đạo. Có thể diệt vạn đạo, quỷ đạo cũng nằm trong đó. Ba quỷ vương ngũ kiếp khác ngây người, bị Phong Phi Vân hù sợ. Nhân loại trước mặt quá đáng sợ, chỉ một cái, kêu một tiếng đã khiến một quỷ vương ngũ kiếp thành mây khói. Trời, đây là thần thông đẳng cấp gì vậy? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba quỷ vương ngũ kiếp, ánh mắt lạnh băng, trầm giọng hỏi. Cho ta biết quỷ hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu, không thì... Chết! Nghe chữ chết, ba quỷ vương ngũ kiếp thụt lùi một bước. Một quỷ vương ngũ kiếp cười chói tai. Ha 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 ha, chúng ta đã chết một lần, chẳng lẽ còn sợ chết sao? Vậy ngươi chết đi. Lần này Phong Phi Vân không sử dụng lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp, dù sao ba quỷ vương ngũ kiếp trước mặt tu vi rất mạnh. Kiếp diệt vạn đạo pháp chỉ có thể dùng vào tình huống đột ngột mới giết nổi tu sĩ đẳng cấp đó. Nếu quỷ vương ngũ kiếp đã đề phòng, thì triển thần thông ngăn cản thì lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp chưa chắc giết được chúng trong vòng một nốt nhạc. Thiên nhất quỷ bình bay qua, một quỷ vương ngũ kiếp giãy giụa rít gào cuối cùng bị thu vào trong bình. Phong Phi Vân cầm thiên nhất quỷ bình, lạnh lùng nói. Luyện cho ta. Trong thiên nhất quỷ bình vang tiếng gào rú của quỷ vương ngũ kiếp, bên trong hành hạ linh hồn người còn hơn quỷ môn. Hai quỷ vương ngũ kiếp biến sắc mặt, liếc nhau, trong mắt quỷ lóe tia kiên quyết mà tàn nhẫn. Quỷ vương ngũ kiếp chia hai hướng chạy. Muốn chạy. Phong Phi Vân đánh một thiên nhất quỷ bình vào một quỷ vương ngũ kiếp, thu vào bình. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Bàn tay Phong Phi Vân rực rỡ ánh sáng vàng, người phát ra khí thánh linh trấn áp quỷ vương ngũ kiếp cuối cùng run cầm cập. Quỷ vương ngũ kiếp bị Phật thủ khổng lồ của Phong Phi Vân bắt về. Phong Phi Vân cầm quỷ vương ngũ kiếp trong tay, mắt bắn ra phượng hoàng hỏa diễm. Lòng bàn tay ngưng tụ khí thánh linh trấn áp quỷ vương ngũ kiếp. Phong Phi Vân hỏi. Cho ta biết quỷ hồn của Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu. Quỷ vương ngũ kiếp bị khí thánh linh đè ép nghẹt thở, quỷ vụ mỏng dần. Quỷ vương ngũ kiếp run rẩy hỏi. Sao trong thân thể của ngươi có khí thánh linh? Ngươi vốn không phải thánh linh. Giọng Phong Phi Vân càng âm trầm. Chuyện không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi không nói cho ta thứ ta muốn biết thì ta tùy thời cho ngươi thành mây khói. Quỷ vương ngũ kiếp bị đè ép run bần bật nhưng mắt càng lúc càng kiên cường, nó lạnh lùng cười. Ta là quỷ vương ngũ kiếp, nhãi danh nhà ngươi sao có thể khiến ta khuất phục. Dù ngươi có thể đánh bại ta cũng không khống chế ta được. Có thể tu luyện đến đẳng cấp quỷ vương ngũ kiếp toàn là tồn tại trải qua vô số đau khổ, ý chí rất kiên cường. Trừ phi là bán thánh mới làm chúng nó khuất phục. Tuy trong người Phong Phi Vân có khí thánh linh nhưng sức chiến đấu không cao hơn đám quỷ vương ngũ kiếp bao nhiêu. Phong Phi Vân đánh bại chúng nó không khó khăn, nhưng muốn thần phục quỷ vương ngũ kiếp thì khó như lên trời. Mao Ô Quy lên tiếng. Nếu có một tấm trấn hồn chú thì tốt rồi, bảo đảm nó ngoan ngoãn nghe lời. Trấn hồn chú. Phong Phi Vân chợt nhớ mình đấu giá được một tấm trấn hồn chú trong phòng đấu giá quỷ thị. Khi đó Mạc Giao Giao bảo nếu đi tấn công cửa quỷ môn thứ nhất thì trấn hồn chú sẽ giúp ích nhiều, nên Phong Phi Vân đấu giá nó. Phong Phi Vân lấy khối phác ngọc ra, bên trên khắc đầy quỷ văn, rất là cổ xưa, âm khí nặng nề. Phong Phi Vân cầm chặt khối ngọc, cảm giác khí lạnh thấu xương. Tía nó, ngươi thật sự có trấn hồn chú. Tốc độ của Mao Ô Quy siêu mau, nhảy vọt lên ngậm phác ngọc đen trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, nhanh chóng nhét vào mai rùa. Phong Phi Vân nói, đã lúc này rồi ngươi còn tham. Mao Ô Quy nói, không không,
dùng trấn hồn chú vào người nó thì rất uổng, ta có cách khiến nó ngoan ngoãn nghe theo. Huyết Giao nghe Mao Ô Quy nói câu đó liền biết nó định làm gì. Mao Ô Quy phun nước miếng khắc phù văn cổ xưa trên người quỷ vương ngũ kiếp. Những phù văn cực kỳ phức tạp, huyền dị, tỏa ánh sáng trắng nhạt. Phù văn khắc đầy người quỷ vương ngũ kiếp. Mao Ô Quy cắn móng vuốt, lẩm bẩm. Nghĩ chú ngữ nào đây? Rồi, gọi là tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Mao Ô Quy vỗ đầu quỷ vương ngũ kiếp, kêu lên. Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Quỷ vương ngũ kiếp như bị ma nhập, cơ thể không theo điều khiển, nó đau nhức lăn lộn dưới đất. Quỷ vương ngũ kiếp đụng sập mấy kiến trúc cổ âm u. Quỷ vương ngũ kiếp nghiến răng nói. Ngươi hành hạ ta cũng. Vô dụng, bản vương nếm bao nhiêu hành hạ tại đây. Quỷ vương ngũ kiếp hận chết con rùa trắng. Mao Ô Quy la lên. Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Ta chịu đựng được, dù ngươi giết ta, ta chịu được. Mao Ô Quy kêu lên. Tiểu quỷ, hãy ngoan ngoãn. Quỷ vương ngũ kiếp quỳ dưới đất khóc không thành tiếng xin tha. Cầu ngươi, quỷ đại gia, ta sai rồi, ngươi nói cái gì ta cũng nghe. Cuối cùng quỷ vương ngũ kiếp không kiên cường được bao lâu. Phong Phi Vân rất ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì mà hành hạ quỷ vương ngũ kiếp đến nỗi không chịu đựng được quỳ lại lục. Đây là đại chú ngữ thuật, một trong thái cổ bát thuật. Chúng thuật này thì thánh linh chưa chắc chịu nổi chứ nói gì quỷ vương ngũ kiếp. Quay như dế. Mao Ô Quy đắc ý nói. Hiện tại ngươi hỏi đi, dù ngươi hỏi tỉ tỉ của nó mặc quần lót màu gì thì chắc chắn nó sẽ khai hết ra. Quỷ vương ngũ kiếp quỳ dưới đất, vẻ mặt uể oải nói. Khỏi hỏi, ta khai, là màu trắng. Lúc trước quỷ vương ngũ kiếp bị hành hạ thật sự rất thảm. Mao Ô Quy sợ đến tè dầm. Ngươi thật sự có tỉ tỉ. Huyết Giao cười khùng khục. Ta thích màu trắng. Quỷ vương ngũ kiếp thành thật nói. Sau khi đến quỷ môn quan thì kết nghĩa, không phải tỉ tỉ ruột. Biểu tình Phong Phi Vân quái dị. Đại chú ngữ thuật này thật biến thái, nhưng dùng để đối phó kẻ địch thật không tệ. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Cho ta biết quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh bị nhốt ở đâu. Quỷ vương ngũ kiếp nói. Cái, này chỉ có vô thường quỷ chủ biết. Thật sự không biết. Phong Phi Vân chuẩn bị niệm chú ngữ. Tiểu quỷ. Hãy ngoan ngoãn. Quỷ vương ngũ kiếp vừa nghe Phong Phi Vân niệm chú thì sốt ruột nói. Thật sự không biết, ta chỉ biết vô thường quỷ chủ sẽ nhốt nhiều quỷ hồn cường giả trong một tòa tháp, để nuốt quỷ hồn của các cường giả này. Nên tu vi của vô thường quỷ chủ mới tăng mạnh nhanh như thế. Nếu ngươi muốn tìm quỷ hồn Thanh Liên nữ thánh có thể thử đi quỷ tháp kia nhìn xem. Về mặt lý luận, nhân, tu sĩ, súc sinh, yêu... Quỷ hồn đã chết sẽ đi quỷ môn quan rồi vào địa ngục. Có một lực lượng chỉ dẫn bọn họ đi địa ngục, hoặc ép buộc bọn họ vào địa ngục. Còn những quỷ hồn sống trên nhân gian là vì bọn họ chết vào thời gian sau khi, vũ khí sau khi hay lý do gì khác nên có thể ở lại nhân gian. Nhưng trường hợp này rất hiếm hoi, trong trăm vạn người chỉ có một ở lại nhân gian được. 99.999 người đều phải xuống địa ngục. Cái này không liên quan gì tu vi. Dù tu vi cao hay thấp đều phải xuống địa ngục. Vô thường quỷ chủ là quỷ chủ cửa quỷ môn thứ nhất lại cưỡng ép giam cầm quỷ hồn tu sĩ cường đại khi còn sống, nhốt trong quỷ tháp cho gã nuốt, tăng mạnh tu vi của mình, đây là vi phạm pháp quy của quỷ môn quan. Đương nhiên vô thường quỷ chủ là quỷ chủ, thuộc hạ không dám vạch mặt gã. Vô thường quỷ chủ thật là gan to bằng trời, dám làm chuyện táng tận thiên lương như thế. Nếu bị đệ tử môn nhân của những cường giả đỉnh cao này biết không liều mạng với vô thường quỷ chủ mới lạ. Người đã chết nhưng không chết hẳn, ít ra có thể luân hồi trọng sinh. Nếu bị nuốt quỷ hồn thì không có cả tư cách luân hồi. Vô thường quỷ chủ nhốt quỷ hồn cường giả, Phong Phi Vân hiểu lý do. Quỷ hồn của cường giả đương nhiên có giá trị hơn quỷ hồn kẻ yếu. Một tu sĩ vũ hóa cảnh sau khi chết quỷ hồn có giá trị hơn một ức quỷ hồn người bình thường đối với quỷ tà. Quỷ hồn của tu sĩ cảnh giới thánh linh càng đáng sợ, đối với quỷ tu sánh bằng một gốc lượng kiếp cổ dược. Cửa quỷ môn thứ nhất. Khắp nơi là kiến trúc cổ xưa, lầu đài, khung khuyết, sân nhà, nhà tranh, những kiến trúc như chân thật lại giống hư ảo. Cả thế giới một màu đen kịt như bị màn mỏng màu đen che lấp, hơi thở lạnh lẽo, quái dị, âm trầm. Quỷ vương ngũ kiếp dẫn Phong Phi Vân đến bên dưới một tòa thần điện xây bằng xương trắng thì ngừng. Nơi này là tẩm cung của vô thường quỷ chủ.
tòa thần điện to lớn hùng vĩ, ngàn bậc thang ngọc. Đứng bên dưới thần điện vẫn cảm nhận được khí thế đè ép bu ọc người lùi về. Bên ngoài thần điện dựng 8 tế đàn, hình dạng mỗi cái như núi cao bị chém ngang. Nóc tế đài chảy dung nham đỏ máu, như bãi máu bị đun sôi. Quỷ môn âm binh kéo từng xe quỷ hồn đổ vào tế đài, tiếng kêu khóc chói tai vang lên, khiến người rợn tóc gáy. Cảnh tượng quỷ môn Diêm La làm người ta run rẩy. Quỷ vương ngũ kiếp rất e sợ tầm cung của vô thường quỷ chủ, không dám bước qua một ly. Ta chỉ có thể đưa các ngươi đến đây. Phong Phi Vân nhẹ phất tay. Địa ngục Diêm La biến thành gió tàn nuốt quỷ vương ngũ kiếp vào bụng. Quỷ quang nhấp nháy trên người địa ngục Diêm La, khí lạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Người địa ngục Diêm La xuất hiện các hoa văn đen mang theo lệ khí âm trầm. Gió lạnh phần phật, quỷ khí đằng đằng. Quỷ hồn thỉnh thoảng lướt qua bên người. Một quỷ vương cưỡi con thú một sừng màu đen xông lên, tay cầm trường mâu đen, khí thế hung tợn giơ ngang trường mâu trước mặt Phong Phi Vân. Thú một sừng dưới thân quỷ vương chỉ là tấm da rách, bên trong toàn là quỷ khí màu đen nặn thành hình dạng thú một sừng. Phong Phi Vân mặc giáp đen, cầm thiên tủy binh đàm, không thèm để mắt đến quỷ vương. Phong Phi Vân bước thẳng hướng thần điện. Vù 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 vù. Trường mâu của quỷ vương kéo theo mảng lớn quỷ văn xuyên thấu hư không đâm xuyên cổ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân quay người trả lại một thương, trường thương đâm thủng cơ thể quỷ vương. Phập, thiên tủy binh đàm xuyên qua quỷ thể, cánh tay Phong Phi Vân sinh ra khí thánh linh rót vào thiên tủy binh đàm, chấn nát quỷ vương. Tu vi của quỷ vương yếu hơn 4 quỷ vương ngũ kiếp vây công Phong Phi Vân mấy bậc, không đáng lọt vào mắt hắn. Có người xông cung, giết kẻ xâm nhập. Câu hồn hắn, chém đạo của hắn. Một đám quỷ hồn từ 4 phương 8 hướng ùa đến, số lượng lên đến ngàn vạn, hung tợn dữ dằn. Trong đó có một số quỷ vương cường đại tay cầm dụng cụ câu hồn hút phách cùng công kích Phong Phi Vân. Cộp cộp cộp. Phong Phi Vân xoay người vọt lên, cưỡi trên gia thú một sừng xông vào thần điện, đánh bay mấy trăm quỷ binh quỷ tướng cường đại. 7, 8 món câu hồn bị đè xuống phát ra quỷ quang âm trầm, làm ra người đau đớn. Phong Phi Vân mặc quỷ giáp cửa thứ 9 quỷ môn, hắn không sợ những vũ khí quỷ đạo câu hồn hút phách. Thiên tủy binh đàm biến thành kiếm vũ xuyên qua mấy dụng cụ câu hồn, đánh chúng nó thủng lỗ chỗ thành sắt vụn rơi xuống đất. Thiên tủy binh đàm bay trở về, ngưng tụ thành cây trường thương. Phong Phi Vân cầm trường thương quét ra ngoài, đánh gãy một cây cột thô 5 thước. Thần điện rung bần bật, ngọc thạch, cung tường rơi xuống, sụp đổ một góc, đánh bay mấy chục quỷ binh quỷ tướng. Cộp cộp cộp. Phong Phi Vân cưỡi quỷ thú bay giữa các thần điện, từ xa trông thấy một quỷ tháp đứng giữa lầu đài cung điện như ngọn núi đen, có mấy chục tầng. Thân tháp rất cao, ngước đầu lên không thấy đỉnh tháp. Phong Phi Vân cảm giác áp lực tăng lên gấp mấy chục lần như có một đống bùn bao bọc thân thể. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Hỏng, đã xông vào cấm chế. Tuy Phong Phi Vân mặc áo giáp rất thần dị nhưng không phải vạn năm. Không thể xông qua tất cả cấm chế quỷ môn quan. Xẹt 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 xẹt. Một tia chớp thô cỡ miệng chén giáng xuống chỗ Phong Phi Vân như thiên đao, ánh sáng chói mắt. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấn ra ngưng tụ khí âm dương trắng đen, biến thành cổ thuẫn huyền diệu chặn tia chớp. Xẹt 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 xẹt. Nhưng càng nhiều tia chớp giáng xuống, khoảng mấy chục cái. Mỗi tia chớp chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, nếu bị chém trúng thì dù là quỷ vương cũng sẽ thần hồn đều diệt. Phá cho ta. Phong Phi Vân thi triển ra càn khôn trưởng ấn thiên địa, đánh ra thế giới Phật Pháp. Tuy chặn lại mấy chục tia chớp nhưng Phong Phi Vân không đánh vỡ được cấm chế sát phạt. Chắc chắn là vô thường quỷ chủ tự tay bày ra cấm chế, thật sự quá cường đại, không thể phá mở. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra treo trên đầu ngăn cản những tia chớp giáng xuống, dùng đại diễn thuật suy tính sơ hở cấm chế. Biết rồi. Phong Phi Vân chợt mở mắt ra. Thánh linh nội đan điên cuồng vận chuyển. Không chỉ khí thánh linh, còn có lực lượng hỏa diễm của riêng Phượng Hoàng bộc phát. Thánh linh nội đan như sống lại, phát ra tiếng Phượng Hoàng hót. Phá cho ta. Trong người Phong Phi Vân lao ra khỏi vòng xoáy lửa, cắt nát tất cả lực lượng cấm chế. Phong Phi Vân nhích người, giây sau lao ra khỏi cấm chế sát phạt, đứng bên dưới quỷ tháp. Tòa quỷ tháp xây bằng xương trắng, có xương người, xương thú, xương yêu. Có nhiều máu từ bên trên chảy xuống tụ thành con suối nhỏ ở chân quỷ tháp. Ầm 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 ầm. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời,
tia chớp xẹt qua phía chân trời chiếu sáng quỷ tháp. Giờ phút này, quỷ tháp âm trầm kinh người, xương trắng răng cưa, xác chết mục giữa ghê tởm, các quỷ hồn vặn vẹo dữ tợn, làm người nhìn ra đầu tê dại. Cửa quỷ tháp như miệng cự thú, trước cửa có rất nhiều răng nanh sắc bén. Mao Ô Quy nói, Phong Phi Vân, ngươi thật sự định cứu Thanh Liên nữ thánh. Phong Phi Vân cúi đầu nhìn Mao Ô Quy, hỏi lại. Ngươi sợ? Mao Ô Quy cười khúc khích. Lão Phu không sợ, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một việc. Nếu chuyện lão ngư nói là thật thì rất có thể Thanh Liên nữ thánh là tình nhân của phụ thân ngươi. Cứu Thanh Liên nữ thánh ra, ngươi không sợ sau này bị mẫu thơ ni đánh. Phong Phi Vân nói. Trong mắt ta thì nàng là một nữ nhân si tình. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời vang tiếng sấm sét đì đùng, tầng mây đen kịt bị ánh sáng chói mắt chiếu rọi làm mỏng đi mấy phần. Bùm. Một bóng người chật vật từ trên trời rớt xuống, đụng vỡ một thần điện, lảo đảo chạy nhanh ra khỏi phế tích, người đầy máu. Là Vô Thường Quỷ Chủ. Vô Thường Quỷ Chủ bị thương rất nặng, quỷ thể sắp tan biến. Vô Thường Quỷ Chủ không còn bá đạo, uy nghiêm mà như con chó xuống nước. Một con côn khổng lồ bay tới, thân thể to lớn, vảy cứng rắn, cánh rộng lớn gần như che cả khung trời. Côn biến thành hình dạng lão nhân, có mấy phần tiên phong đạo cốt. Lão nhân vỗ trưởng đánh Vô Thường Quỷ Chủ liên tục gào thét. Một gốc tre xanh từ trên trời giáng xuống, lá tre bay lất phất rắc xuống ánh sáng xanh, biến thành nữ nhân áo xanh yểu điệu thanh tú, ngực to, eo nhỏ. Nữ nhân áo xanh nheo mắt sáng, lạnh lùng nói. Vô Thường Quỷ Chủ, hôm nay là ngày chết của ngươi. Vô Thường Quỷ Chủ chạy trốn tới bên dưới quỷ tháp, tóc tia bù xù rất chật vật. Vô Thường Quỷ Chủ quỳ dưới quỷ tháp, liên tục dập đầu van xin. Nữ thánh cứu ta. Phong Phi Vân đứng dưới quỷ tháp ngước lên nhìn, Vô Thường Quỷ Chủ đang xin ai cứu. Trong quỷ tháp bộc phát quỷ khí cuồn cuộn như nước lũ, mạnh mẽ hơn quỷ khí trên người Vô Thường Quỷ Chủ gấp mấy lần, làm linh hồn người sắp lìa khỏi xác. Phong Phi Vân đứng quá gần nên bị quỷ khí đè ép hộc máu. Phụt! Phong Phi Vân văng ra ngoài, đụng thủng mấy thần điện, bay ra xa mấy chục dặm. Phong Phi Vân nửa quỳ trong phế tích, tay chống đất, mặt đất nứt ra khe hở. Mắt Phong Phi Vân tràn ngập kinh hoàng, ngước nhìn quỷ tháp. Quá mạnh! Trong quỷ tháp giọng nữ nhân hư vô chứa âm khí lạnh lùng nói. Ta muốn tinh huyết đại thánh đâu? Vô Thường Quỷ Chủ quỳ dưới chân tháp, run bần bật, gã rất sợ nữ nhân trong quỷ tháp. Tinh huyết đại thánh bị Tôn Hoàng cướp. Nữ nhân trong quỷ tháp lạnh băng nói. Vậy ngươi còn tác dụng gì? Nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng nàng rất dễ nghe. Trên đời có nhiều nữ nhân giọng êm tai, nhưng thanh âm phát ra từ nữ quỷ thì dù đẹp mấy cũng sẽ làm người ta sợ hãi. Vô Thường Quỷ Chủ không ngừng dập đầu xuống đất. Nữ thánh tha mạng, nữ thánh tha mạng. Ai ngờ Vô Thường Quỷ Chủ sẽ có lúc quỳ xuống, dập đầu. Thanh y nghe giọng nữ trong quỷ tháp thì khuôn mặt đẹp tuyệt trần biến sắc, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm quỷ tháp xương trắng âm trầm, máu chảy đầm đìa. Thanh y nói, người là Thanh Liên tỷ tỷ. Trong giọng nói của Thanh y tràn ngập khó tin. Phong Phi Vân mắt tròn mắt dẹt, rất kinh ngạc. Thanh Liên nữ thánh. Thanh âm trong quỷ tháp ngừng giây lát, lạnh lùng nói. Thanh y, không ngờ ngươi cũng biến hóa. Ta không chỉ biến hóa, ta không chỉ một lần đến cửa quỷ môn thứ nhất, suýt chết ở bên ngoài quỷ môn quan. Thanh Liên tỷ tỷ có biết những điều này không? Thanh y là bán thánh, không để con ngươi chảy lệ nhưng thanh âm chứa sự thất vọng, bi thương. Miễn không bị ngu đều hiểu xảy ra chuyện gì, biết chủ nhân thật sự của cửa quỷ môn thứ nhất là ai. Trên bầu trời mây máu cuồn cuộn. Âm binh, quỷ hồn cửa quỷ môn thứ nhất cảm nhận khí thế từ quỷ tháp, chúng nó quỷ dưới đất gầm gừ. Quỷ tháp càng âm trầm hơn, không ai dám đi khiêu chiến quyền uy của nó. Quỷ tháp tượng trưng cho lực lượng vô thượng, khiến người thần phục từ tận đáy lòng. Trong quỷ tháp, giọng nữ êm tai buông tiếng thở dài. Ngươi vốn không nên cố chấp như vậy. Áo xanh trên người thanh y phất phơ, hình dáng xinh đẹp chất chứa thất vọng. Nhưng ta cứ như đồ ngốc, cho rằng Thanh Liên tỷ tỷ bị nhốt trong cửa quỷ môn thứ nhất, muốn cứu tỷ tỷ ra ngoài. Ngươi muốn cứu ta ra nhưng tại sao không phải là hắn đến? Hơi thở trong quỷ tháp trở nên lạnh lẽo, lạnh thấu xương. Người ta chờ là hắn, nhưng ta đã chết, hắn không đến, ta bị người câu hồn, hắn không đến. Phong Phi Vân hỏi.
Nếu bây giờ hắn đến thì sao? Thanh âm trong quỷ tháp tràn ngập hận thù và lạnh lùng nói. Ta sẽ tự tay tiến hắn xuống địa ngục. Đột nhiên nàng phát ra thanh âm sắc nhọn. Ngươi là ai? Tại sao trên người của ngươi có hơi thở giống hắn? Móng vuốt bay ra khỏi quỷ tháp bóp cổ Phong Phi Vân, nhấc bổng hắn lên. Phong Phi Vân cảm giác linh hồn bị người bóp, thánh linh nội đan bị áp chế chặt chẽ. Đối phương như núi to chọc trời không thể lay động. Phong Phi Vân cắn chặt răng. Ta là nhi tử của hắn. Phong Phi Vân không lùi bước, không bị khí thế của đối phương hù sợ. Nữ nhân trong quỷ tháp cười càng âm trầm, đáng sợ. Cái gì, nhi tử, ha ha, ha ha. Giống như có nữ quỷ máu chảy đầm đìa đứng sau lưng ngươi. Xương Phong Phi Vân kêu răng rắc, trong đầu nghĩ đến nữ nhân mặc áo đạo trang nhã nhẹ nhàng đã gặp trên cây cầu đá, bên ngoài đạo quan Thanh Liên Linh Sơn. Phong Phi Vân lại liên tưởng tiếng cười từ quỷ tháp, rất khó tin tưởng đây là cùng một người. Trên bầu trời tia chớp kêu đi đùng, mây đen cuồn cuộn đầy khí túc sát. Tất cả thay đổi chỉ vì tâm tình của nữ nhân trong quỷ tháp dẫn đến thiên tượng. Khi nàng giận thì trời cũng giận, khi nàng tức thì trời sẽ giáng tai họa, khi nàng khóc thì mây mù vạn dặm. Thanh Y vội nói, Thanh Liên tỷ tỷ, chuyện này không liên quan đến hắn, hãy thả hắn ra. Ngư Gia biến sắc mặt nói, Thanh Liên nữ thánh, chuyện này là lỗi tại lão phu. Một vạn năm trước hắn viết một phong thư kêu ta mang cho nàng, nhưng ta quên mất chuyện này, tất cả lỗi lầm là do ta, không liên quan hài tử. Ngư Gia lấy ra phong thư phụ thân Phong Phi Vân viết. Nữ nhân trong quỷ tháp từ cười khổ chuyển sang cười mỉa. Một phong thư là muốn dàn xếp ta. Ha 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 ha. Phu Hình Thiên, ngươi xem ta quá thấp kém. Phong thư chưa mở đã thành mảnh nhỏ rơi đầy đất như con bướm trắng thê lương. Lực xuyên thấu từ thanh âm rất kinh khủng, quỷ môn quan run rẩy, vang vọng ức vạn dặm, như xuyên phá các tầng không gian và thời gian đến bên tai nam nhân kia. Ngư Gia nghiêm túc nói. Hơn một vạn năm trước Phu Hình Thiên đã chết, nàng đừng canh cánh trong lòng nữa. Phu Hình Thiên nói sợ mình chết nên mới viết thư trước khi chết, nhờ ta giao cho nàng. Đừng trách hắn, cũng đừng hành hạ mình. Thanh âm trong quỷ tháp lạnh băng, bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chết, hắn mà cũng sẽ chết. Có lẽ Thanh Liên nữ thánh hối hận đã không xem phong thư mà xé rách, cảm xúc này chỉ mình nàng biết. Ngư Gia gật đầu, nói. Ta không rõ một vạn năm trước xảy ra chuyện gì nhưng Vu Hình Thiên đúng là đã chết. Nói nhảm, người định lừa ta. Tay quy bay ra khỏi quỷ tháp quất Ngư Gia, lão té xuống đất hộc máu, thân thể già nua suýt bị đánh nát. Ngư Gia không thấy mình oan, không chút chống cự, bởi vì Ngư Gia cảm thấy mình đang bị đánh, đáng chết, lỗi tại lão hại Thanh Liên nữ thánh. Ngư Gia vừa ho ra máu vừa nói. Ta không lừa nàng, đây chính là sự thực. Nữ nhân trong quỷ tháp không định giết Ngư Gia nhẹ nhàng như thế, hỏi. Nếu hắn đã chết thì tiểu tử này là con của ai? Ngư Gia đáp. Là thân chuyển thế của Vu Hình Thiên sinh con. Thanh âm trong quỷ tháp uất hận. Không thể nào, ta canh giữ ở cửa địa ngục vì chờ ngày hắn chết, đợi quỷ hồn của hắn đến địa ngục báo danh. Nhưng ta chưa từng thấy hắn đến, vậy hắn chuyển thế như thế nào? Nếu hắn không đến gặp ta thì ta sẽ canh chừng ở cửa địa ngục, không thể chờ người thì ta chờ hồn. Hắn chết rồi sẽ đi qua địa ngục. Ngư Gia nói, nếu nàng hiểu biết Phu Hình Thiên thì nên hiểu hắn có nhiều bằng hữu, trong đó sáu ơ một là Thánh Tăng Phật Môn. Nữ nhân trong quỷ tháp nói, Phật Tàm Tử. Ngư Gia tiếp tục bảo. Đạo gia tu luyện kiếp này, Phật gia tu luyện kiếp sau. Tu Phật giả tích nhân quả đời này tu luyện nhiệt lực kiếp sau. Nếu ta đoán đúng thì Phật Tàm Tử tặng nhiệt lực kiếp sau của mình cho Vô Hình Thiên. Nàng nên biết cao tăng đắc đạo như Phật Tàm Tử sau khi chuyển thế luân hồi vẫn có thể giữ ký ức, thậm chí một phần lực lượng, thần thông. Nữ nhân trong quỷ tháp cười châm chọc. Hòa thượng này càng sống càng ngu. Tặng nhiệt lực kiếp sau của mình cho người, kiếp này hắn tu uổng rồi, kiếp sau chỉ có thể làm heo chó. Nữ nhân trong quỷ tháp nói tiếp. Dù hòa thượng ngốc tặng kiếp sau cho Vô Hình Thiên thì hắn cũng phải đi địa ngục luân hồi, nhưng hắn chưa từng đến. Ngư Gia nhíu mày nói. Có lẽ bọn họ dùng cách khác, hơn nữa tất cả chỉ là suy đoán của ta, chưa chắc là thật. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết năm xưa Vô Hình Thiên không cố ý muốn bỏ nàng, cần gì làm khó con cái của hắn. Ngư Gia tiếp tục bảo,
nếu nàng muốn giết thì hãy giết ta. Lòng Ngư Gia tràn ngập áy náy chậm rãi khép mắt. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm nhìn quỷ tháp xương trắng. Phong Phi Vân đồng tình cảnh ngộ của Thanh Liên nữ thánh nhưng hắn không cho rằng mình để mặc người xâm lược. Phong Phi Vân có mang một tấm bán thánh phù lục, hắn còn Kim Ô Tứ Hoàng tử sử dụng lần cuối. Bùm! Phù lục bán thánh vỡ. Người Phong Phi Vân sinh ra lực lượng hùng dũng, toàn thân tỏa ánh sáng trắng lao ra khỏi tay quỷ. Phong Phi Vân tiểu hệ hoán tam vị chân hỏa lô bộc phát lực lượng đẳng cấp bán thánh. Phong Phi Vân cầm lò lửa to như ngọn đồi đập vào quỷ tháp. Dù đối diện thánh linh cũng không sợ hãi, cùng lắm chết trận trong tay nàng, thành xác chết. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trong quỷ tháp vươn ra bàn tay quỷ càng khổng lồ chặn lực lượng đẳng cấp bán thánh của Phong Phi Vân, đổ ập xuống. Đây là lực lượng không thể lay động, đè sụp khung trời. Bà nội nó, nữ quỷ quá mạnh, chúng ta trốn mau. Mao Ô Quy cưỡi trên lưng thánh thực quả như kỵ sĩ trái cây, vươn vuốt nhỏ túm lấy Phong Phi Vân té xuống. Nhưng móng vuốt Mao Ô Quy chưa kịp bắt Phong Phi Vân thì bị một xích quỷ tròng lên mai rùa kéo vào quỷ tháp. Ra ra, nhị đại gia. Thánh thực quả muốn chạy trốn nhưng bị chặn đường, giam cầm lại. Phong Phi Vân chưa bao giờ 11 em ỉnh yếu đuối như bây giờ, yếu như con kiến. Đối phương vươn một ngón tay đu đè chết Phong Phi Vân. Trong tầm mắt Phong Phi Vân là hắc ám mênh mông, dần dần có luồng sáng xẹt qua trước mắt, bên tai nghe tiếng lệ quỷ kêu rên, tiếng roi quất, đao chặt, máu chảy. Mũi Phong Phi Vân ngửi mùi máu. Phong Phi Vân chợt mở to mắt thấy mình bị nhốt trong nhà tù bằng xương trắng. Trên xương trắng khắc quỷ văn, ngón tay Phong Phi Vân đụng vào khúc xương là quỷ văn sẽ phát ra ánh sáng chói mắt đánh bật tay hắn về, đau tấu xương. Không xa nhốt rất nhiều quỷ hồn cường đại. Có bị xích sắt chói, có bị nhà tù xương nhốt. Ta là thiên cương yêu vương của Hỏa Loan yêu tộc, người dám nhốt ta. Ta là chủ một giới trong Phi Miểu thần triều, có 10 vạn đệ tử, ai dám giam cầm. Những quỷ hồn có biểu tình ngơ ngẩn, có lớn tiếng chửi rủa, có tỏ vẻ bình tĩnh. Chắc nơi này là trong quỷ tháp, quả nhiên nhốt nhiều quỷ hồn cường giả. Người nuốt quỷ hồn không phải vô thường quỷ chủ mà là Thanh Liên nữ thánh. Biến đổi quá lớn. Đây chính là nữ nhân, một nữ nhân chết trong tình yêu và nữ nhân bị vứt bỏ là hai loại người. Nữ nhân chết trong tình yêu là ngốc nhất thiên hạ, đáng yêu nhất, dịu dàng nhất. Nữ nhân bị vứt bỏ là sinh vật đáng sợ hơn cả nữ quỷ. Ui ra, mông của ta, mông mông. Trong cái ao máu nóng bỏng có con rùa bị 4 sợi xích quỷ trói 4 chân của nó. Con rùa trắng gào rú, người lắc lư như cá mặn phơi khô. Thánh thực quả bị nhốt trong cái rồng, nó đụng vào lồng không ngừng nghỉ nhưng không thoát ra được. Huyết dao bị trấn áp ở đáy ao máu, nó gào còn dữ dội hơn Mao Ô Quy, chửi cả nhà Thanh Liên nữ thánh mấy trăm lần. Ngư Gia đứng thẳng bên cạnh vách tường đen, hai tay hai chân bị xích trói, biểu tình ngơ ngẩn, miệng lẩm bẩm 3 chữ. Chỉ tại ta, chỉ tại ta. Hai quỷ binh cầm roi liên tục quất vào thân thể già nua. Roi kia không biết làm bằng chất liệu gì mà đánh cơ thể Ngư Gia máu me be bét. Phong Phi Vân cắn chặt răng, mắt đỏ rực, mà văn nổi lên trên người. Dừng tay, ta muốn gặp Thanh Liên nữ thánh, mang ta đi gặp nàng. Hai quỷ binh quất Ngư Gia liếc Phong Phi Vân, hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt giữ tợn cười gần bước tới. Một quỷ binh người xanh lè quất roi vào nhà tù trắng kêu bốp bốp. Quỷ binh lạnh lùng nói. Nhà ngươi mà cũng mơ gặp Thanh Liên nữ thánh, ngươi nghĩ ngươi là ai? Quỷ binh khác đầu mọc đôi sừng cười khẩy nói. Đã đến đây dù ngươi từng là ông trời cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Hai quỷ binh nói xong hầm hầm rời đi. Mắt Phong Phi Vân đầy tơ máu, cánh tay mọc vảy rồng vỗ trưởng vào nhà tù. Hoa văn trên xương trắng phát ra ánh sáng chói mắt, sát khí bật ngược về làm cánh tay Phong Phi Vân nát nhừ. Phong Phi Vân thụt lùi ra sau đụng vào lan can xương trắng sau lưng, lại bị hoa văn trên xương đánh ra chóc thịt bong. Hoa văn trên các khúc xương do chuẩn thánh khắc, như thiên la địa võng không thể phá mở. Phong Phi Vân nhìn bàn tay đẫm máu của mình, đau thấu xương. Phong Phi Vân siết chặt nắm tay. Ngư Gia thấy Phong Phi Vân tỉnh lại, khuôn mặt mệt mỏi lộ vẻ vui mừng. Thanh Liên nữ thánh không chém người chúng ta, không nuốt linh hồn. Lương chi trong lòng nàng chưa hoàn toàn bị thù hận che mất. Trong lòng nàng hận, chuyển nỗi hận phụ thân ngươi vào chúng ta. Phong Phi Vân nói.
Đương nhiên ta hiểu, nhưng nàng không nên đối xử như vậy với lão, lão vốn không làm sai. Ngư gia cười lắc đầu, nói. Ta có thể tìm ra một vạn lý do giải thoát mình, nhưng không có lý do nào phủ nhận được ta hại nàng khổ một vạn năm. Ta chỉ chịu trôi thể xác, còn nàng đau trong lòng. Nếu có thể làm lòng nàng dễ chịu một chút thì cảm xúc áy náy trong ta bớt đi nhiều. Phong Phi Vân hỏi. Chẳng lẽ chúng ta cứ chịu bị nhốt, mặc người thịt cá, không có cách nào khác sao? Ngư gia thản nhiên nhắm mắt lại. Nếu nàng muốn nhốt chúng ta thì dù chúng ta có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng không trốn thoát. Nàng nhốt chúng ta ở đây có lẽ vì đợi một người. Phong Phi Vân hỏi. Chờ ai? Ngư gia trả lời. Phụ thân của ngươi. Phong Phi Vân nhíu chặt mày, ngồi bệch dưới đất, dần bình tĩnh lại. Chuyện tình cảm có lúc thật khó xử, không thể nói là ai đúng ai sai, ai xin lỗi ai. Chỉ có người trong cuộc mới mở hút được. Sau khi đột phá cảnh giới, Phong Phi Vân cảm giác lực lượng của mình tăng mạnh nhiều, dù đối diện quỷ vương ngũ kiếp bình thường cũng có thể giết chết. Nhưng khi đụng độ Thanh Liên nữ thánh, Phong Phi Vân cảm thấy bất lực, như con bướm đụng vào ngọn núi cao. Phong Phi Vân bước trên con đường mới, cảnh giới bây giờ không thuộc về vũ hóa cảnh, cảnh giới thánh linh. Tiếp tục tu luyện như thế nào thì Phong Phi Vân chỉ có thể từng bước lần mò, không ai dạy hắn được. Thánh linh nội đan mới hình thành trong cơ thể. Như trái cây đỏ, vừa có khí thánh linh vừa có lực lượng lửa của Phượng Hoàng. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Bây giờ ta muốn tăng thực lực thì phải tu luyện thánh linh nội đan, lĩnh ngộ thánh linh đạo. Nhưng hấp thu linh khí lớn mạnh thánh linh nội đan quá chậm, nếu ta có đủ khí thánh linh thì tốt rồi. Thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân nghĩ ngay đến con thuyền cổ trong người. Thế giới trong thanh đồng cổ thuyền rất to lớn, có nhiều máu của thánh linh Phượng Hoàng, có thể cung cấp khí thánh linh vô cùng tận cho hắn. Nghĩ đến đây Phong Phi Vân liền chia ra một luồng thần thức lại nhập vào thanh đồng cổ thuyền. Trước mắt là hắc ám và hư vô, vô biên vô hạn, khắp nơi là đá to bay. Một số đại lục tan vỡ cũng trôi nổi trong không gian. Nơi này như thế giới tan vỡ. Phong Phi Vân lại tìm đến thái cổ thiên mộc to cỡ dãy núi. Thái cổ thiên mộc bay trong hư không, vòng đi vòng lại theo quy luật nào đó. Phong Phi Vân dọc theo khe hở thái cổ thiên mộc đi vào trong. Tê ử xa nghe tiếng nước sông vỗ, khí thế nước lũ ập vào mặt làm người kính sợ. Thần Phượng Táng Thiên Mộc, Phượng Phó Thủ Lăng Mộ. Phong Phi Vân đứng bên cạnh sông máu nhìn chữ cổ xưa trên vách giá, lòng lại nổi lên nghi ngờ. Mấy chữ này chắc chắn là Phượng Phó khắc, nghĩa là nơi này rất có thể là lăng mộ của Thái Cổ Thần Phượng. Nhưng tại sao trong Đồng Lô Sơn cũng có mộ Thái Cổ Thần Phượng? Hay vì không chỉ có một mộ Thái Cổ Thần Phượng? Phong Phi Vân rất muốn bay qua sông máu nhìn xem bờ bên kia có xác thái cổ thần phượng không. Nhưng Phong Phi Vân mới bước ra một bước thì thân thể suýt bị hòa tan. Đây là lực lượng của huyết khí thánh linh, có thể sinh vạn vật, cũng có thể diệt vạn vật. Phong Phi Vân không kiềm được lòng tò mò ngồi xếp bằng bên sông máu, lắng nghe tiếng nước chảy, nhìn sóng gợn, lĩnh ngộ thánh linh đạo trong đó. Hiện giờ Phong Phi Vân là thể thần thức, không hấp thu máu thánh linh phượng hoàng được. Nhưng hắn có thể lĩnh ngộ thánh linh đạo. Phong Phi Vân ngồi yên không nhúc nhích, như pho tượng đá ven sông máu. Phong Phi Vân lĩnh ngộ đạo của Thanh Liên nữ thánh, đạo của đế chủng, mặc dù không bằng một phần vạn đạo tắc của hai người nhưng hắn vẫn được lợi rất nhiều, tu vi tiến bộ bước dài. Đạo của Phượng Phó thì khác, so đạo của Thanh Liên nữ thánh là hoa sen không lấm bụi trần, thoát tục, thánh khiết. So đạo của đế chủng là cổ lan sâu thẳm khó lường, bí ẩn mà bá khí. Vậy đạo của Phượng Phó là mẫu đơn lửa đỏ nở trong lửa, thoải mái chút ra lực lượng của mình, đứng đầu vạn hoa, chúa tể đành hoa. Đây là vốn nên là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là hậu của muôn cầm, ta không làm vua thì ai làm? Phong Phi Vân có ký ức của tộc trưởng Phượng Hoàng kiếp trước, lại tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân nên dễ nhận đạo của Phượng Phó, lĩnh ngộ mau hơn. Phong Phi Vân hít thở theo tốc độ máu chảy trong sông, hình thành phù hợp bí ẩn. Phong Phi Vân như hợp nhất với sông máu. Đây là cảnh giới kỳ diệu không thể miêu tả bằng lời, như nhân hợp nhất, câu thông thiên địa, câu thông xưa nay trong đạo gia, phá vỡ giới hạn không gian và thời gian. Trong cảnh giới huyền diệu này tốc độ lĩnh ngộ thánh linh đạo tắc của Phong Phi Vân mau hơn bình thường gấp 10 lần. Đột nhiên bên tai Phong Phi Vân vang tiếng rất nhỏ, như tiếng muỗi kêu hoặc một nữ nhân nói chuyện từ xa. Tại sao chỗ này có thanh âm khác? Phong Phi Vân cua mày. Nín thở, vẽn tai lắng nghe.
thanh âm rõ ràng hơn một chút. Rốt cuộc trở về. Nghe xong Phong Phi Vân thấy rùng rợn, là ai đang nói chuyện? Ai trở về? Phong Phi Vân tỉnh táo lại, muốn tìm người phát ra thanh âm nhưng không nghe được gì nữa. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân bên sông máu, tiếp tục lĩnh ngộ đạo tắc trong sông. Khi Phong Phi Vân vào trạng thái, thanh âm nhỏ xa xôi dần lọt vào tai hắn. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, bao nhiêu cố nhân chết trận. Đường hồng trần ngắn, tử vong kề bên, chỉ cần ở bên ngươi là ta không hề sợ hãi. Ngươi cười tuấn tú, lòng ta rối bời, từ nay theo sau ngươi. Trong đêm cô đơn đàn cho ngươi nghe, trong gió cắt cô đơn nâng kiếm cho ngươi. Ngươi đi vào phần mộ, ta thành dòng sông máu, suốt đời suốt kiếp canh giữ trước mặt ngươi. Tựa như dây lưng tình dân, dây lưng đỏ rực. Thanh âm thê lương như ca như khóc, kể một câu chuyện hoặc đang nói chấp niệm trong lòng, giữ từ thái cổ đến bây giờ tự động chảy vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bị thanh âm cảm nhiễm, hắn muốn khóc. Là ai đang nói chuyện? Thái cổ thần Phượng, Phượng Phó. Phong Phi Vân truyền thần niệm vào sông máu chảy xuôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh âm mơ hồ như tơ nhện trong gió tùy thời đứt đoạn. Một con Phượng Hoàng cô đơn, không ngờ ngươi trở về. Phong Phi Vân nói, ngươi đang chờ ta, nhưng ta không biết ngươi. Thanh âm tựa dòng nước đôi khi chảy xiết, đôi khi êm đềm. Đương nhiên ngươi không biết ta, đây là tất nhiên, có thể gặp lại ngươi là ta đã rất vui. Phong Phi Vân không hiểu nàng đang nói gì, hỏi. Ngươi là Phượng Phó. Ở trong mắt ngươi ta mãi mãi là phó nữ, trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi đều như thế. Phong Phi Vân mừng rỡ, nàng đúng là Phượng Phó, tổ tiên Phượng Hoàng, từng bước vào cảnh giới thánh linh, đi theo thái cổ thần Phượng suốt đời. Phong Phi Vân chỉ nghe về nàng qua truyền thuyết thần thoại, bây giờ được đối thoại với nàng, thần kỳ như cách thời không xa xôi gặp nhân vật thái cổ. Phượng Hoàng yêu tộc có nhiều điển tịch thần thoại cổ xưa ghi chép về thái cổ thần Phượng, lúc ghi lại thái cổ thần Phượng sẽ nhắc đến Phượng Phó. Dù nàng tu luyện đến cảnh giới thánh linh vẫn cứ đi theo bên cạnh thái cổ thần Phượng, làm nô làm phó. Thánh linh làm phó. Nhìn chung trong lịch sử, thần thoại vạn tộc không thiếu anh kiệt đến cảnh giới thánh linh. Ai nấy toàn là nhân vật kinh thiên động địa, lưu danh vạn cổ. Nhưng đến cảnh giới thánh linh còn cam lòng làm người hầu cho người khác thì không một ai, chỉ mình Phượng Phó. Thanh âm đột nhiên ngừng bặt, thiên địa tĩnh lặng. Thật lâu sau giọng nàng lại vang lên. Huyết khí của ta sói mòn quá nhiều, sinh mệnh sớm đến tận cùng, chút ý chí giữ lại cũng mất. Biến mất, mãi mãi biến mất. Phong Phi Vân nghe ra đau thương vô tận từ giọng nói, chất chứa lưu luyến, xịu oán, cố chấp mà bất lực. Đế chủng vì thua trong tay Bạch Chu Thánh Tổ, lòng có chấp niệm nên một ý chí thánh linh bất diệt giữ đến bây giờ. Đế chủng suy nghĩ cách phá giải vạn kiếp bất tử công của Bạch Chu Thánh Tổ, sau đó ý chí bất diệt bay theo gió, biến thành xác ướp cổ. Ý chí Phượng Phó kiên trì đến bây giờ, là cái gì chống đỡ nàng? Chuyện này rất bi thương, trên đời không có cái gì là vĩnh hằng, dù là thánh linh cũng sẽ mất. Phượng Phó đã chết, nhưng chấp niệm của nàng còn sống. Dù tu luyện thành thánh linh vẫn cam lòng làm phó nữ cho người khác, rất khó tưởng tượng Phượng Phó là loại người như thế nào. Phong Phi Vân tăng phần kính trọng Phượng Phó, nói. Phượng Phó tiền bối, ta nghĩ người đã nhận sai người. Ta không phải người tiền bối chờ. Giọng Phượng Phó chứa ưu sầu. Thanh đồng cổ thuyền chở ngươi đến đây, ta không nhận sai người, ngươi chính là hắn. Không, ngươi đã không phải hắn, không phải. Đây chỉ là suy nghĩ của Phượng Phó, nhưng suy nghĩ đó cảm nhiễm Phong Phi Vân. Đây là sự cường đại của Thánh Linh, chỉ một ý chí vẫn có thể lặng lẽ ảnh hưởng nỗi lòng con người. Phong Phi Vân tò mò hỏi. Tiền bối nói hắn là ai? Hắn là nam nhân mạnh nhất thiên hạ, cũng hấp dẫn nhất thiên hạ. Phượng Hoàng yêu tộc trong tay hắn dẫn dắt từ thung lũng leo lên đỉnh, thế gian này không ai không biết hắn. Mọi người gọi hắn là thần Phượng, chỉ có ta biết tên của hắn. Tên của hắn là Phượng Phi Vân. Trong thanh âm tràn ngập si mê, tràn đầy kiêu ngạo, không ai đồng cảm được. Cái gì, thái cổ thần Phượng là nam nhân, tên gọi là Phượng Phi Vân. Người Phong Phi Vân run rẩy. Nỗi lòng khó thể bình tĩnh, như bị cây búa đập vào gáy, người tê dần. Không chỉ thân thể thần thức của Phong Phi Vân, bản tôn ngồi xếp bằng trong nhà tù xương trắng cũng sắc mặt trắng bệch, như bị sét đánh. Sao có thể trùng hợp như thế? Sao lại tình cờ như vậy?
Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Phong Phi Vân cảm giác hồn sắp lìa khỏi xác, thật sự khiến người khó thể chấp nhận. Trong tưởng tượng của Phong Phi Vân thì Thái Cổ Thần Phượng là một kỳ nữ rất lợi hại, vì Phượng Hoàng yêu tộc chỉ có thể là nữ giới, sao là nam được? Đây là suy nghĩ quán tính từ xưa đến nay của Phong Phi Vân. Nhưng lờ ghi Phượng Phó nói làm quan niệm đó sụp đổ. Không thể trách ngươi, trong thân thể ngươi chỉ có một lũ linh hồn của hắn, truyền thừa di chí của hắn, có một phần ký ức hắn để lại. Nhưng ký ức của ngươi bị người bóp méo. Bây giờ Phong Phi Vân đã không nghe lọt tai lời Phượng Phó nói, hắn chìm trong nỗi giật mình. Thật lâu sau Phong Phi Vân thở hắt ra. Vậy bây giờ ta rốt cuộc là Phong Phi Vân hay Thái Cổ Thần Phượng chuyển thế? Bi thương lớn nhất cuộc đời là không biết mình là ai. Trên người của ngươi có nhiều bí mật, ta không nhìn thấu được. Nếu ngươi thật sự muốn biết đáp án phải tìm ra Luân Hồi Chi Ấn. Phong Phi Vân hỏi, Luân Hồi Chi Ấn là gì? Phượng Phó trả lời, đó là thứ thần Phượng Đại Nhân lấy từ địa ngục, một phần của Luân Hồi. Luân Hồi Chi Ấn, chẳng lẽ là thứ kia đánh rơi trong thần Tấn Vương Triều? Phong Phi Vân càng thêm kiên quyết mặc kệ thế nọ hắn phải trở về thần Tấn Vương Triều một chuyến. Phượng Phó cảm giác tâm tình Phong Phi Vân dao động, dịu dàng nói. Ngươi không cần quá quan tâm ai là Thái Cổ Thần Phượng, ai là Phong Phi Vân. Như ngươi luyện lũ linh hồn Thái Cổ Thần Phượng vào đan điền, vẫn giữ bản ngã của mình, giữ linh hồn của mình. Chỉ cần làm được điều này, Thái Cổ Thần Phượng chuyến thế và Phong Phi Vân có gì khác nhau? Nghe Phượng Phó khuyên, lòng Phong Phi Vân bớt rối rắm, bình tĩnh hơn. Phong Phi Vân nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối còn có điều không hiểu. Chẳng lẽ Phượng Hoàng yêu tộc toàn là nữ giới sao? Tại sao Thái Cổ Thần Phượng là nam nhân? Phượng Phó khó hiểu hỏi. Phượng Hoàng yêu tộc toàn là nữ giới. Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ có gì sai? Phượng Phó chìm trong suy tư. Bây giờ cách Thái Cổ bao lâu rồi? Phong Phi Vân trả lời. Ba lượng kiếp pháp lực, đại khái 200 ức năm. Qua lâu như vậy, ta cũng không biết chuyện này là sao. Nhưng thời Thái Cổ, Phượng Hoàng yêu tộc có nam lẫn nữ giới. Nhưng cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra đại kiếp nạn, trận chiến này suýt hủy diệt thiên địa, vạn tộc gần như tuyệt chủng. Trước Thái Cổ có 9 khối đại lục, được xưng là Cửu Châu. Nhưng trận chiến ấy khiến Cửu Châu sụp đổ, trong đó 8 khối đại lục bị đánh nát, ước vạn sinh linh tuyệt chủng, chỉ còn một khối đại lục duy nhất. Thế nhân cho rằng thần Phượng Đại Nhân chết già, thật ra không đúng. Thần Phượng Đại Nhân cũng tham gia vào đại chiến cuối thời kỳ Thái Cổ. Nếu không có thần Phượng Đại Nhân tham gia cuộc chiến thì không chừng châu cuối cùng cũng tan vỡ. Trận chiến ấy đẩy lùi cường địch nhưng khiến quy tắc thiên địa thay đổi. Có lẽ Phượng Hoàng yêu tộc trở thành như bây giờ cũng là vì vậy. Phong Phi Vân lại giật mình. Phong Phi Vân biết cuối thời kỳ Thái Cổ từng xảy ra sự kiện lớn hủy thiên diệt địa, khiến thời kỳ Thái Cổ chấm dứt. Nhưng điển tịch trong các tộc quần, truyền thuyết thần thoại ít khi nhắc đến nó, dường như cố ý né tránh. Hoặc có người cố ý không cho ai biết trận chiến xảy ra chuyện này. Có nói là ngôi sao vực ngoại đụng mặt đất, có nói là vạn tộc đại hỗn chiến, có bảo tài nguyên thiên địa khô cạn. Thái Cổ qua quá lâu, không ai biết tình huống thật sự thở ấy. Giờ nghe Phượng Phó kể, Phong Phi Vân hiểu đại khái xảy ra chuyện gì. Thì ra thời kỳ Thái Cổ thiên hạ có 9 khối đại lục, chia làm Cửu Châu. Vào thời kỳ Thái Cổ, Phượng Hoàng yêu tộc không chỉ có nữ giới. Vậy Long tộc không chỉ có nam giới. Là nguyên nhân gì khiến Phượng Hoàng, Long tộc biến thành bộ dạng hiện tại? Chẳng lẽ có người muốn trái cây màu đen, Long tộc tuyệt chủng? Là ai che giấu sự thật trận đại chiến? Phong Phi Vân có trực giác không may, như trời sắp sập. Phong Phi Vân vội hỏi. Rốt cuộc cuối thời kỳ Thái Cổ xảy ra chuyện gì? Là ai chấm dứt Thái Cổ? Ai có lực lượng kinh ngạc nói, đến mức khiến Cửu Châu tan vỡ? Ta không rõ bọn họ là tồn tại gì, chỉ biết họ đến từ trời sao mênh mông bao la, từ tinh vực xa xôi khác đến đây. Bọn họ cực kỳ cường đại, tạo ra thuyền cổ vượt trời sao. Ngươi nên biết dù là thánh linh dụng cụ cũng không thể vượt trời sao, vì trời sao quá mênh mông. Bọn họ đi tới Cửu Châu cướp đoạt tài nguyên chốn này, nô dịch tu sĩ. Bọn họ là kẻ xâm lược. Ban đầu đại chiến, trong Cửu Châu đại lục không ai ngăn được bước chân của họ. Chiến thuyền va chạm, thánh linh cũng chết. Ngươi tưởng tượng được không? Bọn họ chỉ có 7 thuyền cổ nhưng suýt hủy diệt nguyên Cửu Châu. Tim Phong Phi Vân đập nhanh. Trời,
trên thế giới này còn tồn tại một đám kẻ thù đáng sợ đến thế sao? Vào thời kỳ Thái Cổ chắc chắn hưng thịnh hơn hiện tại gấp chục, trăm lần, nhưng vẫn bị đánh suýt diệt tộc, đối phương chỉ có 7 thuyền cổ. Nếu là bây giờ, đám kẻ thù ngoài trời sao đến xâm lăng, dù chỉ một thuyền cổ thì vạn tộc đỡ nổi không? Nếu không ngăn được, phải chăng nhân loại, long tộc, phượng hoàng? Tất cả đều thành nô lệ. Phong Phi Vân không dám tưởng tượng hậu quả đáng sợ kia, hắn chỉ có thể thầm mừng là trời sao rộng lớn, 200 ước năm nay đối phương không tìm đến bọn họ, không có thuyền cổ khác vào tinh vực này. Chuyện nghiêm trọng như thế tại sao tổ tiên các tộc không ghi vào sách cổ? Không nhắc nhở hậu nhân, không để lại manh mối gì. Phượng Phó nói, trong trận chiến ấy, thần Phượng Đại Nhân dẫn dắt, cộng với vạn tộc liên minh cuối cùng trấn áp đám diệt thế giả từ vực ngoại, cũng bắt được 7 thuyền cổ của bọn họ. Có thuyền cổ bị phong ấn đến quá khứ, đến tương lai. Người có thể đào một chiếc thuyền cổ trong mộ chủng của vài chí thánh, hay ngày nào đó trong tương lai sẽ có thuyền cổ đột nhiên chui ra. Trước khi thần Phượng Đại Nhân chết từng tiên tri rằng khi 7 cổ thuyền lần lượt xuất thế cũng là lúc đại kiếp nạn đến. Diệt thế giả vực ngoại sẽ giáng xuống mảnh đất Cửu Châu. Mọi thứ trên đời sẽ bị hủy diệt, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Lòng Phong Phi Vân rung động, hắn chợt nhớ thanh đồng cổ thuyền trong cơ thể, sống lưng lạnh lẽo. Cổ họng Phong Phi Vân khô khốc nói. Khi 7 cổ thuyền lần lượt xuất thế cũng là lúc đại kiếp nạn đến. Sao có thể như vậy? Tại sao không ai ghi chép lại những sau đó? Hiện tại tu sĩ vạn tộc còn đang đấu đá lẫn nhau, trên chiến trường vạn tộc mỗi ngày thì chồng chất thành núi. Nếu diệt thế giả vực ngoại lại đến thì làm sao chống đỡ đây? Phượng Phó không dành tình huống bên ngoài, nói. Tuy chúng ta thắng trận chiến ấy nhưng không giết hết diệt thế giả vực ngoại, có một số người sống ẩn náu trong các tộc. Có lẽ đến bây giờ bọn họ vẫn tồn tại, có lẽ là bọn họ xóa bỏ những ghi chép liên quan đại kiếp nạn. Có lẽ sau Thái Cổ lại xảy ra chuyện gì mà ta không biết. Nhưng có một thứ chi chép chuyện xảy ra năm xưa, giữ lại lời tiên tri của thần Phượng Đại Nhân, mảnh đất phong ấn 7 bản thể thuyền cổ. Phong Phi Vân không phải loại người không có máu không có thịt, hắn cũng có bằng hữu, có thân nhân, người yêu. Phong Phi Vân không muốn trơ mắt nhìn người yêu chết trước mặt mình, không muốn thấy bọn họ làm nô lệ cho diệt thế giả vực ngoại. Phong Phi Vân vội hỏi. Cái gì? Phượng Phó trả lời. Diệt thế thần bia. Không đúng. Phong Phi Vân chợt nhớ một điều, vội hỏi. Chẳng lẽ lúc trước nói 7 thuyền cổ bị phong ấn vào quá khứ và tương lai sao? Vậy bản thể thuyền cổ là sao? Phượng Phó nói. Bị phong ấn đến quá khứ, tương lai là khí linh 7 thuyền cổ. Ví dụ thanh đồng cổ thuyền của người chỉ là một khí linh, không phải bản thể thuyền cổ. Chỉ khi khí linh và bản thể dung hợp mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất của thuyền cổ. Vùng đất phong ấn 7 bản thể thuyền cổ ghi trên diệt thế thần bia, ta không rõ nó nằm ở đâu. Các ngươi muốn ngăn cản diệt thế giả vực ngoại thì phải tìm ra khí linh, bản thể 7 thuyền cổ. Chỉ có nắm giữ lực lượng đó mới tranh thủ được chút cơ hội sống khi Cửu Châu giáng lâm, nếu không. Các ngươi không có sức chống cự. Phong Phi Vân hận không thể lập tức lao ra nói cho mọi người trong thiên hạ. Trời sắp sập, đại kiếp nạn diệt thế sắp tới. Nhưng Phong Phi Vân biết nếu hắn nói câu đó sẽ bị người xem là đồ điên, bị diệt thế giả vực ngoại ẩn núp trong các tộc tiêu diệt. Con đường phải đi rất khó khăn. Cuối thời kỳ Thái Cổ, diệt thế giả vực ngoại, một đám tu luyện giả càng thêm khủng bố suýt hủy diệt Cửu Châu. Trời sao bao la, dãy sao lấp lánh, bầu trời mênh mông sẽ không chỉ có bọn họ, còn văn minh khác, không chỉ có Mo Chín Ọt văn minh. Nhiều tiền bối tiên hiền trí tuệ đã suy nghĩ về vấn đề này, có một số tiên hiền bước lên con đường trời sao tìm kiếm sinh mệnh khác, vùng đất tu luyện khác. Nhưng trời sao quá rộng lớn, dù một vạn tu sĩ đi vào cũng như hạt cát đổ vào đại dương, biến mất không còn bóng dáng. Nhiều người lạc trong trời sao không còn trở về, có lẽ chết trong tinh cầu hoang vắng, hoặc gặp hố đen, tinh cầu chết, chết không còn mẩu xương. Dù là thánh linh đã vào trời sao chưa biết có về được không? Tu sĩ các tộc chưa từng ngừng tìm kiếm trời sao. Bọn họ tạo ra cổ trận đài gần trời sao, khai quật linh thạch trên tinh cầu. Thậm chí thì cải tạo một ít tinh cầu, khiến nó thích hợp cho sinh vật cư trú, tu luyện hơn. Nhân tộc cũng cải tạo một ít tinh cầu, di dân lên đó, tạo dựng tông môn, quốc gia, gọi các tinh cầu đó là sinh mệnh nguyên tinh. Nhưng địa bản doanh các tộc vẫn ở trên đại lục vũ trụ khổng lồ vô biên Tây Ngưu Hạ Châu.
những trời sao gần Tây Ngưu Hạ Châu chỉ phụ thuộc vào nó. Các tộc chưa thật sự tìm thấy tu sĩ cường đại khác trong trời sao. Nhưng thời kỳ Thái Cổ, tu sĩ trời sao khác đã tìm đến Cửu Châu, chỉ một đội tu sĩ đã suýt khiến Cửu Châu sụp đổ hoàn toàn, chứng minh bọn họ càng thêm cường đại. Bất cứ người nào biết được tin tức như thế sẽ thấy nguy hiểm ngộp thở. Còn bao lâu đến lúc tu sĩ trời sao khác đến đây? Tâm tình Phong Phi Vân nặng nề, thần thức rút về bản thể. Phong Phi Vân ngồi trong nhà tù xương trắng nhìn xích sắt, xương trắng, quỷ hồn, bãi máu trước mắt. Có lẽ không lâu sau cảnh tượng này sẽ hiện ra trong toàn đại lục. Ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết nữa, trước khi đại kiếp nạn buông xuống ta phải làm điều gì đó. Ta không thể trơ mắt nhìn người thân, người yêu của mình chết trong tai nạn. Phong Phi Vân hít sâu, mũi ngửi mùi thơm thoang thoảng. Một cành tre xanh rạch hư không, xe hư không hở một cái khe. Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ khe hở vạch nhà tù trắng, xóa đi hoa văn, xương vụn vỡ thành tro. Giọng thanh y vang bên tai Phong Phi Vân. Bây giờ Thanh Liên tỷ tỷ đang nuốt hồn tu luyện, ta có thể bám chân tỷ tỷ, các ngươi mau đi đi. Thanh y không lộ mặt, chỉ một thần niệm truyền vào tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vỗ nát nhà tù xương, bước ra ngoài. Phong Phi Vân nhìn cành tre xanh biếc, lòng rất cảm kích. Phong Phi Vân hỏi, chúng ta trốn đi rồi nàng ta có làm khó dễ nàng không? Hay nàng đi với chúng ta? Không, không cần, ngươi mặc kệ ta đi. Tuy Thanh Liên tỷ tỷ vì yêu sinh hận, tính tình hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn rất tốt với ta, sẽ không làm gì ta. Mao Ô Quy vùng vẫy trên sợi xích kêu rào rào. Bà nội nó, lại nhải bà tám cái gì? Mau thả lão phu xuống xuống, rời khỏi quỷ môn quan rồi tính tiếp. Chờ chút nữa là có món rùa nướng. Cành tre xanh xẹt qua sợi xích tràn đầy quy văn, xích đứt đoạn. Huyết dao, thánh thực quả cũng được Thanh Y thả ra. Phong Phi Vân đứng trước mặt Ngư Gia, nhìn lão nhân. Ngư Gia, cùng chúng ta cùng đi đi. Người Ngư Gia bị quỷ binh quất không thành hình vẫn thấy rõ khóe môi nhếch lên. Không đi. Phong Phi Vân lại khuyên. Lão không có lỗi trong chuyện này, đừng tự trách. Ngư Gia nhắm mắt lại. Cuộc đời ta làm nhiều chuyện sai, đây chỉ là một trong số đó. Không nói gạt ngươi, lúc thần kinh rối loạn, ta đôi khi phân không rõ địch ta. Từng một trưởng đánh chết thê tử. Ta từng dùng kiếm đâm thủng trái tim nhi tử. Loại người như ta sớm nên bị nhốt lại, treo lên quất roi là chuyện nhỏ, nên cắt thịt, lột da ta ra. Ngư gia nhớ ra nhiều thứ, lão càng già nua hơn. Có nhiều chuyện không dám ngẫm lại. Phong Phi Vân cảm nhận đau thương từ Ngư gia, đồng tình lão nhân. Nhưng, đây là tại vì lão tu luyện xảy ra vấn đề, thần kinh rối loạn. Lúc trước Ngư gia nghiêm túc nói. Ngươi nên chú ý, ngươi cũng phá vỡ nguyền rủa bán yêu, đi con đường mới. Phải khống chế được múa yêu ma trong người, nếu không sẽ có ngày ngươi cũng vạn kiếp bất phục. Ngư gia, không cần khuyên ta nữa, các ngươi đi đi. Phong Phi Vân biết Ngư gia không thoát khỏi bóng ma trong lòng được, dùng cách tự hành hạ mình để lòng dễ chịu hơn, thế là hắn không khuyên thêm. Có lẽ chờ hôm nào Ngư gia suy nghĩ thông, tu vi lại tăng lên một bậc thang. Ánh mắt Mao Ô Quy gian xảo quét nhìn đám quỷ hồn cường giả bị nhốt. Chúng ta cứ đi ra quỷ tháp như thế này sẽ không chạy xa được, sẽ lại bị bắt về, tuyệt đối không thoát khỏi cửa quỷ môn thứ nhất. Phong Phi Vân cũng cười gian. Cửa quỷ môn thứ nhất, âm trầm tối tăm. Tám tế đài như tám ngọn núi đứng bên ngoài thiên địa quy tắc ngọc lâu. Vô thường quỷ chủ ngồi khoanh chân trên một tế đài, máu bốc cháy khắp người, sương mù bao phủ. Có ngàn vạn huyết hồn xoay quanh người vô thường quỷ chủ, bị hút vào cơ thể gã. Đầu tiên vô thường quỷ chủ bị quỷ thị tôn hoàng đánh trọng thương, chém quy thế, sau Ngư gia và Thanh Y hợp sức đánh gã lại bị thương, quỷ thể tan nát. Nếu nơi này không là cửa quỷ môn thứ nhất, có địa ngục khí liên miên bất tận thì vô thường quỷ chủ phải tu luyện mấy trăm năm mới dưỡng thương được. Một quỷ vương ngũ kiếp chui ra từ lòng đất, quỳ bên dưới tế đài. Nguy rồi! Đám quỷ hồn cường giả đã trốn ra khỏi quỷ tháp. Vô thường quỷ chủ mở bừng mắt ra, bắn thủy quang vạn trượng chiếu sáng nguyên cửa quỷ môn thứ nhất. Quả nhiên hướng quỷ tháp nổi mây đen mù mịt, quỷ hú thần gào. Trong quỷ tháp toàn nhốt siêu quỷ hồn cường giả, lúc còn sống bọn họ xưng hùng xưng bá, chết rồi quỷ hồn vẫn cực kỳ cường đại. Đám quỷ hồn cường giả bị thả ra, quỷ môn quan hỗn loạn. Bây giờ là lúc nữ thánh đại nhân nuốt hồn tu luyện.
là ai thả những quỷ hồn ra. Cơ thể vô thường quỷ chủ biến thành luồng gió âm chớp mắt xuất hiện bên trên quỷ tháp, quỷ thể khổng lồ cao 99 trước. Vô thường quỷ chủ lấy một quỷ lệnh ra, quát. Trở lại cho ta. Quỷ lệnh phát ra uy thế khiếp người, quyền thánh chỉ mở ra nhập vào thân thể mỗi quỷ hồn. Thoáng chốc các quỷ hồn cường giả bị đẩy vào quỷ tháp, chúng nó gào rú thê lương. Đương nhiên có một số quỷ hồn cường đại không sợ lực lượng quỷ lệnh, chúng nó hú dài. Một quỷ hồn yêu vương nói. Một khối quỷ lệnh mà muốn chấn áp bản vương, thật là người si nói mộng. Quỷ hồn yêu vương xông lên trời đánh vào quỷ lệnh. Mọi người cùng nhau xông lên, lao ra quỷ môn quan, trở về dương gian. Một số quỷ hồn cường giả bộc phát hồn lực vô cùng mạnh mẽ xông lên cao, cứng rắn chống lại vô thường quỷ chủ. Trong lúc bên ngoài quỷ tháp hỗn loạn, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả, Huyết Giao Âm trầm thốn ra khỏi mảnh đất này, lao nhanh đi quỷ môn quan. Phong Phi Vân dừng bước. Không đúng, không đúng, không thể đi quỷ môn quan. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Khi quỷ môn quan bị mở ra chắc chắn vô thường quỷ chủ sẽ phát hiện ngay. Với tu vi của hắn có thể chớp mắt chạy tới quỷ môn quan, chúng ta không trốn ra được. Huyết Giao lên tiếng. Đúng rồi, nhân vật như vô thường quỷ chủ chỉ có Thanh Liên nữ thánh mới thần phục được, người khác đến trước mặt hắn chỉ là nhãi nhép. Vô thường quỷ chủ ấn một ngón tay đủ đè bẹp chúng ta. Ầm 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 ầm. Quỷ tháp phát ra một chuỗi tiếng nổ. Đám quỷ hồn cường giả chống đối vô thường quỷ chủ bị chấn áp hết, bị đánh gào rú thê thảm. Một số quỷ hồn bị chấn áp đến mức hình thần đều diệt. Giọng vô thường quỷ chủ hùng hồn như thần sấm vang vọng khắp quỷ môn quan. Chỉ bằng vào chút tu vi của các ngươi cũng mơ xông ra quỷ môn quan. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đã thành quỷ thì hãy ngoan ngoãn làm quỷ đi. Các quỷ hồn nằm sấp dưới đất. Đây là thực lực của vô thường quỷ chủ, một bàn tay có thể đánh bại bán thánh. Sắc mặt Huyết Giao, Phong Phi Vân, Mao Ô Quy trắng bệch. Nếu đi quỷ môn quan thì chỉ có đường chết. Mao Ô Quy trầm ngâm nói. Thật ra có một con đường đi dương gian. Đường gì? Mao Ô Quy nói. Đây là một lỗ hổng bí ẩn trong địa ngục, ít ai biết. Đây là một nhân vật thái cổ siêu giỏi lấy đi một món đồ trong địa ngục tạo thành sơ hở, cho đến nay vẫn chưa vá lại được. Phong Phi Vân lòng máy động, chẳng lẽ Mao Ô Quy đang nói đến luân hồi chi ấn? Thái cổ thần phượng lấy đi luân hồi chi ấn từ địa ngục là chuyện rất bí ẩn, hiếm ai biết vậy mà Mao Ô Quy biết chuyện đó. Phong Phi Vân nói. Nhưng không ai biết lỗ hổng địa ngục kia nằm ở đâu. Ta biết. Mao Ô Quy nói. Ta từng đi con đường đó, cực kỳ nguy hiểm. Lần ấy ta chín chết một sống, 99-81 nạn, đấu trí ngoan cường, tinh thần sừng sững không ngã, kiên trì bao nhiêu trắc trở không sờn mới sống sót đi ra. Nếu không phải bị buộc hết cách thì ta không muốn đi con đường kia chút nào. Huyết Giao nghi ngờ nhìn con rùa trắng mặt dày vô sỉ. Ngươi đã đi qua. Mao Ô Quy xách đuôi Huyết Giao lên quất hai cái xuống đất, làm nó hộc máu. Mao Ô Quy la lên. Chết tiệt, nói sao thì lão phu từng lăn lộn trong khu vực này, thét ra sấm mửa ra sét. Có vẻ Mao Ô Quy thật sự biết lỗ hổng địa ngục, hắn dẫn Phong Phi Vân, Huyết Giao, Thánh Thực Quả chạy đi. Nghe Mao Ô Quy nói lỗ hổng kia tùy thời di chuyển, có khi nằm sâu trong địa ngục, đôi khi bay đến chín cửa quỷ môn quan, muốn tìm ra nó không dễ dàng. Cửa quỷ môn thứ nhất xảy ra hỗn loạn lớn, khi vô thường quỷ chủ biết Phong Phi Vân bỏ chạy chắc chắn sẽ phái đại quân quỷ binh đuổi theo bắt. Với tu vi của vô thường quỷ chủ không khó tính ra vị trí của cả đám. Bọn họ không thể ở lại cửa quỷ môn thứ nhất nữa. Phong Phi Vân bỏ trốn sâu vào quỷ môn quan, hắn mặc quỷ giáp. Có thể dễ dừng xuyên qua các quỷ quan. Đến ngày thứ 8 Phong Phi Vân đã ở trong cửa quỷ môn thứ 5. Nơi này tối tăm hơn cửa quỷ môn thứ nhất, lạnh lẽo hơn, âm khí nặng nề hơn, quỷ binh cũng mạnh hơn. Thường thấy một con quỷ vương lướt qua giấy lên sóng ngập trời, khí thế khiếp người. Phong Phi Vân núp trong một gian nhà quy cũ nát, biến mất là các địa ngục khí xuyên qua nhưng bị Phong Phi Vân dùng thánh vực ngăn cách, không thể đụng vào người bọn họ. Mao Ô Quy nằm trên bàn nói. Dù vô thường quỷ chủ biết chúng ta chạy trốn sâu trong quỷ môn quan cũng không dám dễ dàng đuổi theo. Chủ nhân cửa quỷ môn thứ 5 là một nhân vật siêu ghê gớm. Nhưng nếu Thanh Liên nữ thánh tu luyện xong, nàng căm hận phụ thân ngươi nhiều như thế, không chừng sẽ không tiếc trả giá đuổi theo.
cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi quỷ môn quan. Mao Ô Quy đang khắc quỷ văn, vừa giống chữ lại giống phù lục lại như bản đồ. Huyết Giao hỏi, vậy lỗ hổng địa ngục bao lâu mới bay đến nơi này? Phong Phi Vân nói, nơi này là cửa quỷ môn thứ 5, vị trí trung tâm quỷ môn quan, có xác suất rất lớn gặp lỗ hổng địa ngục. Bọn họ chờ trong cửa quỷ môn thứ 5 tận nửa tháng. Phong Phi Vân dùng đại diễn thuật vừa suy tính vừa đi ra cửa quỷ môn thứ 5, vào vùng hoang vắng đen kịt, núi quỷ chập trùng, ao xác khắp nơi, sông máu thi thủy chảy xiết. Quỷ binh trong quỷ môn quan cũng không dám đi ra ngoài cửa, chỗ đó có nhiều nguy hiểm chưa biết, sơ sẩy một cái là quỷ vương cũng sẽ chết. Phong Phi Vân lẩm bẩm, Luân Hồi Đạo, Thiên Thiếu Dương, Thiên Đô Nguyên Điểm. Mấy từ này là Mao Ô Quy dạy Phong Phi Vân. Về đạo suy tính thôi diễn thì Phong Phi Vân tu luyện đại diễn thuật lợi hại hơn Mao Ô Quy. Phong Phi Vân đi qua dãy núi quỷ, rừng quỷ khói đen. Phong Phi Vân nhìn sông thây đỏ như máu trước mặt, trên sông trôi nổi xác chết, xương trắng, mùi cực kỳ khó ngửi. Vẻ mặt Phong Phi Vân vui mừng nói. Chỗ này là Thiếu Dương Lộ. Phong Phi Vân lắc người biến thành cái bóng chớp mắt đã đứng ven sông. Mao Ô Quy theo sau lưng Phong Phi Vân, sốt ruột nói. Không còn nhiều thời gian, tối đa khoảng 10 phút sau lỗ hổng địa ngục sẽ đi qua từ Thiên Đô Nguyên Điểm. Tuy lỗ hổng địa ngục trôi nổi nhưng nó có quy luật, Phong Phi Vân đang tìm điểm tọa độ lỗ hổng địa ngục. Thiếu Dương Lộ, Thiên Đô Nguyên Điểm. Tay Phong Phi Vân ném ra 50 đốm sáng sắp xếp thành đại diễn la bàn, lại suy tính. Có kết quả rồi Phong Phi Vân đi lên thượng lưu sông xác. Đột nhiên trong sông dâng lên sóng cao mấy chục thước. Khí thế hung tợn âm u ập vào Phong Phi Vân đứng bên sông. Trong sông đỏ máu phát ra thanh âm kỳ lạ. Growl. Phong Phi Vân dừng bước nhìn sông máu, cánh tay phát ra vòng thánh quang. Phong Phi Vân đánh ra thủ ấn to lớn đánh bật sóng máu trở về. Sông máu yên lặng lại nhưng đáy sông vẫn phát ra tiếng vù vù. Là cái gì? Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm, một trường vừa rồi đủ đập chết quỷ vương nhưng không thể giết nó. Sắc mặt Mao Ô Quy mất tự nhiên dục. Chúng ta mau đi đi, chỗ này rất lạ, chắc đáy sông có phệ hồn trùng. Huyết Giao cười tâu. Thì ra là một con sâu. Growl. Nguyên sông máu tách ra, máu loãng bên trong dâng lên. Con phệ hồng trùng dài 8.000 thước bay lên từ đáy sông, người đầy vảy, có 3 đôi cánh thịt đỏ máu, không có mắt cũng không có tai, chỉ có cái mồm máu to, miệng toàn là răng như xúc tu. Đây mà là con sâu gì? Nó như thân hình rồng khổng lồ. Huyết Giao trợn to muốn rớt trong mắt, lắp bắp. Ngươi xác định này là con sâu. Con phệ hồng trùng lao xuống. Growl. Huyết Giao dù gì là yêu vương, trong người chảy huyết mạch thái cổ thánh yêu tộc. Huyết Giao hét to một tiếng. Giống cái đầu ngươi, bản vương sợ ngươi sao? Cơ thể Huyết Giao biến khổng lồ, to còn hơn con phệ hồng trùng gấp mấy chục lần, dài mấy trăm dặm. Huyết Giao nuốt con phệ hồng trùng vào bụng như ăn con sâu. Huyết Giao đứng thẳng người như một ngọn núi đỏ máu, cái đầu to lớn cúi xuống nhìn Phong Phi Vân và Mao Ô Quy, bộ dáng vênh váo. Các ngươi thấy chưa, đây mới là lực lượng thật sự của bản vương. Thánh Thực Quả trợn tròn mắt, một lúc sau nói. Con phệ hồng trùng sinh ra từ cắn nuốt vô số âm sát quỷ hồn, hình như không thể ăn. Cái gì, không nói sớm. À, bụng của ta đau quá. Má ơi, chắc sẽ không mọc con sâu trong bụng đi. Huyết Giao ủ rũ, nó như con cá chạy ôm bụng lăn lộn, gào rú kêu cha gọi mẹ. Phong Phi Vân hỏi. Nó không bị gì đi. Thánh Thực Quả trả lời. Trong bụng nó sẽ không mọc con sâu, dù sao Huyết Giao yêu tộc là thái cổ thánh yêu tộc, trời sinh khát máu, thường ăn sống sinh vật, năng lực tiêu hóa đứng đầu vạn tộc, dư sức tiêu hóa con phệ hồng trùng. Nhưng lực lượng âm sát trong con phệ hồng trùng cũng sẽ bị nó tiêu hóa, chắc sẽ đau bụng một thời gian. Chúng ta hãy mau đi tìm Thiên Đô Nguyên Điểm, không còn nhiều thời gian. Phong Phi Vân nói xong bước nhanh đi. Mao Ô Quy vác Huyết Giao gào rú trên lưng chạy nhanh đi. Huyết Giao ôm chặt cổ Mao Ô Quy, hôn mấy cái. Quy ra tốt quá, chờ ta khỏe lại chắc chắn sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Mao Ô Quy hét to. Bà nội nó. Ngươi còn dám hôn nữa có tin là lão phu ném ngươi vào sông. Chết tiệt, ngươi làm gì trên lưng ta? Huyết Giao nói. Bụng hơi khó chịu, yên tâm, rất nhanh sẽ xong. Sắp rồi. Tía nó, lại, đi lớn.
Phong Phi Vân tìm đến Thiên Đô nguyên điểm, nằm ở đoạn rộng nhất sông máu. Xác chết trôi trên mặt nước nhiều chất thành núi, phát ra mùi tanh gai mũi. Phong Phi Vân vui mừng nói. Rốt cuộc đuổi kịp. Phong Phi Vân biết sắp người trở về dương giới. Mao Ô Quy chạy tới nơi. Đây mới chỉ là bắt đầu, con đường này cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói chúng ta, dù là bán thánh đến cũng sẽ chết ở giữa đường. Trên mặt sông đột nhiên xuất hiện khe nứt không gian, mờ ảo gần như cùng màu với không khí. Chỉ có Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn là nhìn thấy khe nứt đó. Đến rồi. Khe nứt không gian bay rất nhanh, chớp mắt vượt qua sông máu. Là lúc này, Phong Phi Vân đi trước nhảy vào khe hở không gian, chân vừa bước vào đã bị lực lượng mạnh mẽ kéo người, rất khó giữ thăng bằng. Phong Phi Vân bị kéo xoay tròn, rơi xuống vực sâu. Mao Ô Quy, huyết dao, thánh thực quả nhảy vào khe hở không gian, chúng nó cũng bị lực lượng lôi kéo cơ thể sắp rách thành mấy mảnh. Thanh đồng cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền bay ra khỏi cơ thể Phong Phi Vân biến thành thân tàu khổng lồ, cổ xưa to lớn như thuyền của thần linh. Cơn gió xung quanh tuy dữ dội nhưng thanh đồng cổ thuyền vững vàng bay trong bão. Bùm! Phong Phi Vân đáp xuống thanh đồng cổ thuyền trước. Mao Ô Quy, huyết dao, thánh thực quả rớt xuống như mít rụng. Móng vuốt Mao Ô Quy vỗ thân tàu, ánh mắt tham lam nói. Chết tiệt, lần trước cũng vậy, lão phu suýt bị quỷ sát vong hồn phong treo cổ. A, con thuyền này không thể, có thể vượt qua quỷ sát vong hồn phong. Không chừng chúng ta sẽ bình an quay về dương gian. Sao có thể như vậy? Phong Phi Vân đứng ở đầu thanh đồng cổ thuyền nhìn cảnh tượng bên dưới. Phong Phi Vân hóa đá, mắt trợn to, cơ mặt cứng ngắc. Phong Phi Vân quá quen thuộc nơi này. Huyết dao cười to bảo. Các ngươi nhìn kìa, tiểu tử Phong Phi Vân sợ ngây người. Dù sao hắn còn trẻ, chưa trải qua sóng to gió lớn. Huyết dao đột nhiên biến sắc mặt. Ôm bụng vội chạy tới một góc thanh đồng cổ thuyền, ngồi xổm xuống, giải quyết. Phong Phi Vân không nghe thấy lời huyết dao nói, hắn nhìn chằm chằm phong cảnh bên dưới thanh đồng cổ thuyền, lẩm bẩm. Ta từng đến đây. Thanh đồng cổ thuyền lướt nhanh trong hắc ám nhưng không gian xung quanh quá lớn, thoạt trông tốc độ thanh đồng cổ thuyền rất chậm như con ốc sên bò trên vải đen. Cảnh tượng nơi này giống y như hoàng tuyền lộ mà Phượng Phi Vân đi. Phượng Phi Vân bị thanh đồng cổ thuyền va chạm ở Hoàng Tuyền Lộ, khi tỉnh lại thì dung hợp ký ức với Phong Phi Vân, thanh đồng cổ thuyền xuất hiện trong thân thể hắn. Mao Ô Quy nhìn bên dưới thanh đồng cổ thuyền, nói. Không thể nào, nơi này chính là Luân Hồi Lộ, nếu không phải Luân Hồi Chi Ấn bị người lấy cắp khiến địa ngục có lỗ hổng thì chúng ta tuyệt đối không vào được. Phong Phi Vân lặp lại. Luân Hồi Lộ. Mao Ô Quy nói. Đúng vậy, nhân quả kiếp trước. Luân hồi kiếp sau, chuyển thế đầu thai đi con đường này. Thánh thực quả hét to. Các ngươi nhìn kìa, đằng trước có người, thanh đồng cổ thuyền sắp đụng vào người ta. Đằng trước thanh đồng cổ thuyền quả nhiên có người, một nam nhân trẻ tuổi ơi đẹp trai đi trên luân hồi lộ. Thanh niên thấy thanh đồng cổ thuyền lao đến thì hết hồn, hét chói tai. Bùm! Tốc độ thanh đồng cổ thuyền quá mau, cuối cùng vẫn đụng phải thanh niên, đụng bay gã. Thánh thực quả nói, tiêu đời, gây vạ, đâm chết người. Phong Phi Vân ngừng thanh đồng cổ thuyền, đưa thanh niên bị đụng bay lên thuyền. Thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc nho sam gọn gàng sạch sẽ, mặt trắng không râu, nho nhã lịch thiệp như thầy giáo. Thanh niên đã xỉu, Mao Ô Quy sờ cằm. Tiểu tử này không đơn giản, có thể vào luân hồi lộ. Nhưng Mao Ô Quy lục tìm nửa ngày trên người thanh niên không mò được thứ đáng giá. Thánh thực quả nói, có lẽ là quỷ hồn vào luân hồi đi đầu thai. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, nơi này là khe hở luân hồi lộ, không phải luân hồi lộ chính quy. Tuy một số quỷ hồn sẽ vô tình rơi vào đây nhưng tuyệt đối không ngưng tụ ra quỷ thể chân thật được. Các ngươi nhìn đi, cơ thể hắn rắn chắc, không giống quỷ hồn. Nếu hắn không phải quỷ vương ngưng tụ ra quỷ thể thì đó là người sống. Mao Ô Quy nói, trên người tiểu tử này không có quỷ khí. Chẳng lẽ là người sống vô tình lạc vào luân hồi lộ? Mao Ô Quy lục lọi trên người nam nhân mấy bận nhưng chỉ tìm được một cây trúc bình thường, trong veo như nước không có mỡ màng gì cho Mao Ô Quy vớt phát. Phong Phi Vân nói, nếu là người sống thì càng đáng sợ hơn, có lẽ tu vi của hắn rất khủng bố, nếu không đã chẳng xông vào đây được. Huyết dao lại, xả, xong một đợt, bùn rùn đi tới.
ta thấy nên trói hắn lại đi, tránh cho hắn tỉnh dậy đại sát tứ phương, chúng ta không ngăn được. Mao Ô Quy cười nói. Chỉ bằng vào hắn, bị một chiếc thuyền đụng xỉu mà có nguy hiểm gì. Cuối cùng Mao Ô Quy, Huyết Dao vẫn lấy ra dây thừng trói tiên cột nam nhân vào lan can rỉ sắt. Không lâu sau thanh niên tỉnh dậy, thấy mình bị lột sạch đồ, người bị thừng trói tiên trói lại. Thanh niên biến sắc mặt, vùng vẫy dữ dội. Thanh niên la lên. Cứu mạng, có ai không, mau thả ta ra. Huyết Dao đi qua, hung tợn nạt nam nhân. La cái gì, còn la nữa có tin ta nhét phân vào miệng không? Nam nhân ngừng bật, sợ hãi mặt lúc trắng lúc đỏ. Nam nhân lắp bắp nói. Cá trạch ca, trả y phục cho ta được không? Tư sinh không lộ vai, thế này rất đồi phong bại tục. Cá trạch ca, bà nội nó, con mắt ngươi mọc ở đâu? Bản vương là thứ Giao vương của Huyết Dao yêu tộc. Giao vương, ngươi hiểu không? Ngoan ngoãn khai ra ngươi là ai? Nếu không nói rõ ràng thì... Ha ha ha, thấy cái đống bên kia không? Nam nhân nghiêng đầu nhìn một đống vàng trắng ở góc thanh đồng cổ thuyền, sợ hãi mặt trắng bệch. Nam nhân buồn nôn nói. Thấy, thấy rồi. Ngón tay Huyết Dao chỉ mình, bộ dáng hãnh diễn nói. Là ta xả. Nam nhân nịnh nọt. Lợi hại, lợi hại, khâm phục, khâm phục. Huyết Dao nói. Bây giờ thành thật khai đi, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Nam nhân nói. Ta là người thành thật. Nói thật cho lão tử. Nam tử nho nhã nói. Chúng ta là người có học thức, xin đừng nói tục. Mắt Huyết Dao lạnh lùng thò vuốt nhọn gác trên cổ nam nhân. Nam nhân sợ hãi run lẩy bẩy nói. Ta nói mà, ta tên, Tây Môn, suy. Huyết Dao giật mình kêu lên. Tây Môn Suy Tuyết. Cái tên bá khí quá, chắc không phải là đại nhân vật gì đi. Không phải, ngươi nghe lầm, là Tây Môn Suy Tiêu. Phải rồi, tiêu của ta đâu? Các ngươi có thấy tiêu của ta không? Tây Môn Suy Tiêu tìm kiếm trúc tiêu của mình. Thánh Thực Quả nhỏ giọng nói. Ta còn tưởng là Tây Môn Suy Suy. Mao Ô Quy nhìn chằm chằm cây tiêu trong tay. Tây Môn Suy Tiêu. Tây Môn Suy Tiêu rất quan tâm cây trúc tiêu, mắt nhìn chằm chằm tay Mao Ô Quy. Đúng vậy, bình thường tại hạ không có yêu thích gì, chỉ ham thổi tiêu. Ban ngày thổi, buổi tối thổi, ngồi trên ghế thổi, đứng trên núi thổi. Nếu nổi hứng thì sẽ xuống nước thổi. Hay ngươi trả tiêu cho ta đi, ta sẽ thổi một khúc cho các ngươi nghe. Nói đến tiêu làm Phong Phi Vân nhớ tới một người, đã lâu hắn không nghe tiếng tiêu. Phong Phi Vân nói, thả hắn ra đi, trả tiêu lại cho hắn, để hắn thổi một khúc cho chúng ta nghe. Tây Môn Suy Tiêu được thả ra, nhanh chóng mặc đồ vào, gài mỗi nút áo thật kỹ càng. Tây Môn Suy Tiêu nói, vị huynh đệ này hiểu lý lẽ nhất, không biết cao danh quý tánh là. Phong Phi Vân trả lời. Phong Phi Vân. Tây Môn Suy Tiêu chắp hai tay vào nhau, cười tâu. Thì ra là Phong Huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Phong Phi Vân nheo mắt nói. Ngươi biết tên của ta. Tây Môn Suy Tiêu thành thật trả lời. Không, chỉ là lời nịnh hót. Phong Phi Vân thở phào. Tuy bây giờ Phong Phi Vân khá nổi tiếng nhưng chưa khoa trương đến mức vang vọng đại giang Nam Bắc. Đa số tu sĩ nhân loại chưa từng nghe tên Phong Phi Vân. Dù hắn phá vỡ nguyền rủa bán yêu truyền khắp thiên hạ, nhưng ít ai biết bán yêu đó tên gọi Phong Phi Vân. Dù sao trừ vài người thông minh siêu đẳng ra những người khác không biết Phong Phi Vân tên gì. Tây Môn Suy Tiêu cầm trúc tiêu lưu luyến không buông tay, áo trắng bay bay, tiêu sái phong lưu, khí chất thay đổi. Tây Môn Suy Tiêu ngồi ở mũi thuyền thổi một khúc nhạc. Tây Môn Suy Tiêu không khoác lác, gã có tạo nghệ rất cao về âm luật. Tiếng tiêu ưu nhã như cơn gió thổi qua dãy núi, mùi lá cây thoang thoảng. Mao Ô Quy, Huyết Dao, Thánh Thực Quả chìm đắm trong tiếng tiêu, đôi khi cười to, có khi khóc lóc, ký ức sâu thẳm bị đánh thức. Hai tay Phong Phi Vân khoanh trước ngực đứng bên lan can thanh đồng cổ thuyền, người đứng thẳng tắp, trong đầu suy nghĩ nhiều người, nhiều chuyện. Phong Phi Vân toát ra bình tĩnh chưa từng có. Khi tiếng tiêu ngừng, Phong Phi Vân cảm giác lòng yên lặng hơn. Phong Phi Vân nói. Tiếng tiêu của ngươi rất bất phàm, người bình thường khó đến cảnh giới như vậy. Tây Môn Suy Tiêu rất thích người khác khen gã thổi tiêu hay, cười nói. Từ khi ta học thổi tiêu đến nay mỗi người đều nói ta có thiên phú về mặt này. Đương thời hiếm thấy ai có thể ngang hàng với ta, có thể nói là trước không người, sau không có ai.
ha ha ha, nhớ năm xưa ta phong mỹ thiên hạ, một khúc tiêu khiến bao nhiêu nữ nhân thanh lâu hét lên, say mê tai. Bọn họ giữ ta qua đêm, nói không cần trả tiền, ngược lại cho ta 10 vạn sâu tiền. Bọn họ quá xem thường Tây Môn suy tiêu ta đây, ta không phải loại người như thế. Sáng hôm sau rời giường, ta chỉ lấy 8 vạn sâu kim tiền. Ai, dù gì bọn họ dựa vào bán thịt kiếm tiền, toàn là tiền mồ hôi nước mắt. Sao ta có thể không biết ngượng lấy hết tiền, nên trừ lại chút ít cho bọn họ. Nghe Phong Phi Vân khen một câu Tây Môn suy tiêu không kiềm được đắc ý kể lịch sử phong lưu của mình. Ta nhớ mãi có một năm là mùa đông tuyết lớn bay đầy, ta một mình bỏ nhà đi lang thang. Khi rời khỏi nhà 200 dặm, ta phát hiện một chuyện rất quan trọng. Ta vội vã rời đi không mang theo tiền, ha ha ha, đừng vội, tiếng tiêu của ta vô địch, đủ bán nghề kiếm tiền nuôi sống mình. Ta đứng trên đường tuyết chất dày 3 thước thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng. Các ngươi đoán xem thế nào? Một thiên kim nhà giàu bị tiếng tiêu của ta làm mê mẩn, nàng mời ta về nhà thết đãi rượu thịt ngon, buổi tối giữ ta ở lại nhà nàng qua đêm, hôm sau khi ta đi nàng còn cho ta nhiều tiền, ây, đây chính là nhân phẩm. Mao Ô Quy hắng giọng. Ngươi xác định mình bán nghề, sao ta cảm thấy như đang bán thân? Nói nhảm, thiên hạ nào có người bán nghề không bán thân? Đây gọi là giao dịch. Các ngươi tuyệt đối đừng bị những nữ nhân thanh lâu dưới ngòi bút thư sinh lừa. Thư sinh có mấy đồng tiền. Những nữ nhân thanh lâu gặp bọn họ sẽ nói chính mình, bán nghệ không bán thân, cái gì bán nghệ không bán thân. Ảnh hưởng giá thị trường. Đám thư sinh ngốc còn tưởng rằng bọn họ thật sự thanh thuần thánh khiết, viết thơ văn tuyên truyền danh tiếng cho bọn họ, dẫn đến nhiều khách phong lưu có tiền có quyền. Chỉ cần cho đủ tiền thì bọn họ sẽ cởi quần cởi áo, giang hai chân kiếm tiền. Còn đám thư sinh, đang đau lòng cho cảnh ngộ bất hạnh của bọn họ, bị sự kiên cường bán nghệ không bán thân đánh động, ngày đêm trằn trọc. Tây Môn suy tiêu cười nói. Nên ta chỉ là người bán nghề, các ngươi đừng bao giờ hiểu lầm, con người ta rất có sĩ diện. Phong Phi Vân cười nói. Tiên sinh đại tài. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Nhưng ta quen một nữ nhân tạo nghệ âm luật trên cả thư sinh. Cái gì, trong thiên hạ có kỳ nữ như vậy? Phong huynh nhất định phải dẫn ta đi gặp, nếu có thể so cao thấp với nàng thì tại hạ chết cũng không tiếc. Biểu tình Tây Môn suy tiêu nghiêm túc, gã không tin trên đời này có người thổi tiếng hay hơn gã. Ánh mắt Phong Phi Vân sâu thẳm nhìn phía xa. Ta cũng rất muốn tìm nàng. Phong Phi Vân hỏi. Sao Tây Môn huynh xuất hiện ở đây? Tây Môn suy tiêu thở dài. Ta cũng không rõ, vốn đang đi trên chiến trường vạn tộc không hiểu sao rớt vào đây, chẳng biết chỗ này là đâu. Sao nhóm Phong huynh cũng ở đây? Chúng ta tình cờ đi ngang. Con người Phong Phi Vân co rút, lẩm bẩm. Chẳng lẽ trên chiến trường vạn tộc cũng có lỗ hổng? Thanh đồng cổ thuyền bay trong hắc ám không giới hạn, chẳng biết sẽ đến đâu, con đường phía trước mịt mờ. Đột nhiên có một ngày đằng trước sáng rỡ, ánh sáng đỏ như máu, chói mắt người, như bầu trời đỏ rực. Phong Phi Vân đang tu luyện bỗng đứng bật dậy nhìn đằng trước. Cảm nhận có linh khí rực cháy từ trên khung trời trút xuống như thác. Phong Phi Vân vui mừng nói. Không lẽ đây là lối ra luân hồi lộ? Có linh khí đương nhiên là đường quay về dương gian. Mao Ô Quy sợ hãi nói. Không, không thể ra từ đây. Nơi này chỉ là một lỗ hổng, rất có thể bên ngoài là vùng đất sát phạt vô cùng nguy hiểm. Năm xưa ta đi ngang qua đây, cho rằng cuối luân hồi lộ. Nhưng ta mới chạy ra thì bị một đám sinh vật lạ giết về. Nếu ta không chạy nhanh thì đã mất mạng. Tây Môn suy tiêu nói. Ta rớt từ chỗ này, bên ngoài là mảnh đất giết chóc nguy hiểm trong chiến trường vạn tộc, thuộc về chiến trường cao đẳng nhất. Chí cường các tộc hỗn chiến, nếu bị bọn họ phát hiện tung tích của chúng ta chắc chắn khó thoát chết. Phong Phi Vân ngước nhìn mây đỏ trên bầu trời, mơ hồ thấy khí túc sát, hơi thở vài cường giả khuếch tán làm người run sợ. Nghĩ cái gì là đến cái đó? Hai bóng người từ trên trời rớt xuống, bọn họ vừa đánh vừa rơi xuống, va chạm mỗi kích gây sóng to gió lớn. Một yêu vương đằng xà yêu tộc cầm thanh chiến kiếm hai lưỡi, mặc áo giáp đỏ rực chém bay đầu cường giả Tuyết Minh Thụ yêu tộc. Tư Lan Thanh, ngươi nghĩ chạy đến chỗ quỷ quái này sẽ thoát chết sao? Hôm nay bản vương muốn giết ngươi, bằm xác ngươi ra. Cường giả Tuyết Minh Thụ yêu tộc chỉ còn một cái đầu nhưng sự sống chưa đứt, định bỏ chạy. Ngươi đừng hòng. Đằng xà yêu vương cười nanh chanh, biến thành con rắn có đôi cánh, gió tanh nổi lên bốn phía.
đằng xà yêu vương há mồm máu nuốt đầu cường giả Tuyết Minh Thụ yêu tộc. Bộp bộp, cái đầu bị nuốt. Cửa quỷ môn thứ 5 phát ra một tiếng hét thảm, cuối cùng ngừng bặt, gã không còn sức la. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu đứng trên thanh đồng cổ thuyền phía xa nhìn phép tắc rừng rậm đấp máu, người chết ta sống, người ăn ta chết. Tây Môn Suy Tiêu run run lùi một bước. Đây là một yêu vương, hay chúng ta lùi lại đi. Phong Phi Vân ra lệnh. Sợ là không được, hắn đã phát hiện chúng ta, sẵn sàng chiến đấu. Đằng xà yêu vương đã thấy nhóm Phong Phi Vân, lại biến thành hình người. Đằng xà yêu vương liếc thanh đồng cổ thuyền, bay lên bên trên thuyền cổ, khinh thường nhìn Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu. Đằng xà yêu vương nói. Thì ra là hai nhân tộc nhỏ yếu, để lại thanh đồng cổ thuyền dưới thân các ngươi, bản vương cho các ngươi toàn thây. Ánh mắt đằng xà yêu vương sắc bén, nhìn thấu thanh đồng cổ thuyền thần dị, chắc chắn là vô thượng chí bảo nên nó mới động tâm. Đằng xà yêu vương cầm thanh kiếm hai lưỡi, mắt hổ bắn ra tia sáng lạnh khiếp người, phát ra tiếng cười chói tai. Không ngờ truy sát Tư Lan Thanh tiến vào hố luyện thi chiến trường vạn tộc tình cờ gặp báu vật thế này, đúng là ông trời thương ta. Tây Môn Suy Tiêu sợ hãi mặt trắng bệch, liên tục thụt lùi, co do cùng Mao Ô Quy, thánh thực quả trong góc thuyền. Hố luyện thi. Phong Phi Vân giật mình, trong chiến trường vạn tộc, chỗ này bị xem là hố luyện thi. Mỗi ngày trong chiến trường vạn tộc có mấy ức vạn tu sĩ chết trận, nhiều xác chết cần được dọn dẹp nên có cách nói hố luyện thi, chuyên môn thiêu xác không được ai nhận lãnh. Loại hố luyện thi này thường đặt ở một số nơi đặc biệt như khe nứt không gian, lỗ hổng thiên thế, mảnh đất cấm kỵ. Dùng lực lượng thiên địa tiêu diệt máu thịt, linh hồn của xác chết. Mao Ô Quy lẩm bẩm. Bà nội nó, thì ra là hố luyện thi trong chiến trường vạn tộc, hèn gì năm xưa khi ta bỏ ra có nhiều tu sĩ la xác chết vùng dậy. Đằng xà yêu vương thấy nhân loại nhỏ yếu bên dưới không thèm nghe lọt tai lời cảnh cáo thì rất giận, người toát ra khói đen, có yêu khí và chướng khí. Đằng xà yêu vương quát. Xem ra các ngươi không biết điều, vậy bản vương đành tự mình ra tay. Đằng xà yêu vương hét to một tiếng, cơ thể biến thành con rắn khổng lồ mọc đôi cánh. Miệng to phun ra khói độc máu tanh làm người buồn nôn. Đằng xà yêu vương thè lưỡi đỏ sậm, nhen nhanh dài ba thước. Growl. Chán con rắn có dấu tia chớp, tia điện bắn ra từ dấu tia chớp bao phủ thân thể con rắn. Nó như biến thành quả cầu sét to lớn. Phong Phi Vân rất là bình tĩnh, ngước đầu lên, lạnh nhạt nói. Ngươi đi đi, ta không muốn chém ngươi. Quá ngông cuồng, một nhân loại trẻ tuổi dám nói câu đó với yêu vương. Đây là khiêu chiến tôn nghiêm của yêu vương. Trong người đằng xà yêu vương bộc phát ra khí thế như nước lũ đủ hù sợ hiền giả vũ hóa cảnh rút lui, lực lượng quá kinh khủng. Đằng xà yêu vương quát to. Đáng ghét, nhân loại, ngươi sẽ chịu trách nhiệm lời mình nói. Phong Phi Vân thản nhiên nói. Ta thường chỉ chịu trách nhiệm với nữ nhân. Growl. Đằng xà yêu vương tức điên, cơ thể càng lúc càng đỏ thẫm, miệng phun ra lửa nóng cháy như con rồng lửa. Nếu ngươi đã tự tìm chết thì không thể trách ta, Phượng Hoàng Liệt Thiên. Phong Phi Vân vươn một cánh tay ra, đẩy mạnh, bàn tay biến thành vuốt rồng, móng vuốt có vảy lửa, sắc bén như đao. Móng vuốt xé một khối cánh thịt của đằng xà yêu vương, máu đỏ chảy ra. Lửa của đằng xà yêu vương không thể tổn thương một cọng tóc của Phong Phi Vân. Đằng xà yêu vương hét thảm. Growl. Máu chảy từ lưng xuống như thác đổ. Tây Môn Suy Tiêu trợn to mắt nói. Qua, Phong huynh mạnh quá, tuổi còn trẻ mà có thể một vuốt xé cánh yêu vương ra. Chiến tích như vậy nếu được truyền về quốc gia nhân loại chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Mao Ô Quy nói, chỉ là một quỷ hồn nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Huyết Giao nhìn máu tuôn ra từ lưng đằng xà yêu vương, nó liếm môi. Huyết Giao lao lên hét to một tiếng. Để ta đến. Huyết Giao bay nhanh đi, biến thành con dao to đỏ thắm. Khổng lồ hơn thân thể đằng xà yêu vương gấp mấy chục lần. Huyết Giao như dãy núi đỏ máu. Đằng xà yêu vương bị yêu khí khổng lồ ập vào mặt chấn nhiếp, thấy con dao đỏ rực thì sợ hãi run rẩy. Đằng xà yêu vương lắp bắp. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Đằng xà yêu vương muốn chạy trốn nhưng bị Huyết Giao nuốt vào bụng. Huyết Giao lại vênh váo. Ha 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 ha. Đám người bình thường các ngươi nhìn thấy chưa? Trước mặt yêu vương thái cổ thánh yêu tộc thì yêu vương yêu tộc khác chỉ là cặn bã. Thánh thực quả ngây người nửa ngày, mở miệng nói. Đằng xà là loài rắn ăn độc,
đằng xa đẳng cấp yêu vương trong người có độc tốt cực mạnh. Dường như, không ăn được. Huyết Giao gào thét. Cái gì, sao ngươi không nói sớm? Bụng của ta, má ơi! Huyết Giao ôm bụng chạy về thanh đồng cổ thuyền, lăn lộn trên sàn thùa, đau chết đi sống lại. Tiếng kêu gào khó nghe hơn heo bị thọc tiết. Phong Phi Vân lắc đầu nguầy nguậy, Huyết Giao đúng là tham ăn. Đầu tiên Huyết Giao ăn con vệ hồng trùng, giờ ăn một con đằng xà. Nếu là tu sĩ thì đã chết từ lâu, may mắn nó là Huyết Giao yêu tộc, năng lực tiêu hóa số một vạn tộc nên chỉ bị tiêu chảy. Phong Phi Vân nhìn đằng trước, mây máu cuồn cuộn, xác rơi lộp độp. Thỉnh thoảng có sinh vật bị đẩy xuống rồi bị máu loãng của các cường giả luyện chết. Con đường tiếp theo không dễ đi. Phong Phi Vân cất thanh đồng cổ thuyền, lưng mọc đôi cánh phượng hoàng bay lượn. Thể tích thanh đồng cổ thuyền quá to, rất có thể bị cường giả trong chiến trường vạn tộc phát hiện. Nếu gặp cường giả đẳng cấp thánh hiền giả thì rắc rối to. Mao Ô Quy, thánh thực quả, Huyết Giao theo sát Phong Phi Vân, xuyên qua các biển xác chết. Thỉnh thoảng có âm hồn cường đại bay ra công kích đám người. Tay Phong Phi Vân nâng thiên nhất quỷ bình hút hết các âm hồn, bình tĩnh ung dung đi trong núi thây biển máu. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao Tây Môn Huynh không đi chiến trường vạn tộc mà theo chúng ta? Phong Phi Vân khá cảnh giác với nam nhân tự xưng là Tây Môn Suy Tiêu. Nam nhân có thể xuất hiện trên chiến trường vạn tộc tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, huống chi Tây Môn Suy Tiêu nhảy vào hố luyện thi. Tây Môn Suy Tiêu bị người đẩy xuống hố luyện thi hay cố ý nhảy vào? Nếu Tây Môn Suy Tiêu cố ý nhảy vào hố luyện thi, vậy gã có mục đích gì? Không lẽ Tây Môn Suy Tiêu biết con đường này chính là luân hồi lộ? Tây Môn Suy Tiêu mở miệng nói. Tu vi mèo quào như ta làm sao dám đi chiến trường vạn tộc? Chỗ đó được gọi là mộ địa của cường giả. Ta đi theo các ngươi là tốt nhất. Ha ha ha, ta cứ thấy rất có duyên với các ngươi. Vậy Tây Môn Huynh hãy cẩn thận, con đường này không chừng nguy hiểm hơn cả chiến trường vạn tộc. Phong Phi Vân ung dung đi đằng trước nhất, tay nâng thiên nhất quỷ bình. Tay kia cầm thiên tủy binh đàm đánh sụp một đống xác chất tành núi cao. Các xác chết lăn xuống lộ ra con đường xám xịt. Bọn họ đi vào con đường màu xám, trước mắt xuất hiện các khối bia mộ. Những mộ bia khổng lồ, mỗi khối to như vách đá, kèm theo khí âm hàn khiếp người. Mỗi cách mấy chục dặm sẽ dựng một tấm bia đá, đưa mắt nhìn toàn là bia văn. Một số cắm rễ dưới đất, một số nằm trên đỉnh núi, có lơ lửng trong không trung. Mỗi khối bia đối ứng một ngôi mộ. Phong Phi Vân đến trước mộ bên ao đỏ, ngước lên nhìn. Tấm bia mộ khắc Phật văn báu vật hùng hồn. Mộ Diêm Vương. Nơi này ở trên luân hồi lộ, bí ẩn mà quái dị. Đây cũng là hố luyện thi trong chiến trường vạn tộc. Cách hố luyện thi không xa có một ngôi mộ siêu to lớn, khắp nơi là mộ bia khắc tên các cường giả. Chỗ này âm khí lượn lờ, quỷ vụ đằng đằng. Trên một số ngôi mộ to có dấu đỏ như lỗ tia người. Phong Phi Vân đứng trước ngôi mộ, bia mộ như vách đá khắc Phật văn, Phật lý đan xen chứa lực lượng thánh khiết quang huy trấn áp khí thi tả xung quanh. Lực lượng này làm Phong Phi Vân thấy quen thuộc. Mao Ô Quy bỏ tới gần nhìn Phật văn trên bia mộ, khó tin nói. Mộ Diêm Vương, năm xưa ta đi qua đây không thấy ngôi mộ này. Mao Ô Quy cũng biết Diêm Vương, cho nên nó mới giật mình. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu vui sướng nói. Đồn rằng hơn một vạn năm trước ba vương giả giới âm phủ bị một vị cao tăng Phật môn truy sát đến chiến trường vạn tộc, giết ba vương giả, một trong số đó là Diêm Vương. Thì ra tất cả là thật, có thật, đây là nơi ba vương giả vùi thây, chắc cao tăng Phật môn đã chôn bọn họ ở đây. Tây Môn Suy Tiêu rất kích động, rất nhanh gã tìm được gần đó có một sở giang vương, chuyển luân vương. Hai bia mộ khổng lồ cũng khắc Phật văn, nét bút cùng một vị Phật giả. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Trên bia có hơi thở kim tàm kinh, chẳng lẽ vị Phật giả giết ba vương là Phật tàm tử tiền bối? Cánh tay Phong Phi Vân ấn trên bia mộ, năm ngón tay toát ra hoa văn vàng cộng minh với Phật văn trên bia mộ. Phật tàm tử tiền bối đã từng đến nơi này. Phong Phi Vân thầm vui vẻ, dù sao hắn tu luyện kim tàm kinh, xem như đệ tử cách đời của Phật tàm tử. Bên tai Phong Phi Vân nghe tiếng kinh kêu, là giọng của Tây Môn Suy Tiêu. Trời! Sao bên cạnh huyệt có một cái hố to? Chẳng lẽ tử thi bị chôn mộ lại bò ra? Ra đầu Tây Môn Suy Tiêu tê dại nhìn cái hố đen thui trên mộ Diêm Vương, chân run như cầy sấy. Phong Phi Vân bay đến ngôi mộ Diêm Vương, quả nhiên thấy cái lỗ đen thẳng xuống huyệt, tà khí ẩm trầm bám miệng lỗ.
Trong huyệt có lực lượng nuốt linh hồn người, nhưng ngôi mộ đã trống trơn. Hiểu rồi, hơn một vạn năm trước Diêm Vương chỉ có một nửa thân tàn chạy trốn đến Thần Tấn Vương Triều, nửa thân xác bị trấn áp trong bia mộ mãi đến mấy năm trước mới thoát khốn. Miệng lỗ còn dính chút bùn đất mới, hiển nhiên Diêm Vương vừa thoát khốn không lâu. Mao Ô Quy nhìn tấm bia, cười trong sáng. Tu vi của Phật Tàm Tử thật lợi hại, chỉ dựng một khối bia, viết mấy chữ trên bia đã giam Diêm Vương hơn một vạn năm. Trong bụng Mao Ô Quy định lấy luôn tấm bia. Phật văn trên bia mộ chứa Phật lực cường đại, chữ do Phật Tàm Tử tự mình cảm ngộ Phật ý khắc ra, in dấu tinh thần tu luyện của Phật Tàm Tử. Tu vi của Phật Tàm Tử tuy chưa đến cảnh giới thánh linh nhưng chắc cũng đã rất gần. Phật Tàm Tử viết chữ là vật báu vô giá, đủ mua một đại giới. Nhiều người muốn tham ngộ cảnh giới thánh linh sẽ bỏ giá cao mua. Mao Ô Quy thò hai móng vuốt định bứng mộ bia lên nhưng bị một Phật văn chém vào đầu, bị ném bay ra ngoài. Mao Ô Quy choáng váng u tai, mắt nổ đom đóm. Mao Ô Quy sờ đầu nhức nhối. Bà nội nó, lão lừa chọc bày cấm chế trên bia mộ. Phong Phi Vân chuyển đến trước huyệt Chuyển Luân Vương cũng thấy một cái lỗ to, trong huyệt trống trơn. Chuyển Luân Vương đã chạy thoát. Điều này không ngoài ý muốn của Phong Phi Vân, dù sao hắn đã gặp Chuyển Luân Vương và luyện hóa thành con rối. Tây Môn Suy Tiêu kêu lên. Ủa, sao ngôi mộ của Sở Giang Vương hoàn hảo không tổn hao gì? Xem ra Sở Giang Vương bị trấn áp trong huyệt đã chết hẳn. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn định nhìn xem Sở Giang Vương có chết trong huyệt thật chưa. Nhưng từ huyệt truyền ra âm khí hung dữ bắn ngược về lực lượng Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Phong Phi Vân liên tục thụt lùi mấy chục trượng, mặt trắng bệch hét to. Mọi người mau lùi lại, Sở Giang Vương chưa chết hẳn. Ầm 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 ầm. Trong huyệt Sở Giang Vương phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đất đai mấy trăm dặm rung bần bật, ngôi mộ to lớn lắc lư tùy thời ngã xuống. Bia mộ phát ra Phật quang chói mắt, bộc phát tiếng phản âm Phật thanh, như có vạn Phật đang tụng niệm. Nhưng lực lượng trong huyệt siêu mạnh, làm mộ nứt giản. Trong mộ phát ra tiếng cười khàn đục, thanh âm cực kỳ chói tai như quỷ gài cười âm hiểm. Lực lượng kinh khủng thổi quét mộ địa xung quanh. Trong các ngôi mộ lớn cũng chúng ta thanh âm kỳ lạ, như thể tử thi bị chôn vùi định sống lại. Nguy rồi, nơi này là luân hồi lộ, những tử thi chôn tại đây sẽ được chút luân hồi chi khí bổ dưỡng. Không chừng sẽ sống lại thật. Mao Ô Quy, thánh thực quả, huyết dao chạy nhanh ra xa. Nhưng trong hư không tự động hình thành vòng xoáy khổng lồ kéo chúng nó trở về. Phong Phi Vân vọt lên cao, đáp xuống trên bia mộ Sở Giang Vương, chân đạp mạnh xuống mộ. Đã chết rồi còn dám chạy ra. Phong Phi Vân phát ra muôn vàn lũ Phật quang nối liền với chữ Phật trên bia mộ, trấn áp chặt chẽ tử khí trong huyệt. Trong huyệt phát ra tiếng gầm như người như quỷ. Ground. Mặt đất lại nứt giản, từng đợt thi khí phát tán từ khe nứt, ăn mòn Phật khí trên bia mộ. Mặc dù bia mộ khắc chữ Phật Tàm Tử để lại nhưng dù sao đã qua hơn một vạn năm, Phật lực sói mòn nhiều, không thể trấn áp lão tà như Sở Giang Vương. Phong Phi Vân biến sắc mặt, vội bay lên. Ngay khi bàn chân Phong Phi Vân rời khỏi mộ bia thì trên mộ lan tràn vết nứt như mạng nhện kéo dài lên cao. Bùm! Mộ bia cao cỡ vách đá tan vỡ, Phật văn vỡ vụn. Trong huyệt truyền ra tiếng cười âm trầm. Ha 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 ha. Phật Tàm Tử, người trấn áp bản vương một vạn năm, hiện tại bản vương đi ra, người chờ xem bản vương đổ diệt Phật tu trong thiên hạ đi. Mộ địa rung lắc bần bật. Ầm 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 ầm. Vết nứt trên huyệt không ngừng biến to, vị trí chính giữa sụp xuống lộ ra cái hố to đen đường kính 10 thước. Trong hố chôn một quan tài sắt, có vô số Phật văn lượn lờ bên trên quan tài. Bùm 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 bùm. Trong quan tài sắt phát ra tiếng va chạm kịch liệt, mỗi lần va chạm là Phật văn trên quan tài sắt lóe một lần, mặt đất sẽ run rẩy theo. Ầm. Nắp quan tài sắt bị mở ra, bên trong bắn ra ánh sáng đen chói mắt, khí âm hàn phát tán đóng băng vạn dặm. Bản vương thoát khốn, Phật Tàm Tử, tiếp theo là ngày chết của ngươi. Trong quan tài nằm cái xác cháy khét đen, cơ bắp co rút, y phục rách dưới, mùi xác chết hôi gay mũi. Thây khô đáng sợ khủng bố. Miệng thây khô phun ra từng đợt tử khí màu xám tràn ngập không gian xung quanh, dính phải lũ tử khí này biến đất bùn cũng khét đen. Bốp! Khối băng vỡ ra. Phong Phi Vân đi ra từ băng giá, nhúc nhích xương chân, than thở. Khí lạnh thật lợi hại, Sở Giang Vương tiền bối không uổng là một trong 10 thiên tử giới âm phủ.
Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả, Huyết Giao, Tây Môn Suy Tiêu cũng bị đóng băng trong thi hàn khí, không thể nhúc nhích, như pho tượng băng. Cái xác khô trong quan sát sát chợt mở mắt ra, con người bị mí mắt héo rút phủ lên, trong mắt bị ăn mòn một nửa, thoạt nhìn như bị sâu cắn. Giọng Sở Giang Vương lạnh lùng nói. Tiểu quỷ, ngươi là ai mà dám gọi tên của bản vương? Phong Phi Vân đi hướng huyệt mộ, cười nói. Ta và Diêm Vương, Chuyển Luân Vương tiền bối là người quen cũ, nên cũng biết Sở Giang Vương tiền bối. Ngươi quen bọn họ. Thây khô nằm trong quan tài sắt không nhúc nhích, giọng nói tăng phần cảnh giác. Phong Phi Vân cười gật đầu, nói. Danh tiếng của tiền bối vang vọng trong các trung ương vương triều, không ai không biết, không ai không hiểu. Nhưng tiền bối đã phá áp chế Phật Văn rồi tại sao vẫn nằm bên trong? Phong Phi Vân cảm thấy mới rồi Sở Giang Vương đã phá được cấm chế Phật Văn của Phật Tàm Tử nhưng đã bị ức chế quá lâu, lực lượng trong cơ thể sói mòn nhiều. Trước khi Sở Giang Vương phục hồi nguyên khí sẽ rất khó ra khỏi quan tài. Nhưng trước mặt Phong Phi Vân là Sở Giang Vương, nhân vật khiến đám tước gia Trung ương Vương Triều thứ 6 nghe tiếng sợ vỡ mất, phải chú ý cẩn thận nếu không hôm nay hắn sẽ nằm xuống tại đây. Thây khô trong quan tài sắt cười khẩy nói. Khục khục, tiểu quỷ, ngươi muốn làm gì? Cơ thể thây khô tự động sinh ra khí âm hàn, hơi thở cực kỳ đáng sợ, mạnh hơn đằng xả yêu vương gấp mấy chục lần. Biểu tình Phong Phi Vân càng lúc càng nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn giới thiệu hai bằng hữu cũ cho tiền bối quen. Phong Phi Vân nhanh như chớp vung hai giới linh thạch. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương cùng bay ra, gã tiếng hú dài lao vào trong huyệt của Sở Giang Vương. Khí thế sét đánh không kịp bưng tai công kích Sở Giang Vương. Biết ngay tiểu tử nhà ngươi không có ý tốt. Băng dày bao bọc quan tài sắt bay lên cao, phát ra ánh sáng đen chói mắt chân áp Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương có đầu Kỳ Lân, người bốc cháy lửa, hai tay chân thô cỡ thùng nước, nâng quan tài sắt lên. Địa ngục Diêm La có ba đầu sáu tay, đấm vào quan tài sắt đánh bay ra ngoài. Bùm! Quan tài sắt bay ra đập xuống đất, cát bụi bay lên. Nửa quan tài lún xuống đất. Thây khô trong quan tài kinh kêu. Diêm Vương, Chuyển Luân Vương, các ngươi. Phong Phi Vân lấy bát quái đạo ấn ra ngắm nghía trong lòng bàn tay, từng bước đến gần quan tài sắt. Phong Phi Vân trầm giọng nói. Bọn họ đều bị ta tế luyện thành con rối. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Quan tài sắt rung bần bần, các lỗ tử khí lan tràn. Thây khô không tin vào lỗ tai mình. Hai vương giả ngang hàng với nó bị một tiểu quỷ tế luyện thành con rối. Giống như nằm mơ giữa ban ngày. Sở Giang Vương tuyệt đối không tin Diêm Vương, Chuyển Luân Vương bị một người trẻ tuổi tế luyện. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Ta và giới âm phủ có thù không đội trời chung. Cánh tay Phong Phi Vân toát ra khí thánh linh đánh bát quái đạo ấn ra ngoài, bộc phát hai luồng khí âm dương trắng đen. Trên đạo ấn toát ra lực lượng làm người ta nghẹt thở đè hướng quan tài sắt. Đây là linh khí thập ngũ phẩm, xem như đẳng cấp cao nhất, uy lực cực kỳ đáng sợ. Nhiều mộ bia xung quanh bị đánh nát, tốc lên. Tiểu quỷ, ngươi còn quá non. Trong quan tài sắt bay ra mấy ngàn xúc tu đen hình thành mấy ngàn tay quỷ. Bàn tay quỷ ở trên cao thành hình trăng, hình mặt trời đánh bay bát quái đạo ấn sau đó đè xuống Phong Phi Vân. Có thể đánh bay linh khí thập ngũ phẩm, từ đó thấy được thần thông của Sở Giang Vương kinh khủng cỡ nào. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, dưới chân hình thành một tòa sen Phật 72 phẩm, lưng hiện vòng Phật quang minh thánh khiết. Có vô số kim tàm quay quanh người Phong Phi Vân, phát ra tiếng Phật vạn Phật triều tông. Càn khôn trưởng ấn thiên địa. Bàn tay Phong Phi Vân nhìn như nhỏ nhưng lại như bao la vô tận. Bàn tay nâng một mảnh thế giới, đè quan tài sắt bên dưới. Ngươi cũng tu luyện kim tàm kinh, thì ra ngươi là đệ tử của Phật Tàm Tử. Ha ha ha. Là hắn kêu ngươi đến đây xóa sổ chúng ta hoàn toàn đúng không? Quan tài sắt rung bần bật, bên trong phát ra thanh âm hận thù, chứa oán khí đậm đặc. Sở Giang Vương muốn bay ra khỏi quan tài sắt. Phong Phi Vân trấn áp quan tài sắt gắt gao, nói. Đúng thì sao, không phải thì sao? Ha 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 ha. Phật Tàm Tử cho rằng phái một đệ tử đến là có thể trấn áp bản vương. Đã quá xem thường bản vương. Nhưng Phật Tàm Tử tặng món quà lớn đến tất nhiên bản vương sẽ nhận, bát nguyệt kiếm, phá cho ta. Trong quan tài sắt bay ra một luồng sáng cực kỳ chói mắt, sáng như sao. Càn khôn trưởng ấn thiên địa bị tia sáng đâm thủng. Nếu người có ánh mắt sắc bén sẽ thấy đốm sáng bao bọc thanh ma kiếm hình nửa vầng trăng,
như lưỡi hái của tử thần. Kiếm khí thật mạnh. Con người Phong Phi Vân co rút, cảm giác kiếm ý thấu xương bay đến, bị kiếm khí vừa sắc bén vừa tà khí trùng kích, thân thể thụt lùi nhanh ra sau. Con người Phong Phi Vân rực cháy ngọn lửa nhìn kiếm phong nửa vầng trăng từ trên trời lao nhanh xuống. Bát quái đạo ấn. Phong Phi Vân triệu hoán bát quái đạo ấn biến thành tấm thuẫn hình thành qua luân trắng đen trước mặt. Nhưng lực lượng bán nguyệt kiếm đánh lùi liên tục, thân thể gần như bay lên. Phong Phi Vân xoay tròn 720 độ, hắn như con quay. Cuối cùng Phong Phi Vân đứng trên khối bia mộ cách mấy trăm dặm, cổ có một vệt máu. Tử khí từ bán nguyệt kiếm dọc theo vết thương xâm nhập vào cơ thể, Phong Phi Vân dùng khí thánh linh bài trừ ra. Rất nhanh vết thương khép lại. Không uổng là một trong 10 vương giả giới âm phủ, dù Sở Giang Vương bị trấn áp hơn 1 vạn năm vẫn rất cường đại. Sở Giang Vương khác với chuyển luân vương ở chỗ khi ấy chuyển luân vương chỉ còn lại một lũ hồn, mượn thân hình Cố Bát thiếu gia, không thể phát huy hết lực lượng nên mới bị thánh thực quả đụng tàn. Nếu Sở Giang Vương có cơ thể, tinh hồn của mình thì Phong Phi Vân gặp gỡ chỉ có đường chạy trốn, không thể luyện hồn Sở Giang Vương thành con rối. Sở Giang Vương, Diêm Vương, chuyển luân vương dù gì là vương giả lâu năm, xưng hùng một giới. Phong Phi Vân so với 3 người còn quá trẻ. Hiện giờ Sở Giang Vương chỉ vì chưa phục hồi lực lượng trong người, chờ gã đến thời kỳ đỉnh thì một bàn tay đủ sấn chết Phong Phi Vân. Đó mới là lực lượng thật sự của Sở Giang Vương. Vù 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 vù. Bán nguyệt kiếm bay về bên trên quan tài sắt, xoay tít. Thây khô trong quan tài sắt phát ra sức hút thu thi khí, âm khí, quỷ khí trong bãi tha ma và thân thể mình. Dùng mắt thường cũng có thể thấy khí lưu trong không khí. Làn da khô héo, bị hoại tử chậm rãi co giãn, thân thể đầy đặn, tóc lưa thưa trên sọ não mọc dài ra, khuôn mặt hõm xuống lại phồng lên. Phong Phi Vân sẽ không cho Sở Giang Vương cơ thể sống lại, hắn lấy tam vị chân hỏa lô ra biến to mấy trăm trượng. Huyền văn trên lô đỉnh lộ ra, nóng hổi, lửa đốt trời, chiếu sáng bãi tha ma âm u. Như dưới trời chiều, dòng sông đỏ máu bên trên nghĩa trang. Bùm 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 bùm. Tam vị chân hỏa lô đốt hòa tan mặt đất bị thi hàn khí đóng băng, Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả, Huyết Giao, Tây Môn Suy Tiêu Giã Đông. Cơ thể bọn họ bị đông lạnh nhăn nhúm, biểu tình khác nhau, có chố mắt líu lưỡi, có méo miệng thè lưỡi. Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả, Huyết Giao, Tây Môn Suy Tiêu bị đông cứng ngắc, nửa ngày chưa mềm được, vẫn đứng im không nhúc nhích. Ầm, tay Phong Phi Vân nâng chân tam vị chân hỏa lô, bay lướt qua không khí đập tam vị chân hỏa lô mạnh xuống quan tài sắt. Sở Giang Vương đang hấp thu âm khí hồi phục lực lượng cơ thể nhanh chóng co rút lại, bị tam vị chân hỏa đốt cháy, lửa phát ra mùi xác thối. Thi hàn khí, khí ngự cửu thiên. Người Sở Giang Vương phát ra thi hàn khí bao bọc mình, thi hàn khí bắn vọt lên ngăn cản lực lượng tam vị chân hỏa lô. Lực lượng hai người cân bằng. Thi hàn khí và tam vị chân hỏa triệt tiêu, ngăn cản nhau. Lô tổng người Phong Phi Vân, Sở Giang Vương nhanh chóng tiêu hao. Thiếu niên, tư chất, tu vi của ngươi cao, có thể gọi là vô địch trong thế hệ trẻ, cần gì đối địch với bản vương. Chúng ta có thể làm bằng hữu, chờ ta về giới âm phủ thì vị trí 10 vương giả thi hàn khí có một chỗ cho ngươi. Sở Giang Vương mới vừa phá Phật văn của Phật Tàm Tử ức chế, chưa phục hồi lực lượng. Lại so đấu nội lực tu vi với Phong Phi Vân. Sở Giang Vương cảm giác trạng thái của mình ngày càng tệ, nếu còn đấu tiếp với thiếu niên này không chừng gã sẽ bị nguyên khí đại thương. Sở Giang Vương quyết định dụ dỗ Phong Phi Vân trước, chờ lực lượng hoàn toàn phục hồi rồi mới tính sổ với hắn. Phong Phi Vân vất vả cố chống. Ta không hứng thú với vị trí 10 vương giả giới âm phủ. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương. Phong Phi Vân dựa vào khí thánh linh miễn cường đối kháng thời gian ngắn với vương giả Sở Giang Vương, tiêu hoa rất lớn. Thời gian lâu có lẽ Phong Phi Vân không kiên trì nổi. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương nhanh chóng trở về, hai con rối một trái một phải đứng ở hai bên quan tài sắt cùng vỗ một trường. Trường ấn vào quan tài sắt, lòng bàn tay địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương phát ra sức hút thu âm khí trong quan tài sắt. Lực lượng trong người Sở Giang Vương sói mòn mau hơn. Thân thể héo rút càng nhanh, chỉ còn lớp da nâu đen nhăn nheo dán trên xương, tùy thời thành tro. Sở Giang Vương nói, tồi tệ, truyền nhân của Phật Tàm Tử là tiểu nhân. 3 người hợp sức đối phó ta, đây là chuyện người trong Phật môn làm sao? Sở Giang Vương nói ra câu này đủ thấy vương giả giới âm phủ sắp không chống nổi nữa, nếu không đã chẳng tỏ ra yếu thế.
Chu Thiên Quỷ Thần, nghe theo lệnh ta, sát lục chi kiếm, đồ tể chúng sinh. Sở Giang Vương niệm chú ngữ cổ xưa, khí tử vong cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tụ tập vào người gã. Trong quan tài sắt truyền ra tiếng ức vạn sinh linh gào thét, bên trong như có ngọn nguồn vạn ác, làm người nghe rợn tóc gáy. Phong Phi Vân váng đầu hóa mắt, mặt không còn chút máu. Đây là cấm thuật. Ầm. Lực lượng khổng lồ bộc phát từ người Sở Giang Vương, quan tài sắt nổ tung. Phong Phi Vân, địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương bị đánh bay ra ngoài. Thây Khô lao ra khỏi quan tài sắt, lơ lửng bên trên nghĩa địa, tham lam hấp thu âm khí, quỷ khí trong thiên địa. Muôn vàn khí lưu lao vào người Sở Giang Vương, khiến cơ thể héo rút căng phồng lên. Chiến. Một vạn linh thú chiến hồn lao ra khỏi người Phong Phi Vân, lưng mọc đôi cánh phượng hoàng bay lên cao đấm vào Sở Giang Vương, đánh ra sức công kích gấp vạn lần. Phong Phi Vân như ma vương đứng trên bầu trời, chán nứt một đường biến thành con mắt thứ ba, cũng đánh một đấm vào Phong Phi Vân. Bùm! Hai nắm tay như hai ngọn núi va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai. Các ngôi mộ nổ tung, nhiều xác chết bay ra nát bấy. Quỷ hồn lang thang trong nghĩa địa gào rú thảm thiết, bị lực lượng lan tràn chấn hình thần đều diệt. 108 khối xương phượng bốc cháy, da Phong Phi Vân mọc vảy rồng, đầu có sừng rồng, đôi mắt như hai hạt châu đỏ máu, khí thế càng dã tính, bá khí hơn. Long khí phát tán từ người Phong Phi Vân. Mao Ô Quy co giật tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Phong Phi Vân đã biến hình, long khí lấp đầy thiên địa. Mao Ô Quy biến sắc mặt nói. Máu rồng trong người Phong Phi Vân đã thức tỉnh hoàn toàn sao? Hắn sắp biến rồng. Thánh thực quả hỏi. Ra ra, cái gì là biến rồng? Biểu tình Mao Ô Quy nghiêm túc nói. Đồn rằng khi bán yêu phá vỡ nguyền rủa sẽ có hai loại hình dạng, một là nhân loại, hai là yêu tộc. Khi Phong Phi Vân hóa rồng thì là con rồng thật sự, không chừng đáng sợ hơn cả long tộc. Nếu Phong Phi Vân hóa rồng sẽ là loại rồng gì? Thanh long, man long tám cánh tay, thái cổ hư không long. Mao Ô Quy nhìn chằm chằm bầu trời, người căng cứng, trong đầu suy nghĩ mấy tộc quần lớn của long tộc. Khí lưu trong không khí như ảo ảnh hình rồng. Sở Giang Vương có dự cảm không may, đặc biệt từ người Phong Phi Vân lao ra khí thế, thân thể hắn thay đổi, thật giống thái cổ thần long. Growl. Cơ thể Phong Phi Vân rách toác bay thẳng lên cao, biến mất trong mây đen cuồn cuộn. Trong tầng mây vang tiếng nổ điếc tai chiến trường, chấn tử khí cuồn cuộn. Đôi khi thấy vảy hoặc vuốt rồng ló ra từ tầng mây, sóng khí và thanh âm khiếp hồn người. Sở Giang Vương đứng trong không trung, con mắt thứ ba trên trán rực rỡ ánh sáng bắn vào bầu trời. Sở Giang Vương hồi hộp quan sát tầng mây, lòng run rẩy thầm nghĩ. Rốt cuộc hắn là ai? Growl. Một móng vuốt to lớn đẫm máu từ tầng mây giáng xuống, dữ tợn mà xa xưa. Sở Giang Vương vội lấy bán nguyệt kiếm ra nhưng cơ thể vẫn bị vuốt rồng đánh rớt xuống đất, đập vào đất cát. Lực lượng móng vuốt không thể ngăn cản. Sở Giang Vương bỏ ra, cắn chặt răng, giang hai tay niệm. Chu Thiên Quỷ Thần, nghe theo lệnh ta, sát lục chi kiếm, đồ tể chúng sinh. Lòng bàn tay Sở Giang Vương ngưng tụ thanh kiếm to ngước nhìn trời. Dù ngươi là con rồng thì hôm nay bản vương sẽ đổ rồng. Cái đuôi rồng đỏ máu từ trên trời giáng xuống, kèm theo ma tính đậm đặc phát ra tiếng xé gió. Sở Giang Vương rút kiếm lao lên, khí thế hùng dũng. Ầm, kiếm trong tay Sở Giang Vương bị đuôi rồng quất nát thành mảnh vụn. Cơ thể Sở Giang Vương bị đuôi rồng chặt đứt, cột sống gãy đôi, đầu, ngực, eo, đôi chân bay hai hướng. Địa ngục Diêm La, Kỳ Lân Vương bay hai hướng nuốt nửa người Sở Giang Vương, miệng phát ra tiếng nhấm nuốt rất máu me. Làm người nhìn buồn nôn. Bị ăn tươi. Tây Môn Suy Tiêu kinh ngạc suýt rớt cằm. Hắn là long tộc. Đinh. Ngón tay thả lỏng, trúc tiêu ởi xuống đất. Mao Ô Quy, thánh thực quả, huyết giao xung quanh nhìn mây đen trên bầu trời, chỉ nghe tiếng rồng gầm, ngẫu nhiên lộ ra một khối vảy, đôi khi là nửa móng vuốt. Huyết giao sợ hê ta hồn. Sau khi hắn hóa rồng sức chiến đấu tăng lên ít nhất gấp 9 lần, quá nghịch thiên. Huyết giao là yêu vương, hiểu rõ địa vị của long tộc trong yêu tộc, đó là tồn tại như chí tôn, thái cổ thánh yêu tộc không thể so sánh. Phong Phi Vân biến về hình người, bùm một tiếng đứng trên mộ bia cao cỡ vách đá. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực, tóc dài bay phất phới, cơ bắp cục cục, xinh đẹp nam tính. Nghĩa địa sao động bỗng chốc tĩnh lặng, vật chết trong huyệt không dám phát ra thanh âm.
Phong Phi Vân thở ra. Phù. Phong Phi Vân trở về bộ dạng ban đầu, khoác áo choàng đỏ thẫm bao bọc cơ thể trần trụi, màu đỏ dần tan trong mắt. Phong Phi Vân nói. Tiếp tục đi về phía trước. Phong Phi Vân bay xuống dưới, từng bước tiến lên. Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Quy, Huyết Giao, Thánh Thực Quả theo sau lưng Phong Phi Vân đi vào nghĩa địa Bao La, đi hướng chưa biết. Nghĩa địa mênh mông rộng lớn, các ngôi mộ đầy rẫy, quét mắt nhìn như biển mộ không thấy cuối. Một đường im lặng, mãi đến ba ngày sau cảm xúc Phong Phi Vân mới trở về như cũ, sắc mặt không còn lạnh băng. Tây Môn Suy Tiêu cẩn thận hỏi. Phong huynh có sao không? Phong Phi Vân cầm Thiên Tủy Binh Đàm, liếc Tây Môn Suy Tiêu. Phong Phi Vân cười nói. Không sao, hai hôm trước không chấn được huyết khí trong người, giờ thì tốt rồi. Không sao thì may, may mắn. Tây Môn Suy Tiêu lại bắt đầu thổi tiêu, tiếng tiêu du dương có chút tiêu điều quanh quẩn trong nghĩa địa. Gió lạnh, tiếng tiêu, bia mộ. Bọn họ như đoàn người tảo mộ đi qua nghĩa địa Vĩnh Hằng. Trong mỗi ngôi mộ chôn xác một cường giả, nhiều huyệt đã rất lâu năm, bia sắp bị đất vùi lấp, hầu như không thấy đường nét ngôi mộ. Không ai biết là người nào chôn các cường giả, không biết ai bị chôn. Nhưng đến nghĩa địa này khiến người thấy bi thương, như thể nơi này chôn tổ tiên của mình. Mộ Âu Dương liệt bán thánh nhân tộc, mọi người chờ chút, ta muốn thổi khúc nhạc tráng sĩ cho vị tiền bối này. Tây Môn Suy Tiêu là người rất kỳ lạ. Mỗi khi thấy bia tiền hiền nhân tộc sẽ ngừng lại thổi khúc bi ca, như thể mỗi cường giả chôn tại đây là tổ tiên của gã. Tiếng tiêu nức nổ mà bi tráng, Phong Phi Vân nghe cũng thấy thương cảm. Đôi khi Phong Phi Vân nghĩ Tây Môn Suy Tiêu đến luân hồi lộ có khi nào là vì tìm nghĩa trang không? Nơi này chôn ai? Huyết Giao mất kiên nhẫn nói. Chỗ này chôn tu sĩ cũng cỡ ức vạn, người cứ thổi từng người thì biết bao giờ chúng ta mới đi đến cuối đường. Tây Môn Suy Tiêu cất trúc tiêu. Tiền bối chôn ở đây đáng tôn kính, nếu không nhờ bọn họ thì không có chúng ta bây giờ. Huyết Giao khinh thường nói. Bản vương là giao sinh, không liên quan gì đám người chết này. Tây Môn Suy Tiêu lắc đầu. Phong Phi Vân híp mắt liếc Tây Môn Suy Tiêu, cảm thấy tiểu tử này biết được chuyện gì. Tây Môn Suy Tiêu không nói, Phong Phi Vân lười hỏi. Chỗ này đúng là có nhiều bia mộ, chôn từ năm tháng vô tận xa xưa. Có nhiều bia chữ không rõ ràng. Mọi thứ rất bí ẩn, chắc chắn che giấu bí mật lớn không ai biết. Tây Môn Suy Tiêu hỏi. Phong huynh, lúc trước nghe Sở Giang Vương nói Phong huynh là truyền nhân của Phật Tàm Tử tiền bối. Phong Phi Vân bước đi nhanh, Tây Môn Suy Tiêu theo sau lưng, tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Phong Phi Vân trả lời. Từng tu luyện Kim Tàm Kinh, coi như là truyền nhân đi. Tây Môn Suy Tiêu mừng rỡ hỏi. Vậy Phong huynh có biết bây giờ tiền bối ở đâu không? Hơn một vạn năm trước tiền bối giết ba vương giới âm phủ rồi biến mất khỏi nhân gian, bặt vô âm tín. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Ta cũng không biết lão nhân gia hiện tại ở đâu, ta chưa từng gặp người. Ra là vậy. Tây Môn Suy Tiêu nhìn cá bia mộ trước mặt, đôi mắt sâu thẳm. Tây Môn Suy Tiêu nhỏ giọng nói. Hơn một vạn năm trước chắc chắn Phật Tàm Tử tiền bối vô tình đến đây. Tiền bối đã biết bí mật nơi này chưa? Nhưng, chỗ này bí ẩn như vậy, chắc Phật Tàm Tử tiền bối chỉ vô tình đến đây. Huyết Giao giật ống quần Tây Môn Suy Tiêu, suýt kéo tuột xuống. Người đang nói gì đó? Nhẹ tay, nhẹ tay. Tây Môn Suy Tiêu vội ghì lưng quần, nói. Ta đang nghĩ khu mộ này kéo dài đến đâu? Đầu kia ở đâu? Mao Ô Quy cũng giật quần Tây Môn Suy Tiêu. Cái này thì Quy ra biết. Quần Tây Môn Suy Tiêu bị tụt xuống mắt cá chân lộ ra cái khố đỏ. Người quá nặng tay. Tây Môn Suy Tiêu vội kéo quần lên, cột chặt dây lưng, kéo giãn khoảng cách với Mao Ô Quy và Huyết Giao. Tây Môn Suy Tiêu nói. Xin Quy ra chỉ điểm cho. Mao Ô Quy ngửa đầu nói. Với tốc độ bây giờ chúng ta muốn đến đầu bên kia khu mộ chắc đi 450 năm. Nếu gặp khu vực không gian cách ly. Đoạn tầng thời gian thì đi mấy vạn năm chưa chắc tới đầu bên kia. Tây Môn Suy Tiêu há hốc mồm, hóa đá. Thánh Thực Quả bay đằng trước nhất sau đó quay về báo cáo. Phía trước có phát hiện. Phong Phi Vân lắc người dây sau đã ra ngàn dặm. Đằng trước có một ngọn núi to màu đen, núi nguy nga tráng lệ, cách xa mấy trăm dặm vẫn có thể thấy núi to trên nghĩa địa, như cự thú màu đen nằm dạp xuống. Huyết Giao bay lên trên một tấm bia nhìn ngọn núi, kinh kêu.
Núi to quá, a, à, trên núi có người, không chỉ một. Đó, không phải người sống, là người chết. Phong Phi Vân dùng mình, đi tới ngọn núi đen, nhưng hắn vừa cách núi 500 dặm thì cảm giác vũ hóa đài trong người nhảy lên. 18 linh hồn bị phong ân trên vũ hóa đài cũng sao động. Long La Phù, Long Khương Linh, Phật Tàm Tử, còn có linh hồn một số người khác thức tỉnh trên vũ hóa đài, mở to mắt nhìn núi to đen như mực nằm giữa nghĩa địa. Bên hông Phong Phi Vân treo tượng thần linh thạch tỏa sáng, bóng dáng phòng đấu giá quỷ thị hiện ra. Giọng phòng đấu giá quỷ thị tuyệt đẹp nói. Không thể đi tòa ma sơn đó. Phong Phi Vân dừng lại ngay, nâng tượng thần linh thạch trong tay, nhìn phòng đấu giá quỷ thị có khuôn mặt Nam Cung Hồng Nhan. Phong Phi Vân hỏi. Tại sao? Giọng phòng đấu giá quỷ thị trẻ con tràn ngập quan tâm Phong Phi Vân. Ta thấy sợ, dường như chỗ đó rất nguy hiểm, ta sợ ngươi gặp bất trắc. Ngọn núi đen thui toát ra sương mù mông lung, 10 bóng người đứng trên đỉnh núi không thấy rõ hình dạng, không biết là người chết hay sống, cho cảm giác âm u. Nhưng càng như thế càng khiến Phong Phi Vân tò mò. Mao Ô Quy nhìn núi to đen, nói. Chúng ta đi đường vòng đi, năm xưa ta đi ngang qua đây, vì tò mò nên leo lên núi xem. Ta rất hối hận, suýt chết bên trong, hơn nữa. Dù sao không đi là đúng đắn. Mao Ô Quy ngập ngừng muốn nói lại thôi. Một ngọn núi to đen đứng trong nghĩa địa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Tây Môn Suy Tiêu rất mò mò, muốn lên núi nhìn xem. Tây Môn Suy Tiêu cầm trúc tiêu, tinh thần phấn khởi, vạt áo phần phật, hào tình phong lưu lãng tử. Nhưng Tây Môn Suy Tiêu chưa đến gần trăm dặm đã bị tử khí trong núi đánh chúng bay trở về, lăn xuống cái hố tử vong. Lực lượng, mạnh quá. Khụ khụ. Tây Môn Suy Tiêu muốn bò lên nhưng tay mềm nhũn lại lăn xuống hố, ngất xỉu, miệng mũi chảy máu. Huyết dao, Mao Ô Quy nâng Tây Môn Suy Tiêu về, ném uống đất. Một lúc sau Tây Môn Suy Tiêu tỉnh dậy. Tây Môn Suy Tiêu lắc mạnh đầu, mặt tái nhợt nói lộn xộn. Đừng đi, tuyệt đối đừng đi. Ta biết đây là đâu, trong núi có một đại ma đầu đến bây giờ vẫn chưa chết. Quấy rầy hắn tỉnh lại thì nguyên Tây Ngưu Hạ Châu sẽ động đất. Huyết Giao cười khinh thường nói. Khoa trương vậy, ma mấy có bằng quỷ thị tôn hoàng, thanh liên nữ thánh không? Nhưng Huyết Giao liếc núi to màu đen, nhanh chóng ngậm miệng lại. Núi to đen toát ra hơi thở đúng là rùng rợn, khiến yêu vương kiêng dè. Tây Môn Suy Tiêu lắc đầu, nói. Tôn hoàng, nữ thánh ở trước mặt ma nhân kia chỉ xem như vãn bối trong vãn bối. Tóm lại hắn không thuộc thời đại này, nói ra ngươi sẽ sợ chết. Xì. Huyết Giao cáu kỉnh, nó tự nhận mình không phải con dao không kiến thức, thấy nhiều trường hợp lớn. Cuối cùng Phong Phi Vân không bước ra một bước, lòng tò mò hại chết mèo, cũng có thể hại chết người. Bọn họ đi đường vòng qua 108.000 dặm. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra, biến thành luồng sáng xanh bay tới trước. Nghĩa địa này rất mênh mông, nếu đi bằng hai chân chắc mất mấy trăm năm cũng không đến cuối được. Tốc độ thanh đồng cổ thuyền siêu mau. Một ngày có thể bay ra mấy ức dặm. Nhưng thanh đồng cổ thuyền bay một tháng vẫn không ra khỏi nghĩa địa. Dưới đất vẫn là bia mộ vô biên vô hạn, đếm hoài không hết. Đây là công trình to lớn nhất Phong Phi Vân từng thấy, làm người ta vô cùng rung động. Ban đầu Huyết Giao còn không cho là đúng, đến cuối cùng lặng im, lầu bầu. Tu sĩ nguyên Tây Ngưu Hạ Châu chết hết có thể tạo ra khu mộ tương đương với cái này. Vẻ mặt Tây Môn Suy Tiêu buồn bã nói. Cũng có thể, có lẽ một ngày nào đó sẽ chết hết thật. Tây Môn Suy Tiêu ngồi ở đầu thuyền thổi khúc nhạc buồn, tơ sầu vương trong thiên địa. Dọc đường đi đoàn người hay gặp sinh vật lạ công kích. Đôi khi trên bầu trời thò xuống một xúc tu màu đen, có khi dưới đất trồi lên cái miệng rộng đẫm máu, đôi khi xác chết mọc cánh bay ra khỏi mồ. Nhưng khi chúng nó đụng vào thanh đồng cổ thuyền thì như chạm phải điện sợ hãi né tránh. Mao Ô Quy tặc lưỡi nói. Thuyền này đúng là bảo bối, lần trước ta đi con đường này chín chết một sống, đi mấy trăm năm. Không biết đi trong nghĩa địa bao lâu, có lẽ vài tháng, vài năm. Bầu trời tối tăm có tia sáng chiếu xuống. Đằng trước, ngay phía trước có tia sáng xuất hiện. Nơi này như biên giới giữa ánh sáng và bóng tối. Thanh đồng cổ thuyền nguy nga mà khổng lồ, cổ xưa rách nát bay trên bầu trời. Thanh đồng cổ thuyền từ trong bóng tối bay hướng ánh sáng. Bia mộ dưới đất hít dần, tử khí nhạt dần, ngẫu nhiên thấy một, hai gốc cây chọc trời, rậm rạp tùm, tượng trưng cho sinh mệnh.
Đây là sự thay đổi từ chết chóc đến sự sống. Nghĩa địa hoang vụ dần trôi xa, bắt đầu xuất hiện cây cối hoa cỏ. Trên mặt đất ngẫu nhiên thấy một, hai cổ thú kỳ lạ. Đám cổ thú không tầm thường, tu vi rất mạnh nếu không chúng đã chẳng dám tới gần nghĩa địa. Bia mộ ở đây đã khá thưa thớt, mỗi cách mấy ngàn dặm mới thấy một khối. Mộ mọc đầy cây xanh, vài con chim lạ xây tổ bên trên. Trong đó có hai con man thú cao 300 thước thấy chiếc thanh đồng cổ thuyền trên thiên mộ thì gầm rú rung trời, đất đai vạn dặm run rẩy. Đây là hai con gấu to, một lông đen, một lông trắng. Chúng nó là vương giả trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, chưa từng thấy thứ kỳ lạ như vậy. Chúng nó cho rằng có thú vương khác xâm nhập lãnh địa nên gầm giống giận dữ. Gấu trắng bò lên núi lớn đấm ngực cảnh cáo. Đây là lãnh địa gấu thường tới, có hùng nhị ở đây, ai dám khiêu khích. Nơi này như đất hoang thái cổ, khắp nơi là mãnh thú, khí độc, vực sâu, cỏ ăn thịt người. Hùng nhị rất lợi hại, tu vi cực kỳ khủng bố, sức chiến đấu sánh bằng hiền giả vũ hóa cảnh, khí thế hung hãn. Hùng nhị dậm chân, khổng lồ nứt ra cái khe. Lại thấy ánh nắng, hít thở không khí trong lành, tâm tình mọi người rất tốt. Nhưng con gấu mắt mù la to làm bọn họ mất vui. Huyết giao thích ra oai nhất, nó nhảy ra thanh đồng cổ thuyền biến hình bản thể, giao giống. Bà nội nó ngươi còn gào nữa có tin ta ăn thịt không? Khí thế tự huyết giao hù sợ hùng nhị, nó ngồi bệch xuống đất đè lún ngọn núi to. Hùng đại cũng sợ hết hồn, hai con gấu bỏ chạy. Nguy, nguy rồi, có kẻ lợi hại hơn đến, sau này không làm đại vương nữa. Ha 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 ha, đây là uy nghiêm của yêu vương thần điện. Đám tôm tép các ngươi không thể khiêu khích. Huyết giao rất đắc ý, cười khoác mang tai há mồm hút. Sinh vật trong phạm vi mấy vạn dặm bị hút vào miệng huyết giao, bị nó nuốt sạch. Thánh thực quả nói, hình như ta mới thấy hai khối bia bay vào miệng nó, tử khí trên bia rất nặng, không biết nó có bị tiêu chảy không. Thánh thực quả mới nói xong chợt nghe huyết giao rên rỉ. Bụng của ta, má ơi, gần đây bao tử kém quá ăn gì cũng đau bụng. Trời hỡi, ta chỉ muốn ăn vặt chút. Huyết giao lăn lộn dưới đất, khóc thảm thiết. Mao Ô Quy lắc đầu cõng huyết giao quay về thanh đồng cổ thuyền, đạp nó dính vách. Một con cá trạch đỏ mềm nhũn treo trên mép thuyền. Thanh đồng cổ thuyền tiếp tục bay đi, vào khu vực hồng hoang. Khắp nơi là núi to chọc trời, núi cao hơn cả trời. Dưới rất chạy rầm rập cự thú có huyết mạch thái cổ thánh thú. Một con kiến cao hơn 80 thước bò dưới đất. Cái kìm bắn tia sáng lạnh. Kiến vung càng, cắt đứt một ngọn núi. Một con cá to màu đỏ dài 7 vạn thước nhảy lên từ đại dương dậy sóng ngút trời, nó công kích thanh đồng cổ thuyền. Thân thể tốc độ của thanh đồng cổ thuyền nhanh, nếu không đã bị đuôi cá quất trúng. Tây Môn Suy Tiêu nói. Chỗ này là đâu, tựa như thái cổ di hoang, vô biên vô hạn, mãnh thú hoành hành. Chúng ta ra khỏi khu mộ đã bay mấy chục ức dặm nhưng chưa ra được khu rừng này, lạ quá. Trên bầu trời rạng rỡ ánh nắng. Trời trong xanh, áng mây trắng lững lờ bay. Mấy con chim to xoay quanh trong tầng mây, không khí bình yên. Trong thời tiết thế này lòng người sẽ thoải mái quên hết buồn phiền. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu thanh đồng cổ thuyền, tắm trong ánh nắng. Phong Phi Vân nhìn đằng trước, ánh mắt suy tư. Phong Phi Vân lên tiếng. Ta biết chỗ này là đâu. Mao Ô Quy cười nói. Rốt cuộc ngươi cũng nhận ra. Nơi này là phía tây thần tấn vương triều, từ cổ cương phủ đến phía tây là thập vạn sơn hà, chắc nơi này là sâu trong thập vạn sơn hà, không ai dám đến. Phong Phi Vân cảm nhận thiên thế, địa thế giống thần tấn vương triều, thanh đồng cổ thuyền sắp bay ra thập vạn sơn hà, vào biên cảnh thần tấn vương triều. Phong Phi Vân cười to bảo, so với thập vạn sơn hà thì thần tấn vương triều đúng là nơi chật hẹp nhỏ bé, như thôn nhỏ trong rừng hoang. Nếu ta luôn sống trong thần tấn vương triều làm sao ngờ trong thần tấn vương triều có mãnh thú vũ hóa cảnh. Sao ngờ rằng nơi đây rộng lớn như vậy. Sức người khó qua, khó qua. Dù là hai cung chủ mạnh nhất thần linh cung cũng không dám vào sâu trong thập vạn sơn hà. Dù sao thần cung chủ, linh cung chủ chỉ có tu vi niết bàn đệ tam trọng thiên. Tâm tình Mao Ô Quy rất tốt nói. Con người đứng ở độ cao khác nhau, tầm mắt cũng khác. Nếu ngươi chỉ có tu vi thiên mệnh cảnh thì ngoài rìa thập vạn sơn hà đủ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Phi Vân cười nói thẳng. Nơi này rộng lớn hơn trong tưởng tượng của ta.
Năm xưa ta cảm thấy Thập Vạn Sơn Hà dài mấy trăm vạn dặm đã là ghê gớm, dù sao lãnh thổ Thần Tấn Vương Triều chỉ có 80 vạn dặm. Con người đứng ở độ cao khác nhau nhìn đồ vật cũng khác đi, những thứ trước kia không thấy rõ bây giờ nhìn rõ ràng. Phong Phi Vân gật gù, chợt nghĩ đến một điều. Mặc Giao Giao quanh năm cư trú ở biên giới Thập Vạn Sơn Hà, với tu vi của nàng chắc chắn biết Thập Vạn Sơn Hà rộng lớn, biết mọi thứ trong Thập Vạn Sơn Hà. Hay năm xưa Mặc Giao Giao xuất hiện từ Đan Đỉnh Quỷ Thị vào Quỷ Môn Quan, đi khe nứt địa vực, qua Luân Hồi Lộ, đi khu mộ vô biên, xuyên qua Thập Vạn Sơn Hà tới Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cảm thấy con đường Mặc Giao Giao đã đi có lẽ giống như hắn, điều này giải thích tại sao nàng biết lỗ hổng địa ngục. Nhưng con đường này nguy hiểm, một nữ nhân yếu đuối làm sao sống đi qua. Trong đầu Phong Phi Vân nổi lên một giả thiết to gan. Tại sao vô thường quỷ chủ dám đi cướp tinh huyết đại thánh trong Đan Đỉnh Quỷ Thị? Là vì vô thường quỷ chủ cho rằng Quỷ Thị Tôn Hoàng đã chết. Vậy tại sao vô thường quỷ chủ khẳng định Quỷ Thị Tôn Hoàng đã chết? Không lẽ vô thường quỷ chủ tận mắt thấy Quỷ Thị Tôn Hoàng vào quỷ môn quan, đi địa ngục mãi không trở về nên cho rằng Quỷ Thị Tôn Hoàng đã chết trong địa ngục? Vô thường quỷ chủ không ngờ trong địa ngục có khe nứt, Quỷ Thị Tôn Hoàng đi vào khe nứt đó, đi qua con đường dài mà bí ẩn đến Thần Tấn Vương Triều, sau đó đi cổ trận đài mẫu thân Phong Phi Vân để lại trở về Đan Đỉnh Quỷ Thị. Dựa theo những suy đoán này cho ra kết luận Mặc Giao Giao chính là Quỷ Thị Tôn Hoàng. Quỷ Thị Tôn Hoàng từng dụ dỗ ta. Phong Phi Vân nuốt nước bọt khan. Sao có thể? Phong Phi Vân dùng mình, vội xóa tan suy nghĩ viễn vông. Từ Đan Đỉnh Quỷ Thị đến Quỷ Môn Quan, lại đi Luân Hồi Lộ, nghĩa địa vô biên. Trên đường đi giao tiếp với sinh vật tử linh, bầu trời luôn nặng nề âm khí. Khó khăn lắm mới ra ngoài, lại thấy ánh nắng, tâm tình mọi người rất tốt. Giống như nghịch thiên chạy ra Quỷ Môn Quan, cảm giác sống sót sau tai nạn. Huyết Giao hưng phấn nói. Có một con đường nối thẳng đến địa ngục, thật khó tin, không dám tưởng tượng. Nếu ta truyền tin về Huyết Giao yêu tộc chắc chắn sẽ gây náo động. Huyết Giao run rẩy vặn vẹo, đôi khi bay lên cành cây. Bay tới vách đá, không có chút uy nghiêm của yêu vương thái cổ thánh yêu tộc. Phong Phi Vân con người co rút, phát ra khí lạnh nói. Con đường này tuyệt đối không thể để người ngoài biết, nếu kẻ xấu xa lợi dụng nó sẽ gây loạn thiên hạ. Vì đề phòng tin tức không bị truyền về yêu tộc, đành. Giết Giao diệt khẩu. Phong Phi Vân, Tây Môn suy tiêu, Mao Ô Quy, thánh thực quả bao vây Huyết Giao, ánh mắt ham dọa. Huyết Giao sợ teo tim, người cứng ngắc. Huyết Giao run rẩy nói. Ta chỉ nói đùa, thật sự không lừa các ngươi. Ta mù đường nhất, mới rồi đi con đường nào ta không nhớ. Chết tiệt, ta hoàn toàn không đi. Các ngươi đừng làm thật, các ngươi đều là đại gia, ta nào dám nói lung tung. Hơn nữa ta không to mồm, trừ lúc ăn. Phong Phi Vân vẫn cười nhạt. Quy ra, người dễ nói chuyện nhất, hãy cứu ta đi. Ta không dám nói ra, thật sự không dám. Hai vuốt Huyết Giao trâu vào nhau, đáng thương nói. Lá gan người ta có chút xíu, làm sao dám làm chuyện đó. Phong Phi Vân bật cười nói. Thôi chúng ta không đùa với nó nữa, đi tiếp đi, chắc sắp đến Đồng Lô Sơn ngoài rìa Thập Vạn Sơn Hà. Phong Phi Vân nhàn nhã bước đi, tâm tình rất tốt. Huyết Giao ngây người tại chỗ. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Đi đi, yêu vương huynh, Phong huynh chỉ đùa với ngươi. Khu mộ vô biên, Luân Hồi Lộ, khe nứt địa ngục, những nơi này là tuyệt địa sinh tử. Nếu không có thành đồng cổ thuyền thì chúng ta đã sớm chết bên trong, dù ngươi có nói ra chỉ làm hại người mất mạng trên con đường này. Tây Môn Suy Tiêu đạp gió lướt đi. Huyết Giao giống to. Người đại gia, các ngươi đều là đại gia. Huyết Giao biến thành đại giao đỏ máu bay lên cao, hậm hực đuổi theo. Đoàn người lại đến Đồng Lô Sơn. Khác biệt là lần trước bọn họ từ vòng ngoài vào Thập Vạn Sơn Hà, vừa đi vừa sợ. Lần này Phong Phi Vân từ sâu trong Thập Vạn Sơn Hà đi ra, thú vương cảm nhận khí thế của đám người đều né tránh, không dám trêu vào. Phong Phi Vân nhìn thấy bóng dáng một số tu sĩ, là tu sĩ của Thần Tấn Vương Triều, tu vi đa phần là thiên mệnh cảnh. Phong Phi Vân không quen đám tu sĩ này, cũng không muốn bị bọn họ thấy. Lối vào Đồng Lô Sơn trôi nổi ba cung điện. Một số tu sĩ đứng bên trên cung điện canh gác. Tu sĩ trên ba cung điện mặc áo khác nhau, đến từ ba thế lực phân chia tài nguyên trong Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân đứng gần đó, liếc sơ nhận ra ba thế lực thiêu cọ về ai.
Thế lực bên trái cung điện là Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đám tăng nhân mặc áo Phật đứng bên phải chắc là hòa thượng trong Đại Long Tự Thiên Long Vương Triều. Cung điện chính giữa hơi giống thế lực hoàng tộc Thần Tấn Vương Triều. Huyết Giao phun nước miếng, khinh thường nói. Tu sĩ nhân loại yếu xìu, trọng địa như thế mà chỉ phái mấy tôm tép trấn thủ. Theo ta thấy cường giả mạnh nhất trấn thủ trong ba linh thú chỉ có tu vi Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên, yếu quá. Mao Ô Quy lườm Huyết Giao. Ngươi thì biết gì, trong Thần Tấn Vương Triều, tu sĩ đến thiên mệnh thất bát trọng đã là hiếm, đến cảnh giới Niết Bàn là rất lợi hại, đẳng cấp cao nhân ẩn sĩ. Ngày xưa ta và Phong Phi Vân lăn lộn nổi danh từ đây, ngươi định khiêu chiến với ta hay Phong Phi Vân? Huyết Giao cười xòa. Cái này, không khiêu chiến được không? Con người ta rất thân thiện. Cường giả đi ra từ đây có khá nhiều trở thành nhân vật đỉnh cao, danh chấn tứ phương. Trong có cả nhân vật có thể đối kháng với Quỷ Thị Tôn Hoàng. Biểu tình Phong Phi Vân kỳ lạ, lòng bàn tay toát ra một đoàn khí thánh linh. Nhưng giây sau khí thánh linh bị ức chế biến mất trong lòng bàn tay của hắn. A! Phong Phi Vân thầm ngạc nhiên. Huyết Giao nghe Phong Phi Vân nói mà hết hồn, nó cảm thấy Quỷ Thị Tôn Hoàng siêu khủng, trên trời dưới đất hiếm gặp đối thủ vậy mà nơi này cho ra nhân vật có thể đối kháng với Quỷ Thị Tôn Hoàng. Con rùa quái thai, bán yêu nghịch thiên đều đến từ đây. Trời, thật là rừng sâu núi thẳm toàn ra điêu dân. Mao Ô Quy nét mặt xa sầm hỏi. Ngươi nói gì? Huyết Giao hèn. Ta nói nơi này thật là nhân kiệt địa linh. Anh hùng lớp lớp mới xứng với thân phận cao quý của Quy gia. Tây Môn Suy Tiêu nhíu mày nói. Các ngươi có phát hiện không? Sau khi đến đây thì tu vi của chúng ta bị ức chế. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Mới rồi ta đã trắc nghiệm, nơi này không cho phép lực lượng từ vũ hóa trở lên, bất cứ ai đến đây sẽ bị áp chế dưới vũ hóa. Ta quen thuộc Thần Tấn Vương Triều nhất, chỗ này không bài bố vẫn thiên linh thạch, cũng không có thiên địa đại trận áp chế tu sĩ. Kỳ lạ, lạ thật. Không phải Phong Phi Vân mới phát hiện ngay đây, lúc sắp ra khỏi sâu trong Thập Vạn Sơn Hà thì hắn đã nhận ra. Không chỉ bên ngoài Đồng Lô Sơn, Nguyên Ngũ Đại Vương Triều đều bị lực lượng bao trùm, rừng rậm đất hoang mấy trăm vạn dặm cũng thế. Trước kia tu vi của Phong Phi Vân thấp nên không phát hiện chuyện này. Trong Thần Tấn Vương Triều không có ai tu luyện đến vũ hóa cảnh nên cũng không biết sự thật đó. Giờ Phong Phi Vân vượt qua một cảnh giới thì đương nhiên khác hẳn. Mảnh đất Thần Tấn Vương Triều quả nhiên không tầm thường, dường như chuyên môn chèn ép người có tu vi mạnh. Tu vi càng cường đại càng bị đè chặt, ức chế dưới vũ hóa cảnh. Phong Phi Vân thì rất vui, bởi hắn trải qua 10 lần Niết Bàn, có thể nói là vô địch trong cảnh giới Niết Bàn. Trên mảnh đất Thần Tấn Vương Triều này có ai đánh lại Phong Phi Vân được? Huyết Giao hưng phấn nói. Ta suy đoán trên mảnh đất này có thái cổ chiến binh. Hoặc thứ gì đó càng cường đại đánh rơi tại đây nên mới ảnh hưởng quy tắc thiên địa chỗ này, áp chế tu vi của chúng ta. Ha 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 ha, dâu rồi, ta phải tìm ra khoáng thế kỷ binh kia. Huyết Giao hoa tay múa chân, cảm nhiễm thánh thực quả cũng hưng phấn theo nó. Thánh thực quả chui xuống lòng đất tìm kho báu. Chỉ giây lát thánh thực quả, Huyết Giao biến mất, không biết vào Đồng Lô Sơn hay đã chạy đi Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân không tán đồng quan điểm của Huyết Giao. Ngẫm nghĩ lại xem, chúng ta đi từ quỷ môn quan, khe hở luân hồi lộ, tuy không phải luân hồi thật sự nhưng có hơi thở luân hồi. Nếu xem bản thể luân hồi đạo là một sợi chỉ thô cỡ cổ tay, thì chúng ta đi luân hồi lộ là phân nhánh nhỏ cỡ sợi tóc. Luân hồi đạo thông hướng nguyên dương gian giới, luân hồi lộ chúng ta đi thì hướng nơi này. Tây Môn Suy Tiêu rung mình, căng thẳng thần kinh như biết chuyện lớn kinh thiên động địa. Tây Môn Suy Tiêu kích động run cầm cập nói. Ý ngươi là người ra từ con đường này đều sẽ chuyển thế luân hồi trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Chúng ta đi luân hồi đạo, ảnh hưởng khu vực mấy trăm vạn dặm nên cũng ảnh hưởng quy tắc thiên đạo khu vực này, khiến cảnh giới bị ức chế. Ba vương giới âm phủ bị chôn trong nghĩa địa vô biên sống lại chứng minh luân hồi lộ có một tia khí luân hồi. Người chết trên luân hồi lộ sẽ bị khí luân hồi ảnh hưởng. Phong Phi Vân cười nói. Đây đều là ta đoán mò, có lẽ Huyết Giao nói đúng, không chừng chỗ này có thái cổ thần binh ảnh hưởng thiên địa quy tắc mấy trăm vạn dặm. Nói không thông, nói không thông. Mao Ô Quy suy tư lời Phong Phi Vân nói, nghiêm túc góp ý. Nếu người đi ra từ con đường này đều chuyển thế luân hồi trong ngũ đại vương triều vậy bây giờ chúng ta cũng đi ra, thế thì tại sao chúng ta không luân hồi chuyển thế? Tây Môn Suy Tiêu kích động nói.
Nói thông, nói thông. Tây Môn Suy Tiêu hăng tiết gà. Người sống đi ra từ con đường này đương nhiên sẽ không luân hồi chuyển thế, nhưng quỷ hồn đi đường này sẽ luân hồi chuyển thế. Các ngươi tưởng tượng xem, chúng ta đi qua khu mộ vô biên, chỗ đó chôn ức vạn cường giả các tộc, những quỷ hồn cường giả không đi địa ngục thì đến đâu? Phong Phi Vân trợn to mắt nói. Ý Tây Môn huynh là quỷ hồn cường giả trong khu mộ vô biên đều chuyển thế đầu thai vào đây. Mao Ô Quy suýt hét chói tai, tin này làm người ta hãi hùng. Lối ra luân hồi lộ là ngũ đại vương triều, có người chôn xác chết đầy rẫy trên đường đi. Chẳng lẽ có người bài bố mọi thứ? Mục đích là cái gì? Phong Phi Vân thầm nghĩ một khả năng. Hình thành luân hồi lộ bởi vì Thái Cổ Thần Phượng đi địa ngục lấy luân hồi chi ấn, tạo thành lỗ hổng địa ngục. Tại sao Thái Cổ Thần Phượng làm vậy? Chẳng lẽ khu mộ vô biên vô hạn lúc trước đi qua chôn xác anh kiệt các tộc chết trong tai kiếp cuối thời kỳ Thái Cổ? Những anh kiệt các tộc lần lượt luân hồi chuyển thế trong thần tấn vương triều. Cái, cục này quá lớn. Mặt Phong Phi Vân trắng bệch, hắn cảm thấy dù mình đoán sai cũng không lệch khỏi thật sự bao nhiêu. Phong Phi Vân luôn nghi ngờ thần tấn vương triều là nơi chốn đặc biệt, nếu không tại sao ra mấy nhân vật đỉnh cao như Thủy Nguyệt Đình, Phật Tàm Tử, Thiên Vu Đại Thần vân vân. Không chừng trong lịch sử có càng nhiều cường giả ra từ nơi này. Tây Môn Suy Tiêu nhìn Thập Vạn Sơn Hà trước mắt, vui sướng cười to bảo. Anh linh cá tổ tiên bất diệt, ước vãn năm qua bọn họ chuyển thế trọng sinh, lại viết lên huy hoàng tại đây. Ta đã hiểu Phong huynh nói đúng, mảnh đất không lớn này trong lịch sử chắc chắn sinh ra vô số anh kiệt kinh thiên động địa, bởi vì bọn họ là một đám người mạnh nhất đời này chuyển thế, dù sinh ra thánh linh cũng rất bình thường. Đây là vùng đất bọn họ chuyển thế. Đây là vùng đất bọn họ chuyển thế. Anh linh tổ tiên kéo dài. Vậy là chúng ta còn có hy vọng, dù kẻ thù mạnh đến mấy cũng có thể giết chúng trở về. Cảm xúc Tây Môn Suy Tiêu mất bình tĩnh, gã lại bắt đầu thổi tiêu. Một đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo từ trên trời giáng xuống, rút chiến kiếm dí sát cổ Tây Môn Suy Tiêu. Là ai, dám thổi tiêu trong đồng Lô Sơn, chán sống sao? Tây Môn Suy Tiêu ngừng ngón tay, không dám nhúc nhích, hơi nhíu mày nói. Ta chỉ thổi tiêu. Nơi này là cấm địa đồng Lô Sơn. Người bình thường không vào được. Ai xuất hiện tại đây chắc chắn là có mưu đồ xấu xa. Đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo này tên Triệu Minh Tùng, tu vi cao đến cảnh giới thiên mệnh lục bát trọng, là một vị nửa bước cự phách, có địa vị không tầm thường trong tiên giáo, vào ghế trưởng lão. Chiến kiếm đã gác trên cổ Tây Môn Suy Tiêu. Triệu Minh Tùng liếc Phong Phi Vân, trầm giọng hỏi. Ngươi cũng đến thổi tiêu. Phong Phi Vân vội xua tay. Không không, ta không có yêu thích này. Phong Phi Vân cười ung dung nói. Ta chỉ đi ngang qua. Huynh đệ, ta thấy cách ăn mặc, công pháp tu luyện của ngươi chắc là đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Coi như ngươi có chút ánh mắt, nhưng ta không phải đệ tử, ta là trưởng lão. Vẻ mặt Triệu Minh Tùng kiêu ngạo, gã khá bất mãn bị Phong Phi Vân nói mình là đệ tử. Triệu Minh Tùng khinh thường liếc Phong Phi Vân, luân hồi lộ, như người bề trên nhìn xuống. Địa vị Nhật Nguyệt Tiên Giáo hiện nay trong thần tấn vương triều đủ nhìn uống tất cả tu sĩ, đặc biệt loại người trẻ tuổi đi ra ngoài du lịch rèn luyện, tự cho mình có chút bản lĩnh, coi trời bằng vung. Ở trong mắt Triệu đại trưởng lão thì Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu là hai gối thêu hoa. Phong Phi Vân khom người, cười nói. Ta và Diệp Ti Loan, Diệp cô nương của Nhật Nguyệt Tiên Giáo các người là bằng hữu cũ, xem như bằng hữu của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Phong Phi Vân chưa nói hết câu Triệu Minh Tùng đã vung chiến kiếm chém hắn. Tên giặc to gan, dám kêu thẳng tên của giáo chủ. Chiến kiếm chém vào cổ Phong Phi Vân, hắn không né tránh. Chiến kiếm không chém đứt cổ Phong Phi Vân mà bắn ra hỏa hoa, bật ngược về, chấn cánh tay Triệu Minh Tùng suýt gãy. Triệu Minh Tùng rút về chiến kiếm bị mẻ, giật mình nhìn Phong Phi Vân. Trời, cổ của ngươi! Triệu Minh Tùng chừng muốn rớt trong mắt, cái cổ này. Làm bằng đá sao? Phong Phi Vân ung dung cười nói. Ngươi nói bây giờ Diệp Ti Loan đã là giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Thật không ngờ, phải rồi, nhà đầu Liễu Duệ Hâm gả đi chưa? Bạch Nguyệt sứ giả mẫu thân của nàng thật sự có càng đẹp thêm không? Đến thần tấn vương triều, Phong Phi Vân hao ý niệm cố nhân. Triệu Minh Tùng kinh hoàng nhìn chiến kiếm trong tay mình, đây là linh khí nhấn phẩm, vậy mà bị chém mẻ. Cơ thể người này chắc làm bằng thần thiết. Đây là một vị cao nhân. Triệu Minh Tùng không dám tấn công nữa.
Ngươi, thật sự quen giáo chủ của chúng ta. Phong Phi Vân gật đầu. Triệu Minh Tùng nghi ngờ nói. Bạch Nguyệt sứ giả hiện nay của Nhật Nguyệt Tiên Giáo là Liễu sứ giả. Mẫu thân của Liễu sứ giả đã bỏ chức vụ, quy ẩn núi rừng, không còn xen vào các thế lực tranh đấu. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Liễu Duệ Hâm làm Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Đùa sao, nhà đầu điêu ngoa kia. Bỗng có luồng khí lạnh từ Đồng Lô Sơn thổi qua, lá bay tứ tung, lá cây kết tầng băng mỏng. Trong cung điện lơ lửng trên bầu trời bay ra một luồng sáng trắng, thân hình yểu điệu xé gió bay đến trên đầu Phong Phi Vân. Nữ nhân mặc thiên khâm y tơ bạc, eo nhỏ cột dây lưng thanh ngọc, nửa người dưới mặc váy trắng ơ mũ đơn dài. Các tia linh vụ lượn lờ quanh thân nàng, uy nghiêm khí thế khiếp người phát ra. Môi nữ nhân đỏ au, trán điểm chu sa, chân mày lá liễu, thật lạp hong hoa tuyệt đại. Thần thánh phương nào sông Đồng Lô Sơn? Triệu Minh Tùng thấy nữ nhân thì quỳ xuống đất, giơ ngang chiến kiếm cung kính nói. Bái kiến Bạch Nguyệt sứ giả. Phong Phi Vân sờ cằm nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đứng trên đầu mình, hắn không tin nổi nàng là nha đầu năm xưa. Phong Phi Vân nhỏ giọng nói. Thật là gái 18 thay đổi hẳn, sớm biết như thế ngày xưa không nên tha cho nàng. Thu thủy là thần ngọc là xương, khuynh thành tuyệt đại thiếu giai nhân. Tuy Phong Phi Vân nói nhỏ nhưng người ta vẫn nghe thấy. Đáng ghét, dám cợt nhả với Bạch Nguyệt sứ giả, bắt tên dâm tặc lại, ban hình phạt 3 đao 6 lỗ cho hắn. 6 tu sĩ Nhật Nguyệt Tiên Giáo cường đại đứng gần đó cùng thi triển bí thuật thần thông oanh kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vung tay đánh bay 6 cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Phong Phi Vân đã khống chế lực lượng, không tổn thương mạng sống của bọn họ. Triệu Minh Tùng há hốc mồm, đây là 6 cự phách, thanh niên vung tay một cái đánh bay 6 cự phách. Tiểu tử này có lai lịch gì? Phong Phi Vân sửa sang đầu tóc, nhìn Liễu Duệ Hâm đứng trên cao. Phong Phi Vân cười nói. Đây là đạo đãi khách của Nhật Nguyệt Tiên Giáo các ngươi sao? Có tin là bản công tử lại bắt nàng một lần nữa không? Bạch Nguyệt sứ giả. Từ khi Phong Phi Vân đánh bại 6 cường giả Nhật Nguyệt Tiên Giáo thì Liễu Duệ Hâm mới nhìn thẳng vào hắn. Mắt Liễu Duệ Hâm tròn xoe như gặp quỷ. Ngươi chưa chết. Ma đầu nhà ngươi sống. Nói năng kiểu gì? Phong Phi Vân mỉm cười nói. Chúng ta đã lâu không gặp mặt, Bạch Nguyệt sứ giả thấy ta liền kích động vậy sao? Nói chuyện cũng lắp bắp, hay vì, Bạch Nguyệt sứ giả luôn thầm mến ta. Phi, ta không quen ngươi, hẹn gặp L. Không, là không bao giờ gặp lại. Liễu Duệ Hâm vỗ ngực, thở hắt ra. Đúng là chuyện lạ, ma đầu kia lại xuất thế, thiên hạ sắp đại loạn. Liễu Duệ Hâm biến thành luồng sáng định bỏ trốn, nhưng nàng phát hiện mình không nhúc nhích được. Một bàn tay vịn vai nàng từ bao giờ, tay ấn nhẹ, cơ thể Liễu Duệ Hâm từ trên cao rớt xuống đất. Liễu Duệ Hâm không chống lại nổi lực lượng này. Khiến Liễu Duệ Hâm tuyệt vọng là bây giờ nàng là siêu cự phách thiên mệnh đệ bát trọng nhưng không chút sức chống đỡ trước ma đầu kia. Chết rồi, chết chắc. Phong Phi Vân đứng sau lưng Liễu Duệ Hâm, một tay nhẹ ấn vai nàng, vuốt ve. Cảm nhận ra mềm mại dưới lớp áo. Phong Phi Vân thì thầm vào lỗ tai nhỏ xinh. Nàng mới nói chúng ta không quen khiến ra rất đau lòng. Ta có nên khiến quan hệ chúng ta càng quen thân không? Phong Phi Vân nhìn ra thịt trắng như tuyết dưới lớp áo, mơ hồ thấy khe rãnh xinh đẹp giữa ngực, đầy đặn mà mềm mại, lộ ra đường nét hình chén ngọc. Phong Phi Vân cười nói. Mật đào chín càng lúc càng có hương vị nữ nhân, hấp dẫn hơn nhà đầu ngây ngô ngày xưa. Liễu Duệ Hâm cảm giác khí nóng thở vào tai, thân thể đường cong nhấp nhô run rẩy. Liễu Duệ Hâm biết rõ sự tích phong lưu của ma đầu kia, tội ác chồng chất, gieo tình khắp chốn, lạm tình khắp nơi. Công chúa, thần phi thần tấn vương triều cũng có gian tình với hắn. Tiểu tử này không chết trong đại kiếp nạn 10 năm trước, hắn lại chạy đến tai họa. Nếu tin này truyền về thần tấn vương triều chắc chắn sẽ khiến nhiều người khủng hoảng, càng kinh khủng hơn năm xưa Tà Hoàng xuất thế. Vì nghe đồn 10 năm trước Tà Hoàng chết vào tay tiểu tử này. Nhưng Liễu Duệ Hâm không còn là tiểu nha đầu ngày xưa, qua 10 năm tu luyện, rèn luyện, tu vi và tâm trí của nàng kiên cường hơn nhiều. Nếu không Liễu Duệ Hâm chẳng làm được Bạch Nguyệt sứ giả, một trong 3 đại nhân vật của Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Liễu Duệ Hâm cắn môi nói. Phong đại ma đầu, ta cho ngươi biết, ta đã xuất giá, ngươi tốt nhất đừng đụng vào ta. Nếu không ta sẽ liên hợp các đại thế lực thảo phạt ngươi.
giọng Phong Phi Vân chứa chất yêu dị. À, xuất giá rồi, càng tốt, gần đây ta hứng thú với thiếu phụ, hay đêm nay? Ngón tay Phong Phi Vân từ cổ trắng ngần trượt xuống dưới. Tây Môn Suy Tiêu đứng từ xa ngó, mở miệng nói. Ta luôn cho rằng Phong Huynh là một người chính trực, chính nghĩa, cương trực công chính, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ hắn. Hắn cùng chung chí hướng với ta. Ha ha ha, thật là gặp mặt tiếc vì gặp muộn, chi kỷ khó cầu. Huyết Giao, Thánh Thực Quả trợn tròn mắt, chúng nó không ngờ Phong Phi Vân sẽ làm chuyện táng tận thiên lương như vậy. Cô nương đã xuất giá mà Phong Phi Vân không buông tha. Triệu Minh Tùng suýt rớt cằm dưới đất, vừa kinh vừa sợ. Nam nhân này có lai lịch gì mà hoàn toàn lấn át Bạch Nguyệt sứ giả? Còn sàm sỡ Bạch Nguyệt sứ giả? Hay hắn là đại ma đầu tuyệt thế song nào xuất thế? Tiêu đời, tu vi của đại ma đầu cao như thế, hôm nay sứ giả chạy trời không khỏi nắng. Liễu Duệ Hâm mếu máo. Thật ra ta chưa gả, người tha cho ta đi, nếu không ta mách Diệp sư tỷ là người ăn hiếp ta. Ta biết người rất mạnh, nhưng tu vi của Diệp sư tỷ đã đến hóa cảnh, trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, chưa chắc người đánh lại sư tỷ. Thì ra nàng chưa thành thân, chán chết. Phong Phi Vân rút tay về, sửa sang lại quần áo, bộ dạng nghiêm túc như thư sinh phong độ phiên phiên. Chán Tây Môn Suy Tiêu toát mồ hôi nói. Khẩu vị của Phong Huynh tuyệt thật. Tâm tình Phong Phi Vân tốt nên cố ý hù dọa, đùa với Liễu Duệ Hâm chứ hắn không định làm gì nàng. Liễu Duệ Hâm rất ngạc nhiên, nàng đã thoát nạn. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng đi vào cung điện bay trên bầu trời. Liễu Duệ Hâm hơi sợ đại ma đầu nhưng không dám lơ là, ra lệnh mấy nha hoàn xinh đẹp chuẩn bị trà rượu ngon đưa cho Phong Phi Vân. Liễu Duệ Hâm còn có ý định khác, nếu ma đầu kia nhìn chúng mấy nha hoàn xinh đẹp không chừng sẽ tha cho nàng. Phong Phi Vân không thèm nhìn mấy nha hoàn xinh đẹp, hắn bưng ly trà lên, cảm thán rằng. Đã qua 10 năm, thời gian hanh thật. Phong Phi Vân nhớ đến ngày xưa rời khỏi Thần Tấn Vương Triều, thật như chuyện không thể nào ngày hôm qua. Liễu Duệ Hâm ngồi ở đầu kia cái bàn, mặt cũ xuống, sợi tóc xõa ra, mắt sáng. Liễu Duệ Hâm cục xúc bất an, dù sao ngồi đối diện nàng là đại ma đầu, chọc giận hắn sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Phi Vân nói, 10 năm trước chúng ta cũng gặp nhau ở ngoài Đồng Lô Sơn đúng không? Thật trùng hợp. Liễu Duệ Hâm cắn môi hồng, hàm răng như một chuỗi trân châu. Ma đầu, người đang nhớ chuyện cũ sao? Phong Phi Vân cười nói. Ta có chuyện khó hiểu. Bây giờ nàng đã là Bạch Nguyệt sứ giả của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, đại vị cao quyền nặng, tại sao Diệp Ti Loan phái nàng đến Đồng Lô Sơn? Sắc mặt Liễu Duệ Hâm thay đổi, nàng siết chặt nắm tay nghiêm túc nói. Gần đây trong Đồng Lô Sơn lại xuất hiện dị tượng, nhiều tu sĩ chạy qua. Chắc thần tàng yêu ma lại xuất thế. Phong Phi Vân nheo mắt nói. À, ra là vậy, trở về thật đúng lúc. Thần tàng yêu ma liên quan thái cổ thần phượng, Mặc Giao Giao nói trong thần tàng có vài giọt tinh huyết đại thánh. Phong Phi Vân nhất định lấy được tinh huyết đại thánh. Thần tàng yêu ma có phải là nơi thái cổ thần phượng ngủ say không? Phong Phi Vân cần đi Đồng Lô Sơn điều tra. Người định đi Đồng Lô Sơn. Liễu Duệ Hâm đứng dậy, định ngăn cản Phong Phi Vân. Ba đại thế lực Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Đại Long Tự, Thần Tấn Vương Triều hợp tác phong tỏa Đồng Lô Sơn. Trừ tu sĩ của ba thế lực ra không cho phép bất cứ ai nhúng chàm vào thần tàng yêu ma. Phong Phi Vân cười nói. Tiểu muội muội, nàng không ngăn được ta. Hãy rửa sạch ở trong nhà chờ ta đi, không chừng ta trở về từ Đồng Lô Sơn đột nhiên không thích thiếu phụ nữa mà thích trái non như nàng. Ha 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 ha. Liễu Duệ Hâm che ngực bự, hậm hực chừng Phong Phi Vân. Vô sỉ. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Nàng tuyệt đối không được nói ra chuyện ta trở về, con người ta điệu thấp. Tuy rằng Phong Phi Vân muốn điệu thấp nhưng tin tức vẫn đồn ra. Hai thế lực khác trấn thủ Đồng Lô Sơn là Đại Long Tự, triều đình Thần Tấn Vương Triều đều có tu sĩ đến bái phỏng. Một hòa thượng áo trắng cúi đầu hướng Phong Phi Vân. A-di-đà Phật, bần tăng Pháp Lang bái kiến Phong tiền bối, vãn bối thường nghe Phật sư nhắc đến Phong tiền bối. Một lão nhân mặc đồ quan quỳ trước mặt Phong Phi Vân, khóc ròng rã như phụ thân ruột của mình đi xa về nhà. Thần Vương Đại Nhân, người đã về, cựu thần xin thỉnh an Thần Vương Đại Nhân. Đây là khác biệt giữa người xuất gia và làm quan. Người đi tu dù có nịnh hót một người cỡ nào cũng sẽ khống chế trong phạm vi nhất định,
còn người làm quen thì một khóc hai cười ba quỳ là chuyện bình thường. Phong Phi Vân không quen hai thật sự trước mắt, nhưng nhìn bọn họ nịnh nọt mình thì không tiện phẩy áo ra đi. Phong Phi Vân nán lại trò chuyện đôi câu. Thì ra hòa thượng tên Pháp Lang là đệ tử của Chí Chướng Đại Sư. Lão nhân mặc áo quan quỳ hỏi thăm Phong Phi Vân là một phủ chủ thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân không quen biết, chưa từng gặp mặt. Phong Phi Vân muốn vào Đồng Lô Sơn đương nhiên không ai dám căn cản. Mãi khi đám người Phong Phi Vân khuất trong Đồng Lô Sơn, Liễu Duệ Hâm, Pháp Lang, Cổ Cương phủ chủ thập hào nhẹ nhõm. Vẻ mặt ba người đầy lo âu, quay về chỗ trú của mình. Không lâu sau các ngọc phi phù bay ra từ Đồng Lô Sơn truyền đến Hoàng Cung Thần Tấn Vương Triều, Đại Long Tự, Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Thông tin rơi vào tay giáo chủ Nhật Nguyệt Tiên Giáo, Diệp Ti Loan. Nhật Nguyệt Tiên Giáo, trên ngọn núi tiên đá lởm chởm trồng một gốc linh căn cổ thụ tên là Nhật Nguyệt Thần Thụ. Mưa rơi tí tách, mưa vỗ vào miếng lá kêu tí tách. Diệp Ti Loan cầm ngọc phi phụ bước tới bước lúi dưới gốc cây, đôi mắt to trong veo nhìn hướng Đồng Lô Sơn. Diệp Ti Loan buông tiếng thở dài. Đêm đó, tin Phong Phi Vân lại xuất hiện truyền vào tai nhiều đại nhân vật gây sóng to gió lớn. Bọn họ suy đoán am đầu kia quay về làm gì. Lúc này Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu, Mao Ô Quy, Thánh Thực Quả, Huyết Giao đã vào Đồng Lô Sơn. Lối vào Đồng Lô Sơn có biển lửa được gọi là phần luyện hỏa vực. Bên cạnh biển lửa chất đống thi cốt đếm hoài không hết. Thi cốt liên tục rơi vào biển lửa, bị đốt thành cho tàn. Không chỉ có xác nhân loại còn có yêu tộc, liên miên bất tận khó mà đếm hết. Mỗi ngày có ức vạn biển xác bị luyện thành cho. Phong Phi Vân đứng bên cạnh biển lửa, mắt nhìn xác chết không giới hạn. Phong Phi Vân nói, ta từng lấy một khối xương phượng tại đây, Diêm Vương nói cho ta biết khối xương phượng đến từ một nơi không thể nghĩ bàn. Khi đó ta không biết nó ở đâu, giờ ta đã hiểu. Ý của Diêm Vương là chiến trường vạn tộc, nơi này là một hố luyện thi. Tây Môn Suy Tiêu nói, đầu bên kia hố luyện thi chiến trường vạn tộc là trong khu mộ vô biên, bên chúng ta là đầu kia của hố luyện thi, cách nhau không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói, nếu Tây Môn Huynh cho rằng hố luyện thi gần ngay trước mắt thì sai lầm rồi. Tây Môn Suy Tiêu không tin tà. Gã thò tay muốn lấy bộ xương từ trong núi thây. Nhưng tay Tây Môn Suy Tiêu chưa kịp đụng vào xương cốt đã bị thiên uy giáng xuống ra chóc thịt bong. Tây Môn Suy Tiêu mà không rụt tay về nhanh thì cánh tay này cũng không còn. Năm xưa Phong Phi Vân từng thử, vô dụng, sức người không thể chạm vào núi thây. Chỉ có thông qua lực lượng thanh đồng cổ thuyền Phong Phi Vân mới làm được chuyện nghịch thiên, lấy khối xương phượng từ trong đó. Nghĩ thông khó hiểu năm xưa. Phong Phi Vân không ở lại nơi này lâu hơn, tiếp tục đi vào Đồng Lô Sơn. Hơi thở trong Đồng Lô Sơn bắt đầu hỗn loạn, gió thiên thế thổi vù vù, đất đai rung rinh. Thần tàng yêu ma có lẽ thật sự sẽ mở ra vào ngày gần đây. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh ngọn núi lớn nhìn mây mù, từng dòng khí bốc lên từ khổng lồ, không vào tầng mây mà biến thành tia sáng trắng bắn thẳng lên cao. Chỉ những người giỏi xem khí tượng mới thấy những dị tượng này. Growl. Phương xa có tiếng hú dài, xương ngầm ù đẫm máu bốc lên cao nhuộm đỏ khung trời. Một con dao to lớn lăn lộn trên bầu trời phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, thanh âm tuyển ra trăm vạn dặm. Tu sĩ ở Thần Tấn Vương Triều phía xa nghe rõ mồn một tiếng hú. Thanh âm gây khủng hoảng lớn, làm lòng người bất an. Đồng Lô Sơn tuyển đến tiếng gầm chấn động khung trời, thú vương trong thập vạn Sơn Hà sợ hãi quỳ phục, đây là dấu hiệu không lành. Chắc là ma đầu kia gây ra. Hắn thật sự trở về. Tu vi của ma đầu kia đã khủng bố đến mức này rồi sao? Lần này hắn quay lại chắc chắn sẽ khiến thiên hạ sao động, không ai đối kháng lại nổi. Tu sĩ nào biết tin ở Phong Phi Vân trở về đều phập phồng lo sợ. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi, nhíu mày hỏi. Huyết Giao đang nổi khùng cái gì? Thánh Thực Quả bay về báo cáo. Hình như nó gặp một yêu linh cấm địa cường đại, đang đánh nhau. Phong Phi Vân nói, mặc kệ đi, nó ăn no rảnh quá. Đám người Phong Phi Vân không hiền gì, đủ sức đi ngang trong Đồng Lô Sơn, sẽ không gặp nguy hiểm gì lớn. Phong Phi Vân không quá lo lắng. Mao Ô Quy, Tây Môn Suy Tiêu cũng mất tích, bây giờ chỉ còn mỗi Thánh Thực Quả theo bên cạnh Phong Phi Vân, nó như trái banh đôi khi bay tới trước mặt hắn, đôi khi bay đi chỗ khác, không đứng yên được. Một mình Phong Phi Vân đi sâu vào Đồng Lô Sơn điều tra cấu tạo địa lý. Quy tắc thiên thế nơi này.
Dù sao Đồng Lô Sơn có tinh huyết của Thái Cổ Thần Phượng, không phải mảnh đất bình thường. Quả nhiên có một ít tà khí, dường như chỗ này xảy ra đại chiến, máu thấm vào đất bùn cho đến nay còn dính chút mùi máu. Trước kia là mảnh đất nguy hiểm, bây giờ không ngăn được bước chân Phong Phi Vân, hắn đạp một cái là phá những cấm chế viễn cổ. Phong Phi Vân gặp một yêu linh cấm địa. Đó là một kỳ thụ to, dưới cây chất đống xương trắng. Cây kết một linh quả vạn năm, trái cây có hoa văn màu trắng, linh khí cực kỳ nồng đậm. Không ngờ lại gặp ngươi. Phong Phi Vân đứng dưới thân cây, khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm. Phong Phi Vân từng gặp yêu linh cấm địa hình thân cây này. Khi đó bọn họ vì lấy một linh quả vạn năm trên cây suýt bị yêu linh cấm địa giết, may mắn lúc ấy chạy trốn nhanh. Đại yêu sau khi chết biến thành yêu thi, số ít yêu thi trong người sinh ra yêu linh, thành yêu linh cấm địa. Gốc yêu linh cấm địa này không nhận ra Phong Phi Vân nhưng nó cảm nhận được khí thế từ người hắn. Rễ cây chui lên từ rất đất bùn biến thành hai chân, nó co giò bỏ chạy. Cộp cộp cộp, trái cây chạy nhanh như bay, tốc độ siêu mau.